Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 261, Quật Cường, Ngông Nghênh Nữ Hài. Sắc trời đã tối xuống, hai ngày trước toàn quốc các nơi cao trung, sơ trung toàn bộ đi học, Diệp Thần Phong nếu muốn đi tìm Quầy Hoành Thánh lão bản Vương lão đầu tôn nữ, tự nhiên là trực tiếp đi hướng tới vận thành đệ nhất trung học. Vương lão đầu tôn nữ bây giờ đã là thượng cấp 3, huống chi năm nay mùa hè tự phải đối mặt thi tốt nghiệp trung học. Buổi tối đại bộ phận học sinh cũng sẽ lưu ở trong phòng học muộn tự học, vì tại thi vào trường cao đẳng chính giữa đạt được lý tưởng thành tích, thì đậu trong lòng danh giáo. Lô Giang, người đi về trước đi, không cần ở chỗ này chờ ta. Ngồi Lô Giang Audi đi tới vận thành đệ nhất trung học sau, Diệp Thần Phong liền nói với Lô Giang. Diệp hội trưởng, ta còn là ở chỗ này chờ ngài đi. Đợi đỡ phải chính ngài đón xe, Lô Giang cung kính nói. Không cần. Ta lần đầu tiên tới vận thành, đợi muốn mình ở vận thành đi bộ một chút, ngươi không phải mới vừa cho ta số điện thoại sao? Nếu có chuyện gì yêu cầu lời của ngươi, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Thần Phong khoát tay áo cự tuyệt nói. Được rồi, Diệp hội trưởng, điện thoại di động của ta 24 tiếng đồng hồ mở, ngài lúc nào cần ta, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Gặp Diệp Thần Phong kiên trì, Lô Giang cũng chỉ có thể đủ thôi, mở ra hắn Audi tiêu thất tại trong bóng đêm mịt mờ. Vận thành đệ nhất trung học, tại vận thành trong tòa thành này thuộc về một gian nhất đẳng nhất học phủ, có người nói có thâm hậu lịch sử nội tình ni. Hàng năm lúc thi tốt nghiệp trung học, vận thành đệ nhất trung học học sinh thi đậu đại học danh tiếng là nhiều không kể xiết, kết quả là vận thành rất nhiều trong nhà có một ít bối cảnh người, đều lợi dụng quan hệ đem con của mình nhét vào vận thành đệ nhất trung học bên trong đi, mong muốn bọn họ tiến nhập vận thành đệ nhất trung học sau, thành tích có thể một đường tăng vọt. Nhưng mà, là con dẹp. Thay đổi một hoàn cảnh không thể có thể tự biến thành long, lâu ngày, vận thành đệ nhất trung học phú nhị đại, quan nhị đại là càng ngày càng nhiều, trường học bầu không khí cũng không có trước đây tốt như vậy. Bất quá, cả trường học không thể có thể toàn bộ bị phú nhị đại cùng quan nhị đại tràn ngập, cho nên mỗi năm hay là có bằng vào thành tích của mình thi vào trường học ưu tú học sinh. Với lại đối mặt thành tích đặc biệt ưu tú, thế nhưng trong nhà có khó khăn học sinh, trường học còn có thể thích hợp miễn đi học sinh học chi phí phụ. Nếu như từ trường học cổng đi vào khẳng định hội bị cửa bảo an cản lại. Diệp Thần Phong tự nhiên không muốn có nhiều như vậy phiền toái, trực tiếp đi tới một bên tường vây biên, hai chân chợt đặng địa. Bá một tiếng, một giây sau, Diệp Thần Phong thân thể tự phóng qua tường vây, vững vàng đổ cầm đứng ở trong trường học mặt. Mà giờ khắc này, cấp 3 tam ban trong phòng học, học sinh môn từng người đang làm bài tập, trong phòng học liền lão sư đều không có ở. Vương Phỉ Phỉ. Người cái con quỷ nhỏ, thật là cho khuôn mặt không biết xấu hổ a. Người khác nói ngươi là vận thành đệ nhất trung học thanh thuần nữ thần, ngươi thật đúng là tại lão tử trước mặt của ta trang thanh thuần. Ngươi bất quá tự chỉ là một đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt mà thôi. Liền học chi phí phụ đều là trường học giúp ngươi miễn đi, ngươi nhiều bê cái gì kình. Chỉ cần ngươi theo ta khổng lệnh, đem ta hầu hạ thư thái, ta cam đoan có thể nhượng ngươi qua thượng thư thư phục phục ngày, ta khổng lệnh có thể để ý ngươi Vương Phỉ Phỉ. Coi như là phúc khí của ngươi. Tên là Khổng Lệnh nam sinh đi vào cấp 3 tam ban trong phòng học, tại bên cạnh hắn còn đứng hai gã cùng loại tiểu đệ nam học sinh. Tên này vóc người cao lớn nam sinh Khổng Lệnh lời nói, có thể dùng cấp 3 tam ban học sinh toàn bộ ánh mắt tập trung đến, ngồi ở tổ thứ nhất hàng thứ hai Vương Phỉ Phỉ trên người. Vương Phỉ Phỉ tóc đen thui chát thành nhất cái đuôi ngựa biện, y phục trên người hết sức mộc mạc, từ đầu đến cuối cúi đầu. Làm ôn tập bài thi. Từ đầu đến cuối liền đầu cũng không có đưa lên thoáng cái, dường như căn bản cũng không có nghe được Khổng Lệnh nói thông thường. Khổng Lệnh nhìn đến bản thân trực tiếp bị Vương Phỉ Phỉ không thấy, cả khuôn mặt khí là tái nhợt không gì sánh được, nhớ hắn Khổng Lệnh muốn ra thế có ra thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, trong trường học muốn làm nữ nhân của hắn nhiều đi, với lại hắn ở trong trường học còn bao nuôi rất nhiều chim hoàng yến, hắn là trong trường học nổi danh hoa hoa công tử. Bất quá! Ngay cả như vậy vận thành đệ nhất trung học rất nhiều nữ sinh đều muốn làm Khổng Lệnh nữ nhân, thì là làm Khổng Lệnh bao dưỡng chim hoàng yến cũng sẽ không tiếc, bởi vì Khổng Lệnh thái độ làm người hào phóng, đối đãi hắn bao dưỡng chim hoàng yến cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Bây giờ cái này vật chất giàn giụa xã hội, học sinh gian đã sớm học xong nhờ vả, nữ sinh đương nhiên mong muốn bản thân ăn mặc được đặt tên bài y phục, dùng được với hàng hiệu bao bao, rất hiển nhiên làm Khổng Lệnh nữ nhân. Các nàng những yêu cầu này tự đều có thể đủ đạt thành. Vương Phỉ Phỉ, người trang gì thanh thuần,
Ngươi có tin ta hay không có thể đem ngươi đuổi ra vận thành đệ nhất trung học? Thì là thành tích của ngươi là trường học đệ nhất danh thì tính sao? Ta Khổng Lệnh đối với ngươi xem như là kiên nhẫn đi. Đuổi ngươi đã hơn một năm thời gian, mà ngươi lại luôn luôn đối với ta xa cách, ngươi biết ta tại trên người ngươi tốn nhiều ít tâm tư sao? Kết quả nhưng ngay cả một cái tay cũng không có dắt đến. Khổng Lệnh trực tiếp đoạt lấy Vương Phỉ Phỉ bút trong tay, cổ họng trong thanh âm là càng nói càng lớn tiếng. Từ đầu đến cuối cúi đầu Vương Phỉ Phỉ, cuối cùng là ngẩng đầu lên, trắng mịn trắng nõn trên gương mặt không có chút nào biểu tình, ngũ quan hết sức tinh xảo, làm cho một loại nhà bên tiểu muội cảm giác, thảo nào hội bị trong trường học người xưng là thanh thuần nữ thần. Ta có những người theo đuổi ta sao? Huống hồ ngươi căn bản không có tư cách làm ta Vương Phỉ Phỉ nam nhân, chớ nói chi là muốn bao nuôi ta, ta Vương Phỉ Phỉ đều không phải dùng tiền thì có thể làm cho ngươi muốn làm gì thì làm. Vương Phỉ Phỉ lạnh lạnh nói rằng, trong con ngươi xinh đẹp gợn sóng không sợ hãi, thậm chí đối với trước mặt Khổng Lệnh còn mang có một chút chẳng đáng. Đây là một cái nữ sinh quật cường ngông nghênh, cái này loại ngông nghênh đều không phải bởi vì nàng ra thế làm sao cường ngạnh, mà là nơi phát ra cho nàng đối với mình tự tin. Nàng tin tưởng nàng tương lai có thể nhượng rất nhiều người ngưỡng vọng, bao quát trước mặt cái này không đầu không đuôi phú nhị đại Khổng Lệnh. Khổng Lệnh, nơi này là cấp 3 tam ban, chúng ta ở trên muộn tự học ni. Mời lập tức đi ra ngoài, không nên quấy rầy chúng ta. Ngồi ở Vương Phỉ Phỉ trước mặt một cái nam sinh lấy dũng khí đứng lên, Vương Phỉ Phỉ trên căn bản là cấp 3 tam ban sở hữu nam sinh trong lòng luyến ái đối tượng, tổng hội có như vậy nhất hai nam nhân trong lúc nhất thời choáng váng đầu óc. Vì Vương Phỉ Phỉ ra mặt, bọn họ đều ảo tưởng anh hùng cứu mỹ nhân hình ảnh, đáng tiếc rất lâu ngày hậu cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng đều sẽ biến thành cẩu hùng, bởi vì ngươi căn bản cũng không có loại thực lực đó. Ta nói chuyện với Vương Phỉ Phỉ, đến phiên ngươi tới xen mồm sao? Khổng Lệnh chính nín một bụng hỏa khí ni, trực tiếp một cước đá vào tên nam sinh trên bụng. Khổng Lệnh sau lưng hai gã nam học sinh, cũng liền bận nhúng vào đi vào. Đối tên có dũng khí vì Vương Phỉ Phỉ ra mặt nam sinh là quyền đấm cước đá, kết quả là nguyên bản trong lớp rất nhiều nóng lòng muốn thử nam sinh đều bình tĩnh lại. Khổng Lệnh, ta Vương Phỉ Phỉ hiện tại không sẽ cùng ngươi có quan hệ, sau đó cũng sẽ không cùng ngươi có quan hệ. Vương Phỉ Phỉ từ chỗ ngồi đứng lên, khuôn mặt thượng thần sắc bất khuất không buông tha, hai con ngươi lạnh giá nhìn chằm chằm Khổng Lệnh nói rằng. Ba nhất thanh thúy hưởng, tại Vương Phỉ Phỉ trên gương mặt vang vọng. Nguyên bản trắng nõn trên gương mặt tức khắc nhiều hơn một chút hồng ấn tử, Khổng Lệnh lại có thể phiến Vương Phỉ Phỉ một cái bàn tay. Cấp 3 tam ban trong nữ sinh một đám trong lòng là nhìn có chút hả hê, Vương Phỉ Phỉ không chỉ có tướng mạo xuất chúng, với lại thành tích thủy chung là ổn chiếm trường học đệ nhất, nữ sinh cũng không muốn cùng Vương Phỉ Phỉ tiếp xúc, bởi vì này dạng các nàng tựu sẽ biến thành lá xanh, không chỉ như thế, trong lòng còn đặc biệt đáng ghét Vương Phỉ Phỉ. Một mực lén lút trong nghị luận Vương Phỉ Phỉ căn bản là tại trang thuần. Cấp 3 tam ban các nam sinh còn lại là một đám xoa tay, bất quá, đang suy nghĩ đến Khổng Lệnh ra thế bối cảnh sau, sôi nổi dường như quả cầu ra xì hơi. Thông thường nữ sinh nếu như bị nam sinh phiến một bạt tai, khẳng định hội không bị khống chế chảy nước mắt, thế nhưng Vương Phỉ Phỉ không có. Hai tròng mắt của nàng chính giữa vẫn là gợn sóng không sợ hãi, thậm chí viền mắt cũng không có thay đổi sưng đỏ lên. Lưng thẳng được thẳng tắp, nàng có chính cô ta kiêu ngạo, nàng có nàng quật cường của mình, nàng nói qua sẽ làm mỗi ngày vì nàng tân tân khổ khổ đặt quầy hoành thánh ra ra, ở thêm cao cấp nhà lầu, nàng nói qua sẽ làm sống nương tựa lẫn nhau ra ra vì nàng mà tự hào. Cho nên, mấy năm nay Vương Phỉ Phỉ vẫn nỗ lực học tập, nàng tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực một ít, nàng đã từng nói lời nói, tự khẳng định hội thực hiện. Vương Phỉ Phỉ đơn bạc môi xẹt qua một vòng dáng tươi cười. Thanh âm bình tĩnh nói, Khổng Lệnh, bạt tai ngươi cũng phiến, hiện tại mời rời đi nơi này đi. Ai cũng không có thấy Vương Phỉ Phỉ buông xuống bàn tay tựu vào giờ khắc này chăm chú nắm chặt, thế nhưng nàng không khóc, cũng không thể khóc, kiên trì nhiều năm như vậy quật cường ngông nghênh, không thể đủ tựu dễ dàng như vậy buông xuống. Chương 262, bạt tai đánh cho vang dội. Vương Phỉ Phỉ, ngươi con mẹ nó trang gì bình tĩnh? Ngươi chẳng qua là cái không có cha mẹ dã loại mà thôi. Dựa vào ngươi đặt quầy hoành thánh ra ra nuôi sống ngươi, ngươi có tin ta hay không có thể cho ra ra ngươi từ nay về sau không có biện pháp lại đặt quầy hoành thánh. Nhìn đến bị bản thân phiến một cái tát sau Vương Phỉ Phỉ, lại còn là như thế bình tĩnh, thậm chí trên mặt biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, Khổng Lệnh tâm tình biến được càng kích động, cổ họng trong thanh âm tê tâm liệt phế,
nếu như trong phòng học chỉ có hắn và Vương Phỉ Phỉ hai người, hắn chỉ sợ sớm đã xông lên tướng Vương Phỉ Phỉ y phục xé rách xuống, hắn muốn nhìn một chút Vương Phỉ Phỉ bị đặt ở thân thể hắn chi hạ hội là thế nào một bộ dáng dấp. Vương Phỉ Phỉ hai điều mày liễu mặt nhăn tại cùng nơi, da da của nàng là trong lòng nàng nhất điều điểm mấu chốt, vô luận là ai cũng không thể đủ chạm đến, cổ họng trong thanh âm lạnh xuống, khổng lệnh, ngươi không có tư cách đối da da của ta soi mói, tại ta Vương Phỉ Phỉ xem ra ngươi khổng lệnh chẳng qua là nhất cái phế vật mà thôi, nếu không gia đình của ngươi bối cảnh đỡ, ngươi liền trên đường một con chó cũng không bằng. Ta Vương Phỉ Phỉ không cần dựa vào bất luận kẻ nào, thì là hiện tại không hơn học, cũng có thể dựa vào hai tay nuôi sống bản thân, về phần ngươi khổng lệnh, nếu như một ngày mất đi ra thế bối cảnh, ta nghĩ ngươi nhất định hội chết đói đầu đường, chỉ ngươi cái này loại phần có nhất phế vật, có tư cách gì nói ra ra ta. Chỉ ngươi cũng muốn ta bao nuôi ta Vương Phỉ Phỉ, chỉ có này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ sinh mới có thể nhìn chúng ngươi như thế cái phế vật. Cấp 3 tam ban trong phòng học lần thứ 2 yên tĩnh lại, tại bọn họ trong ấn tượng Vương Phỉ Phỉ là cái không quá ái người nói chuyện, chưa từng có nói qua vũ nhục nhân, mà giờ khắc này Vương Phỉ Phỉ là tướng khổng lệnh vũ nhục cái triệt để. Ai trong lòng không có nhất điều điểm mấu chốt ni, chỉ cần người khác không chạm đến điểm mấu chốt này đều có thể thương lượng, nhiên mà một khi có người dám chạm đến này điểm mấu chốt, như vậy trong thân thể thịnh nộ khẳng định hội cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra. Vương Phỉ Phỉ hôm nay là điều không phải ăn hỏa dược. Đây là ta lần đầu tiên nghe được nàng một chút sức lực nói dài như vậy nhất đại đoạn lời nói. Ta xem Vương Phỉ Phỉ đắc tội khổng lệnh, sau đó đừng nghĩ lại học giáo có ngày lành qua. Nghe nói phụ thân của khổng lệnh tại vận thành mạng giao thiệp rất rộng, cùng hiệu trưởng trường học cũng là bạn tốt, Vương Phỉ Phỉ coi như là trong trường học đệ nhất danh thì tính sao? Đúng vậy, ta đã sớm nhìn Vương Phỉ Phỉ không thoải mái, không phải là cái hiểu được trang thuần nữ sinh mà, thật là những người buồn nôn, thật không nghĩ ra hiện tại nam sinh khẩu vị làm sao sẽ biến được nặng như vậy. Hay nhất để cho nàng ly khai trường học mới tốt. Cấp 3 tam ban trong phòng học các nữ sinh một đám châu đầu ghé tai nghị luận, dù sao các nàng là hay nhất Vương Phỉ Phỉ có thể không may ni. Mà cấp 3 tam ban các nam sinh, tuy rằng đều muốn làm hộ hoa sứ giả, thế nhưng không có thực lực này a. Kiên trì thượng, kết quả cuối cùng cũng bị khổng lệnh ngược phần sao. Vương, Phỉ, Phỉ, khổng lệnh nhất ngừng quát dẹp đường, tại vận thành đệ nhất trung học có ai dám nói hắn là phế vật. Thì là ra thế so với hắn người tốt, cũng hội cho hắn vài phần mặt tôi, mà hiện tại hắn lại có thể bị Vương Phỉ Phỉ ngay mặt nói thành là phế vật. Vậy làm sao có thể đủ nhượng hắn chịu được ni? Khổng lệnh mở tay phải bàn tay một lần nữa hướng Vương Phỉ Phỉ trên gương mặt phiến đi, lúc này hắn có thể không có gì thương hương tiếc ngọc tình, hắn thấy Vương Phỉ Phỉ nhiều lắm là loại có một chút tướng mạo, có thể chơi sau một khoảng thời gian tự vung nữ sinh, mà hắn khổng lệnh tự cho là mình là cao hơn Vương Phỉ Phỉ nhất đẳng người. Vương Phỉ Phỉ dựa vào cái gì có thể đem hắn nói thành là phế vật. Vương Phỉ Phỉ mắt không nháy một cái nhìn hướng bản thân trên gương mặt phiến tới bàn tay, kỳ thực Vương Phỉ Phỉ cùng gia gia nàng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nàng vẫn hỏi mình ông trời vì sao như thế không công bình. Người khác đều sanh ra ở một cái tốt đẹp chính là gia đình. Tay đánh đi, mà nàng ni, chỉ có một sống nương tựa lẫn nhau gia gia. Thế nhưng đương Vương Phỉ Phỉ nhìn đến vì nàng vất vả cần cù bày sạp ra ra, nàng biết cho dù bản thân có nhiều hơn nữa oán giận cũng là không làm nên chuyện gì, nàng có thể làm chính là dựa vào cố gắng của mình tới cải biến hiện trạng, cho nên từ một khắc kia trở đi, nàng tưởng tượng như phát điên học tập. Vì chính là thi đậu đại học danh tiếng, tương lai tốt nghiệp tìm một phần tốt công tác, sau đó nhượng ra ra của nàng được sống cuộc sống tốt. Đánh nữ nhân nam nhân có thể điều không phải gì nam nhân tốt. Rất rõ ràng phế vật danh hiệu rất thích hợp ngươi. Giữa lúc khổng lệnh bàn tay muốn phiến đến Vương Phỉ Phỉ trên gương mặt thời gian, Diệp Thần Phong kịp thời xuất hiện, bàn tay cầm khổng lệnh thủ đoạn. Diệp Thần Phong tìm một hồi lâu mới tìm được cấp 3 tam ban phòng học, không nghĩ tới vừa tới đến cửa phòng học tự nhìn thấy màn này, hắn tại trong hình gặp qua Vương Phỉ Phỉ bộ dáng, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra buộc tóc đuôi ngựa Vương Phỉ Phỉ. Bị một cái người xa lạ đột nhiên làm rối. Khổng lệnh là càng khó chịu, hướng Diệp Thần Phong gầm hét lên, ngươi là vừa tới trường học lão sư sao? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có tin ta hay không ngày mai là có thể những ngươi ném công tác? Diệp Thần Phong niên kỷ linh không thể nào là cao trung học sinh, cho nên khổng lệnh theo bản năng coi Diệp Thần Phong là làm là mới tới lão sư. Lại là một cái trong óc trang bị đầy đủ đại tiện con em nhà giàu,
Diệp Thần Phong trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, buông lỏng ra khổng lệnh thủ đoạn. Coi như ngươi thức thời, ở đây không có ngươi chuyện gì, từ đâu tới cút cho ta chạy đi đâu. Khổng lệnh cho rằng Diệp Thần Phong buông ra cổ tay của hắn, trong lòng là sợ, lập tức chỉ cao khí ngang nói rằng. Ba, một cái bạt tai thanh tại khổng lệnh trên gương mặt vang lên, Diệp Thần Phong cái này một cái bàn tay độ mạnh yếu thập phần đại, có thể dùng lỗ làm cả người thân thể tại chỗ vòng vo một cái 360 độ vòng tròn, trong óc bị đánh được chóng mặt, trước mắt ứa ra sao kim, một mặt đôi má sưng thành cái đầu heo. Vương Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp nháy mắt nhìn Diệp Thần Phong, tại trong ấn tượng của nàng hình như không nhận thức người trước mặt này, với lại nàng cho rằng trước mặt cái này vì nàng ra mặt người cũng không thể nào là lão sư, nào có lão sư vừa lên tới tự phiến học sinh bạt tai. Trừ phi là hắn không muốn phải làm việc. Sau một lát khổng lệnh hồi qua thần, cảm giác trên gương mặt đau rát đau nhức, trong tròng mắt đều muốn phun ra lửa, phẫn nộ quát ngươi, ngươi cũng dám xuất thủ đánh ta. Ngươi đừng muốn làm tiếp vận thành đệ nhất trung học lão sư, ngươi chờ đi ăn không khí đi. Diệp Thần Phong tượng liếc si dường như nhìn khổng lệnh, nói rằng, ai nói cho ngươi biết ta là trường học lão sư. Cho nên ngươi kiêu ngạo đối với ta không có tác dụng, thì là ngươi là vận thành thị trường, có dũng khí bị ta thấy đánh nữ nhân, ta làm theo phiến ngươi bạt tai. Ngươi đều không phải lão sư. Vậy ngươi có tư cách gì đi vào trường học, có tư cách gì đánh ta? Khổng lệnh trong miệng thở hổn hển, lớn như vậy chỉ có hắn phiến người khác bạt tai, nào có người khác phiến hắn bạt tai đạo lý. Diệp Thần Phong miệng trong phát sinh xách 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 thanh âm, hai mắt thấy khổng lệnh khuôn mặt, lẩm bẩm, bất thường xưng A. Bất thường xưng A, thế nào càng xem càng không được tự nhiên ni. Ngươi nói nhỏ nói cái gì đó, ngươi dám động thủ đánh ta khổng lệnh, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Ba, khổng lệnh lời còn chưa nói hết, lại nhất thanh thúy hưởng tại hắn một bên khác trên gương mặt vang lên, vẫn là thân thể tại chỗ vòng vo một cái 360 độ vòng tròn. Lúc này khổng lệnh hai bên đôi má đều cao cao sưng lên, Diệp Thần Phong lần này hài lòng gật đầu, như vậy tự đối xứng mà. Nhìn qua thoải mái hơn. Diệp Thần Phong kéo bên cạnh Vương Phỉ Phỉ tay, nói rằng, chúng ta đi thôi. Vương Phỉ Phỉ tim đập chợt tăng nhanh, đối với trước mặt cái này người xa lạ, nàng cực kỳ không có dãy, nàng chỉ cảm giác mình tay bị cái này người đàn ông xa lạ cầm, trong lòng nàng vậy mà có một loại cực kỳ cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác hoàn toàn nơi phát ra cho nàng trực giác. Đánh người muốn cứ như vậy đi rồi chưa? Hai người các ngươi ngăn hắn lại cho ta. Gặp Diệp Thần Phong muốn lôi kéo Vương Phỉ Phỉ ly khai, khổng lệnh vội vàng mệnh lệnh bên cạnh hắn hai tên nam sinh. Hai tên nam sinh tại nhận được khổng lệnh mệnh lệnh sau, thân thể chợt hướng Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ đánh móc sau gáy, nhưng mà còn không có chờ bọn hắn hai cái va chạm vào Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ thân thể. Bang bang hai tiếng, cái này hai tên nam sinh thân thể đã bị văng ra đi ra ngoài, nặng nề đánh vào phòng học trên vách tường. Diệp Thần Phong lôi kéo Vương Phỉ Phỉ tay không có buông ra, từng bước nhàn nhã đi ra cấp 3 tam ban phòng học, hắn trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đối Vương Phỉ Phỉ mở miệng, nói cho Vương Phỉ Phỉ gia gia của nàng đã ly khai trong cuộc sống chuyện này, dù sao đối với cho Vương Phỉ Phỉ cái này cao trung nữ sinh mà nói, hiện thực thật là quá tàn nhẫn. Hoan nghênh ngài tới. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 263, Nát Tâm. Từ từ dưới bóng đêm. Diệp Thần Phong lôi kéo Vương Phỉ Phỉ tay đi ra vận thành đệ nhất trung học. Diệp Thần Phong không có mở miệng, Vương Phỉ Phỉ đồng dạng không có mở miệng. Hai người lần lượt im lặng đi tại trên đường phố. Vương Phỉ Phỉ không biết vì sao bản thân hội theo Diệp Thần Phong đi tới. Vạn nhất Diệp Thần Phong là cái người xấu làm sao bây giờ? Trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nhưng từ đầu đến cuối không có rút ra bị Diệp Thần Phong nắm tay. Đi nhà ngươi ngồi một chút đi, là ra ra ngươi nhường ta tới tìm ngươi, ra ra ngươi là đặt quầy hoành thánh. Diệp Thần Phong biết lại trầm mặc như vậy đi xuống cũng đều không phải biện pháp, vì vậy liền trước mở miệng nói chuyện. Ra ra ta nhường ngươi tìm đến ta, là điều không phải ra ra ta xảy ra chuyện gì. Vương Phỉ Phỉ trên mặt thần sắc lập tức khẩn trương lên, bởi vì hai ngày trước nàng vừa mới khai giảng, đến cấp 3 nàng là ký túc ở trong trường học, nàng biết bình thường không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, ra ra nàng sẽ không tới tìm nàng. Đi trước nhà ngươi ngồi một chút đi, yên tâm, ta đều không phải lừa bán nhân khẩu bọn buôn người, đến nhà ngươi thì sẽ biết xảy ra chuyện gì.
Diệp Thần Phong cảm giác được Vương Phỉ Phỉ trên mặt hồ nghi. Nghe Diệp Thần Phong vừa nói như vậy, Vương Phỉ Phỉ trong lòng có loại dự cảm bất tường, thật đúng là đừng nói nữ nhân giác quan thứ 6 tại tình hình trung hạ đều rất linh nghiệp, trên gương mặt thần sắc bất an nồng nặc lên, là điều không phải ra ra ta đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong lặng lẽ gật đầu, chân tướng của chuyện Tổng hội bị Vương Phỉ Phỉ biết đến, như vậy còn không bằng để cho nàng sớm một chút làm tốt chuẩn bị tâm lý ni. Nhìn đến Diệp Thần Phong gật đầu, Vương Phỉ Phỉ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng tránh thoát Diệp Thần Phong bàn tay, tại ven đường gọi một chiếc xe taxi. Diệp Thần Phong cũng theo ngồi vào trong xe taxi mặt. Vương Phỉ Phỉ ra tại một chỗ phá cũ nhà trệt khu, ở người ở chỗ này thông thường đều là vận thành tầng dưới chót đám người, một tháng tiền thuê chỉ cần 400-500 đồng tiền, xem như là đặc biệt tiện nghi. Đương Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ chạy tới nhà trệt khu thời gian, Vương Phỉ Phỉ ra đứng ở cửa 4-5 người đàn ông, nương ven đường ánh đèn lờ mờ, vẫn có thể nhìn đến trên mặt đất để một cái cáng cứu thương. Trên băng ca đang đắp bạch sắc trường bố. Thanh niên nhân, Phỉ Phỉ, cuối cùng y viện vẫn không thể nào đem Vương lão đầu tính mệnh cứu giúp trở về. Phỉ Phỉ, ngươi nén bi thương thuận biến đi, nếu như cần ta môn giúp một tay địa phương ngươi cứ mở miệng, ngày hôm nay chúng ta tựu không quấy rầy. Đứng tại Vương Phỉ Phỉ ra cửa cái này 4-5 người đàn ông chính là cùng Vương lão đầu tại đồng trên một con đường bầy sạp. Bọn họ đã tại Vương Phỉ Phỉ ra môn miệng đợi thời gian thật dài, bọn họ mấy người này cũng là ở tại nơi này nhà trệt khu. Nghe đến lời này Vương Phỉ Phỉ, trong óc tức khắc nổ tung nồi, hai con người biến được mê mang lên, không ngừng lắc đầu, miệng thảo luận đạo, không thể có thể, không thể có thể, ra ra không thể có thể bỏ lại ta. Gia Gia không thể có thể bỏ lại ta, tuyệt đối không thể có thể. Vừa rồi thì là tại trước mặt mọi người bị khổng lệnh phiến một bạt tai. Vương Phỉ Phỉ vẫn có thể đủ quật cường đĩnh trực cột sống, mà giờ khắc này, Vương Phỉ Phỉ tâm tình hoàn toàn hỏng mất, nhất phần mông sụi lơ ngồi ở trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Viên mắt càng tới càng sưng đỏ, nàng không thể tin được đây là thật, nàng không muốn đi tin tưởng đây là thật. Gia Gia ngươi trước khi đi. Nhưng ta chiếu khán ngươi đến tốt nghiệp đại học, ta cũng đáp ứng ra ra ngươi, ta sẽ tuân thủ cam kết. Diệp Thần Phong không biết phải an ủi như thế nào Vương Phỉ Phỉ. Vương Phỉ Phỉ trong hốc mắt nước mắt cuối cùng không nhịn được chảy ra. Sụi lơ trên mặt đất thân thể hướng cáng cứu thương từ từ di chuyển. Diệp Thần Phong không có đi phủ Vương Phỉ Phỉ đứng lên, hắn biết bây giờ Vương Phỉ Phỉ cần muốn tự mình đi ra bi thương, cái khác người là không giúp được nàng. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính cô ta. Phí hết đại một phen công phu, Vương Phỉ Phỉ thân thể mới hoạt động đến cáng cứu thương trước, viên mắt chính giữa nước mắt không có nhất khắc chấm dứt qua, vươn run rẩy tay phải, muốn đi để lộ vải trắng, thế nhưng Vương Phỉ Phỉ vừa không có cái này dũng khí, nàng sợ tiếp thu hiện thực. Vương Phỉ Phỉ ước chừng do dự nửa giờ, trong lúc này Diệp Thần Phong chỉ là an tĩnh ở một bên nhìn, cuối cùng Vương Phỉ Phỉ tay rơi đi xuống, bắt được vải trắng. Nhẹ nhàng một tầng bố, tại Vương Phỉ Phỉ cảm giác hình như là có một ngọn núi như trầm trọng, tốn thật nhiều lực lượng mới xốc khai tới. Đương Vương Phỉ Phỉ nhìn đến vải trắng hạ trương quen thuộc thương khuôn mặt cũ thời gian, nàng viên mắt chính giữa nước mắt triệt để vỡ đê, cổ họng trong bi thương trầm ngâm nói, ra ra, ra ra, ngươi còn không có ở thượng Phỉ Phỉ mua cho ngươi nhà lầu ni. Ngươi thế nào nhẫn tâm cứ như vậy bỏ lại Phỉ Phỉ một người ni. Ra ra, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại. Ta biết ngươi chỉ là đang ngủ. Vương Phỉ Phỉ càng khóc càng kịch liệt, từ từ viền mắt chính giữa lại cũng chia bí không ra lệ nước đây, trong óc biến được rất phựng, tiếp theo, trước mắt nhất hắc, cả người bởi thương tâm quá độ đã bất tỉnh. Diệp Thần Phong đi tới Vương Phỉ Phỉ trước người, ngồi chồm hổm xuống, tướng Vương Phỉ Phỉ thân thể mềm mại ôm nhập ngực trong, nhu hòa linh hồn lực từ từ thẩm thấu vào Vương Phỉ Phỉ trong cơ thể, không bao lâu thời gian, nàng tự từ ngất chính giữa tỉnh táo lại. Vương Phỉ Phỉ hai mắt lăng lăng nhìn đen kịt bầu trời đêm, trên mặt thần tình như cục diện đáng buồn, nhiều. Thế này năm qua nàng là vì nhượng sống nương tựa lẫn nhau ra ra được sống cuộc sống tốt, nhượng sống nương tựa lẫn nhau ra ra vì nàng cảm thấy tự hào, cho nên hắn mới như thế nỗ lực học tập, bất kể tại bất cứ lúc nào đều kiên thủ thuộc về quật cường cùng ngông nghênh. Bây giờ ra ra của nàng cứ như vậy ly khai, mấy thứ này đối với nàng mà nói còn có cái gì dùng. Nhìn ngực trong chọc người thương tiếc Vương Phỉ Phỉ. Diệp Thần Phong không tự chủ tướng thân thể của nàng ôm chặt một ít, ta nghĩ ngươi ra ra khẳng định không hy vọng nhìn đến ngươi cái bộ dáng này, ra ra ngươi trước khi chết còn đang nhớ ngươi ni.
hắn khẳng định mong muốn ngươi có thể thật vui vẻ sống sót, lẽ nào ngươi muốn nhượng hắn thất vọng sao? Vương Phỉ Phỉ chỗ trống trong ánh mắt khôi phục một ít thần thái, thanh âm hơi lộ ra khàn khàn hỏi, gia gia ta là chết như thế nào? Là bị tên côn đồ giết chết, bất quá, ta đã bang gia gia ngươi báo thù, này đối gia gia ngươi động thủ người, toàn bộ bị ta giết đi. Diệp Thần Phong trong lòng cũng có chút thương cảm. Vương Phỉ Phỉ lần nữa trầm mặc, cũng không biết nàng là không tin Diệp Thần Phong lời nói ni. Còn là, bất quá, bị Diệp Thần Phong kéo, có thể nhượng tâm tình của nàng bình tĩnh trở lại. Ngươi sau đó có tính toán gì không? Là lưu tại Vận Thành ni, vẫn là cùng ta cùng nơi hồi Thiên Hải. Ta có thể giúp ngươi ở đây Thiên Hải an bài trường học đi học. Diệp Thần Phong hỏi. Vương Phỉ Phỉ kinh ngạc lắc đầu, hồi đáp ta cũng không biết, ta sau đó rốt cuộc nên đi nơi nào. Trước đây ra ra là ta quật cường sống tiếp động lực, nguyên bản ta nghĩ muốn kiếm thật nhiều thật là nhiều tiền, nhượng ra ra được sống cuộc sống tốt, không nghĩ tới. Kỳ thực ta cũng không là ra ra thân tôn nữ, ta là ra ra ở cô nhi viện trong bão dưỡng, ra ra chưa từng có kết qua hôn, khả năng hắn là cảm thấy cô đơn, cho nên mới phải nuôi con nuôi ta, bất quá, nhiều. Thế này năm qua, ra ra từ đầu đến cuối đều coi ta là làm thân tôn nữ giống nhau đối đãi. Gia Gia đối với ta ân tình ta đời này đều không có cách gì báo đáp, Gia Gia vì sao không để cho ta một cái cơ hội hảo hảo hiếu kính hắn ni. Mỗi lần ta thấy hắn tân tân khổ khổ đặt quầy hoành thánh thời gian, trong lòng ta mặt tựu đặc biệt khó chịu, nếu như trước đây hắn không có nuôi con nuôi ta, hiện tại cũng không cần khổ cực như vậy, người nói hắn vì sao muốn làm như vậy. Vì ta cái này cùng hắn không có nửa điểm liên hệ máu mủ người đáng giá không? Vương Phỉ Phỉ trong miệng nói liên miên cằn nhằn, nàng tâm hoàn toàn nát, toái phải là như vậy triệt để. Cái này quật cường, ngông nghênh vài chục năm nữ hài, giờ khắc này, mất đi đính trực cột sống sống tiếp lý do. Bóng đêm tràn ngập, ven đường đèn đường ngọn đèn lúc sáng lúc tối, Diệp Thần Phong cứ như vậy ôm Vương Phỉ Phỉ thân thể mềm mại, hai người lần lượt trầm mặc có chừng một canh giờ. Diệp Thần Phong cảm nhận được Vương Phỉ Phỉ lúc này trong lòng bất lực cùng bi thương. Người tốt có hảo báo cái này loại cổ ngữ, chỉ do là lừa gạt tiểu hài tử thí thoại mà thôi, cái này trên thế giới bất cứ chuyện gì đều chú ý thực lực, nếu như ngươi có thực lực, thì là làm hết chuyện xấu, y nguyên có thể bình yên vô sự sống được thật tốt. Tương phản, nếu như ngươi không có thực lực, thì là ngươi làm hết chuyện tốt, người có thực lực nhìn ngươi không vừa mắt, cũng có thể dễ dàng tướng ngươi gạt bỏ. Cho nên, Diệp Thần Phong chưa bao giờ tin tưởng người tốt có hảo báo những này thí thoại. Hắn chỉ tin tưởng mình một đôi nắm tay, chỉ có đem thực lực không ngừng đi lên đề thăng, mới không người nào dám đem chân đạp đến trên đầu của hắn tới. Chương 264, lần này xem ngươi môn chạy trốn nơi đâu. Diệp Thần Phong tướng để Vương lão đầu thi thể cáng cứu thương, bang Vương Phỉ Phỉ dọn vào phá cũng nhà trệt bên trong, trong phòng tia sáng đặc biệt hôn ám, Vương Phỉ Phỉ vừa đi vào trong nhà, thân thể mềm mại tự co giúp ở trong góc phòng, cả người ánh mắt dại ra. Không nói tiếng nào. Diệp Thần Phong biết bây giờ Vương Phỉ Phỉ rất không thích hợp một người ngây ngô, nói không chính xác sẽ làm ra một ít gì ngu xuẩn chuyện điên rồ ni. Vì vậy liền nói rằng, ngươi theo ta đi ăn một chút gì đi. Ta đến bây giờ còn chưa có ăn cơm chiều ni. Diệp Thần Phong không đợi Vương Phỉ Phỉ trả lời, tự lôi kéo Vương Phỉ Phỉ tay nhỏ bé, đi ra phá cũng nhà trệt, thuận lợi tướng môn đóng lại. Người buông, ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi nhượng ta yên lặng một chút, được không? Vương Phỉ Phỉ sưng đỏ viền mắt nói rằng. Gia gia ngươi đã ly khai cái này thế giới, đây là một cái ngươi phải tiếp nhận sự thực, thế nhưng ngươi còn sống, ngươi không phải nói mình là gia gia ngươi bảo dưỡng cô nhi sao? Nếu như gia gia ngươi tại thiên có linh, hắn nguyện ý nhìn đến ngươi bộ dáng này sao? Nếu như ngươi muốn báo đáp hắn nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng, như vậy sau này ngươi tự sống ra cá nhân dạng tới. Mà không phải đắm chìm trong gia gia ngươi qua đời bi thương chính giữa, lại nói đối với ngươi mà nói, gia gia ngươi chắc là vĩnh viễn sống ở trong lòng ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thần Phong vươn tay thương tiếc nhu nhu Vương Phỉ Phỉ đầu, tiếp tục nói, gia gia ngươi trước khi rời đi, nhượng ta chiếu khán đến ngươi tốt nghiệp đại học, cho nên ngươi nên được nếu nghe ta, hiện tại trước theo ta đi ăn cơm. Vương Phỉ Phỉ không phản bác nữa, nhấp mân đơn bạc môi, Diệp Thần Phong lời nói này đem nàng cấp đề tỉnh. Nếu như nàng lúc đó rơi xuống đi xuống, như vậy thì càng xin lỗi đem nàng tân tân khổ khổ nuôi lớn ra ra. Chính như Diệp Thần Phong nói như, nàng hiện tại cần phải làm là tương lai sống ra cá nhân dạng tới,
nhưng tại thiên đường gia gia có thể vì nàng cái này tôn nữ mà tự hào. Diệp Thần Phong đối vận thành tỉnh chưa quen thuộc, lôi kéo Vương Phỉ Phỉ tay tại trên đường phố nơi loạn lắc lư, đi ngang qua một nhà tên là Tử Kim Tử Lâu khách sạn thời gian, Diệp Thần Phong liền lôi kéo Vương Phỉ Phỉ đi vào. Tử Kim Tử Lâu tại vận thành cũng coi là một nhà cao cấp khách sạn, đứng ở cửa hai gã ăn mặc hồng xè sườn xám tiếp khách tiểu thư. Bất kể là vóc người, còn là tư xè đều là nhất đẳng nhất tốt, khuôn mặt thượng luôn luôn lộ vẻ chiêu bài thức ngọt dáng tươi cười. Tại có khách người đi vào tử lâu thời gian, các nàng hội thanh âm ngọt nói một tiếng, hoan nghênh quang lâm. Cơm tối giờ cơm cũng sớm đã qua, bất quá, vẫn sẽ có tam tam lưỡng lưỡng khách nhân đi vào Tử Kim Tử Lâu ăn cơm chiều, Tử Kim Tử Lâu mỗi ngày đều hội kinh doanh đến 12 giờ khuya cả. Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ vừa đi vào Tử Kim Tử Lâu, bên tai tự truyền đến kẻ khác buồn bực kêu gào thanh, lần này xem ngươi môn hai cái chạy trốn nơi đâu. Vương Phỉ Phỉ, người cái cấp khuôn mặt không đàn bà không biết xấu hổ, nguyên lai ngươi thích tuổi tác lớn nam nhân a. Là điều không phải đã cho ta không thỏa mãn được ngươi. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, kỳ thực trên giường của ta công phu phi thường tốt, cam đoan có thể nhượng ngươi có loại đến thiên đường cảm giác. Tại cấp 3 tam ban trong phòng học, bị Diệp Thần Phong phiến hai bạt tai khổng lệnh, vừa vặn đã ở Tử Kim Tử Lâu, tại bên cạnh hắn còn đứng hai trung niên nam nhân. Một cái đỗ đầy chàng mập nam nhân là phụ thân của khổng lệnh Khổng Vinh Quang, một. Khác cái tương đối gầy là vận thành đệ nhất trung học hiệu trưởng đương nhiệm Tiền Lượng. Đang bị Diệp Thần Phong phiến hai bạt tai sau đó, khổng lệnh lập tức đem cả kiện sự tình nói cho phụ thân của hắn Khổng Vinh Quang. Khổng Vinh Quang khi biết con trai của mình bị người phiến bạt tai, cả người lập tức là nộ không thể hiểu. Tục ngữ nói có và vân vân lão tử, sẽ có cái đó dạng nhi tử, tại Khổng Vinh Quang xem ra chỉ có con hắn có thể phiến người khác bạt tai, nào có con hắn bị người khác phiến bạt tai đạo lý. Hắn Khổng Vinh Quang tốt xấu tại vận thành cũng là có một ít cơ nghiệp, cùng vận thành đệ nhất trung học hiệu trưởng cũng có chút quen thuộc, cái này không. Hắn lập tức hẹn hiệu trưởng Tiền Lượng đi ra, muốn vì con trai của mình tướng khẩu khí này phát tiết ra ngoài. Ba, chính là tiểu tử này phiến ta hai bạt tai. Còn có cái này không biết tốt xấu nữ nhân, lại có thể vẫn đối với ta xa cách. Khổng lệnh ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ, đối phụ thân của hắn Khổng Vinh Quang nói rằng. Hiện tại vận thành đệ nhất trung học hiệu trưởng Tiền Lượng cùng phụ thân của hắn đều ở đây trong, khổng lệnh còn có gì phải sợ. Nếu như Diệp Thần Phong còn dám động thủ, như vậy thì thật là không biết sống chết, đương nhiên cái này chỉ do khổng lệnh tự cho là đúng nghĩ cách. Khổng Vinh Quang cùng Tiền Lượng ánh mắt đều theo khổng lệnh ngón tay tập trung đến Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ trên người, con ruồi thật con mẹ nó tới nơi nào đều đặc biệt nhiều, liền một điểm làm con ruồi giác ngộ cũng không có, cuối cùng chỉ là bị đập chết nguyên liệu. Tương đối gầy Tiền Lượng trước lên tiếng, Vương Phỉ Phỉ, ta nghe nói bằng hữu của ngươi đánh khổng lệnh. Có chuyện này hay không tình, các ngươi là điều không phải muốn đi gặp khổng lệnh chịu nhận lỗi. Vương Phỉ Phỉ. Người thế nhưng trường học đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt, cả năm cấp thành tích đệ nhất danh bảo trì giả, tố chất không nên kém như vậy mới đúng. Vương Phỉ Phỉ đang đứng ở gia gia nàng qua đời bi thương chính giữa, lúc này nàng liền cành đều mặc kệ Tiền Lượng vị hiệu trưởng này, nàng liếc mắt liền nhìn ra Tiền Lượng là vì khổng lệnh tới ra mặt. Gặp Vương Phỉ Phỉ im lặng không lên tiếng, Tiền Lượng trên mặt thần sẽ có chút thay đổi, cổ họng trong âm lượng đề cao vài phần, quát dẹp đường, Vương Phỉ Phỉ. Ngươi chớ quên, trường học thế nhưng miễn trừ ngươi học chi phí phụ, bằng không ngươi lên được vận thành đệ nhất trung học sao? Chuyện lần này đúng là ngươi và bằng hữu của ngươi làm sai. Nhìn tại ngươi là trường học đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng khổng lệnh phiến hồi bằng hữu của ngươi hai bạt tai, lại để cho bằng hữu của ngươi hướng khổng lệnh xin lỗi. Chuyện này cứ tính như vậy, đối, còn chờ hội ngươi phải thường khổng lệnh ăn bữa cơm. Bằng không ngươi Vương Phỉ Phỉ sau đó tự mơ tưởng tại vận thành đệ nhất trung học ngây ngô, với lại ta dám cam đoan ngươi bị khai trừ vận thành đệ nhất trung học sau, tại vận thành không có kia nhất trường học có dũng khí thu ngươi, đến lúc đó đừng nói là muốn thi đại học, ngươi liền cao trung đều không có cách gì tốt nghiệp. Tiền Lượng không chút nào che giấu uy hiếp Vương Phỉ Phỉ, hắn và Khổng Vinh Quang là khá vô cùng bằng hữu, huống hồ mấy năm nay không có bớt ở Khổng Vinh Quang trên người chiếm được tiện nghi. Loại thời điểm này hắn đương nhiên muốn đứng tại Khổng Vinh Quang bên này. Lại mà Tiền Lượng biết Vương Phỉ Phỉ là cái không có gia đình bối cảnh học sinh, tại nàng đứng bên cạnh Diệp Thần Phong gia đình bối cảnh phỏng chừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, như vậy người còn không phải có thể tùy tiện nắm bắt đùa mà.
Diệp Thần Phong lôi kéo Vương Phỉ Phỉ tay trực tiếp hướng tới Tử Kim Tửu Lâu trước sân khấu đi, đối với những này đáng ghét con ruồi, hắn thật liền lãng phí nước bọt tâm tư cũng không có, lại mà Diệp Thần Phong hiện tại đúng là đói bụng rồi, nào có công phu cùng bọn họ tại ở đây dây dưa. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đánh người còn lý luận. Lẽ nào ngươi thật đúng là cho là mình là kinh thành đại gia tộc chính giữa thái tử gia? Chỉ ngươi cái này đứa kỳ gờ, có gì phách lối tư bản? Thức thời còn là nhanh lên một chút hướng khổng lệnh xin lỗi. Nhìn đến Diệp Thần Phong nắm Vương Phỉ Phỉ tay trực tiếp đi về phía trước đi, Tiền Lượng trên mặt thể diện là càng quải bất trụ. Thật đúng là đừng nói Tiền Lượng câu này giễu cợt thật trò chúng sự thực, dùng Diệp gia tại kinh thành địa vị, đem Diệp Thần Phong nói thành là kinh thành thái tử gia một điểm đều không quá đáng. Người hỗn đản này, còn là ngoan ngoãn nhượng ta phiến vài cái bạt tai vui đùa một chút đi. Lại để cho Vương Phỉ Phỉ nữ nhân này theo ta nhạc vui một chút, chuyện này ta có thể không cùng các ngươi tính toán, bằng không sau đó tại vận thành các ngươi có thể không có tốt gì tử qua. Khổng lệnh vừa cười vừa nói. Khổng lão bản, chuyện gì xảy ra, là điều không phải gặp phải phiền toái gì. Hai gã thân thể to tráng nam nhân đã đi tới, hỏi Khổng Vinh Quang. Khổng Vinh Quang đính đỗ đầy chàng mập mang thai, nói rằng, hai người kia đắc tội nhi tử của ta. Ta đang muốn giáo huấn một chút bọn họ đâu. Đang nghe Khổng Vinh Quang lời nói sau, hai gã ánh mắt của nam nhân nhìn về phía Diệp Thần Phong, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần Phong khuôn mặt thời gian, thân thể không kiềm hãm được run run thoáng cái này hai gã nam nhân không phải là ban đầu ở Quang Diệu Tửu ba cổng, bị Diệp Thần Phong giải quyết Lô Giang thuộc hạ 10 tới tên thân tín chính giữa hai cái mà. Cái này Tử Kim Tửu Lâu kỳ thực cũng là Thiên Đao hội danh hạ sản nghiệp, thuộc về Lô Giang bọn họ phụ trách khu vực, cái này hai gã Lô Giang thân tín thỉnh thoảng hội tới nơi này nhìn bãi. Bất quá, bọn hắn bây giờ hai cái còn không biết Diệp Thần Phong đã là Thiên Đao hội hội trưởng, Lô Giang tịnh không có gặp phải bọn họ, đem chuyện này nói cho bọn hắn biết ni. Nhưng mà cho dù như vậy, Diệp Thần Phong đáng sợ tại bọn họ hai cái trong lòng đã là thâm căn cố đế, nghĩ thầm Khổng Vinh Quang ai không dễ chọc, thế nào hết lần này tới lần khác chọc phải như thế một vị phiền toái chủ. Cái này để cho bọn họ hai cái làm sao đối phó. Chương 265, cái gọi là thân phận. Cái này hai gã Lô Giang thuộc hạ thân tín, mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, dùng bọn họ hai người thực lực còn chưa đủ Diệp Thần Phong nhét kẻ răng ni. Khổng Vinh Quang để cho bọn họ hai cái đi giáo huấn Diệp Thần Phong. Còn không bằng trực tiếp một điểm để cho bọn họ hai cái đi gặp trở ngại được, cái này còn tương đối đau nhức mau một chút. Khổng lão bản. Ta xem chuyện này cứ định như vậy đi. Cho rằng là cấp 2 chúng ta nhất chút mặt mũi. Cái này hai nam nhân chính giữa trong đó một người nam nhân lên tiếng, bọn họ hai cái cũng không muốn lại đi trêu chọc Diệp Thần Phong, bọn họ hai cái cùng Diệp Thần Phong thực lực hoàn toàn đều không phải tại đồng nhất cái thứ bậc thượng. Nếu như là bọn họ hai cái là con kiến hôi, như vậy Diệp Thần Phong chính là thần tiên, vung tay một cái tựu dễ dàng có thể đưa bọn họ cấp hôi phi yên diệt. Ban đầu ở Quang Diệu Tửu ba cổng, Diệp Thần Phong liền một cái đầu ngón tay đều không có động một cái, tự đưa bọn họ giải quyết, cho nên Lô Giang thuộc hạ cái này hai gã thân tín, đương nhiên là mong muốn chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thì là Khổng Vinh Quang sẽ đối phó Diệp Thần Phong, cũng hay nhất ly khai Tử Kim Tửu Lâu sau đó, như vậy sẽ không quan bọn họ hai cái chuyện gì. Nghe đến lời này Khổng Vinh Quang sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phải biết rằng hắn tại vận thành coi như là nhân vật có mặt mũi. Thậm chí cùng Thiên Đao hội hội trưởng Kim Thiên Long cũng có một chút giao tình, không đúng, hiện tại phải nói là cùng trước một đời hội trưởng Kim Thiên Long có một chút giao tình, bây giờ Thiên Đao hội hội trưởng thế nhưng do Diệp Thần Phong thừa kế. Bình thường Khổng Vinh Quang tại vận thành bất kể đi tới chỗ nào, có ai là không để cho hắn một ít thể diện ni. Thậm chí là đứng tại Thiên Đao hội lương gia bên này Lô Giang cũng hội cấp Khổng Vinh Quang một ít thể diện, dù sao Khổng Vinh Quang tại vận thành coi như là một kẻ có tiền chủ. Không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Lô Giang đã từng cũng bỏ vào Khổng Vinh Quang không ít chỗ tốt ni. Mà giờ này khắc này, Khổng Vinh Quang không có nghĩ đến Lô Giang thuộc hạ cái này hai gã thân tín hội như thế không nể tình. Hắn vốn cho là tại hắn mở miệng sau đó, Lô Giang cái này hai gã thân tín hội không chút do dự giáo huấn Diệp Thần Phong một trận. Hai vị, các ngươi đây là ý gì? Con ta đều bị người phiến bạt tai, lẽ nào các ngươi muốn cho ta cứ tính như vậy sao? Tự coi như các ngươi lão đại Lô Giang cũng hội cấp ta vài phần mặt mũi, chớ đừng nói chi là các ngươi hai cái này tiểu nhân vật. Khổng Vinh Quang sắc mặt âm trầm xuống, giọng nói bất thiện nói rằng.
Lô Giang thuộc hạ hai gã thân tín bị Khổng Vinh Quang nói là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Trong lòng âm thầm đau khổ đạo, không tự phiến hai cái bạt tai sao? Các ngươi muốn là thật nhạ mau cái này vị tiểu Diêm Vương ra, đến lúc đó sợ rằng chỉ có đến Diêm Vương Điện đi tới báo danh phần. Hai người các ngươi lẽ nào không nghe được ba ta nói sao? Hai người các ngươi chỉ là tiểu lâu la mà thôi, còn không vội vàng giúp ta thu thập tên tiểu hỗn đản này. Khổng Lệnh biết hắn lão tử cùng Thiên Đao hội rất nhiều cao tầng đều có một chút quan hệ. Trước mặt chỉ là hai cái Thiên Đao hội tiểu nhân vật mà thôi, hắn đương nhiên là không để vào mắt. Hai mắt nhìn chằm chằm đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Vương Phỉ Phỉ, Khổng Lệnh đã không kịp chờ đợi muốn tướng Vương Phỉ Phỉ đặt ở thân thể hắn hạ. Tướng ngày hôm nay nín một bụng tức giận toàn bộ tại Vương Phỉ Phỉ trên người phát tiết ra ngoài. Tiểu tử, người đêm nay nếu là không muốn cụt tay gãy chân, tự lập tức quỳ xuống hướng con ta xin lỗi, bằng không ta sẽ nhường ngươi nửa đời sau đều ở đây xe lăn vượt qua. Khổng Vinh Quang thẳng hắn đại vòng eo uy hiếp nói. Diệp Thần Phong cũng nhận ra trước mặt hai gã thân thể to tráng nam nhân là tại Quang Diệu Tử ba cổng gặp phải người, trực tiếp không để mắt đến Khổng Vinh Quang lời nói, hướng về phía cái này hai gã nam nhân, hỏi, hai người các ngươi là muốn ngăn ta sao? Ta hiện tại cái bụng thật đói bụng, muốn đi ăn cơm tối, hai người các ngươi nên biết, một người tại cái bụng khi đói bụng. Thông thường tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hai gã Lô Giang thuộc hạ thân tín đang nghe Diệp Thần Phong bình thản cực kỳ lời nói sau, toàn thân cao thấp bắt đầu bốc lên ra mồ hôi lạnh, thật sự là Diệp Thần Phong quỷ dị năng lực để cho bọn họ hai cái trong lòng sinh ra bóng ma, liền vội vàng lắc đầu chúng ta không có muốn ngăn ngài, ngài muốn đi ăn cơm chiều lời nói. Thỉnh tự tiện, Diệp Thần Phong lôi kéo Vương Phỉ Phỉ tay, đường kính hướng Tử Kim Tử Lâu quầy hàng đi, nhượng Tử Kim Tử Lâu chiêu đãi nhân viên cho bọn hắn an bài một gian ghế lô, sau đó liền ngồi thang máy đi hướng tới lầu 2. Khi nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ hình bóng tiêu thất tại trong tầm mắt sau, Khổng Vinh Quang sắc mặt nộ hồng không gì sánh được, hướng trước mặt hai gã Lô Giang thân tín. Quát dẹp đường, hai người các ngươi đây là ý gì? Ta muốn gọi điện thoại cấp Lô Giang, đêm nay chuyện này ta nhất định muốn hắn cấp ta một câu trả lời hợp lý, hiện tại ngay cả hai cái tiểu nhân vật cũng dám cấp ta. Khổng Vinh Quang sắc mặt nhìn. Khổng Vinh Quang lập tức bấm Lô Giang số điện thoại di động. Tướng chuyện nơi đây đại khái nói với Lô Giang một lần, Lô Giang tại trong điện thoại đáp ứng hội lập tức chạy tới Tử Kim Tử Lâu tới. Dù sao Khổng Vinh Quang tại Vận Thành cũng coi là một nhân vật, nguyên bản cái này Khổng Vinh Quang coi như là trước một đời hội trưởng Kim Thiên Long người, bây giờ Kim Thiên Long đã chết, Lô Giang cũng không phải chú ý chỉ điểm Khổng Vinh Quang, sau này tổng sẽ hữu dụng đến Khổng Vinh Quang thời điểm. Bất quá, nếu để cho Lô Giang biết Khổng Vinh Quang đắc tội là Diệp Thần Phong lời nói, như vậy Lô Giang 100% hội một cước đạp chết Khổng Vinh Quang, Diệp Thần Phong bây giờ tại Lô Giang trong lòng có đặc biệt cao thượng địa vị, chỉ bằng vào Diệp Thần Phong bày ra một lần lại một lần thực lực, cũng đủ để cho Lô Giang ngẩng đầu ngưỡng vọng. Hai người các ngươi chờ cho ta, các ngươi lão đại Lô Giang tại chạy tới, đợi ta sẽ nhường các ngươi biết, hai người các ngươi tiểu nhân vật căn bản không có tư cách cấp ta. Khổng Vinh Quang sắc mặt nhìn. Cúp điện thoại xong, Khổng Vinh Quang hung tợn hướng Lô Giang thuộc hạ hai gã thân tín kêu gào đạo. Vinh Quang, người trước xin bất giận, ta làm Vận Thành đệ nhất trung học hiệu trưởng, đợi nhất định có thể nhượng cái kia gọi Vương Phỉ Phỉ học sinh, hướng con của ngươi cúi đầu, nàng nếu là dám cường ngạnh lời nói, ta cam đoan để cho nàng đời này cũng đừng nghĩ muốn thi lên đại học. May mà Tiền Lượng còn là Vận Thành đệ nhất trung học hiệu trưởng ni. Tâm tư nhưng lại như là này ác tha. Những người như thế làm hiệu trưởng không là thuần túy lầm người đệ tử mà. Lô Giang thuộc hạ hai gã thân tín, đang nghe Khổng Vinh Quang đám người chỉ tự phiến ngữ đối thoại sau, cũng đại thể hiểu được cả kiện chuyện chân tướng, trong lòng mắng to, đê tiện, vô sỉ. Khoảng chừng nửa giờ sau, Lô Giang mở ra hắn Audi hấp tấp chạy tới Tử Kim Tử Lâu trong đại sảnh, nhìn mình hai danh thủ hạ, hỏi, rốt cuộc là thế nào một hồi sự tình. Lô Huynh, cái này sẽ không làm phiền ngươi hai vị thủ hạ giải thích cho ngươi, ánh mắt của bọn họ thế nhưng vừa được trên đỉnh đầu, ta Khổng Vinh Quang căn bản là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ con ngươi. Khổng Vinh Quang cười lạnh một tiếng nói rằng, Lô Giang sắc mặt đổi đổi, hắn thế nhưng đem thuộc hạ 10 tới tên thân tín cho rằng là huynh đệ đối đãi, Khổng Vinh Quang bây giờ tại Thiên Đao hội chính giữa chỗ dựa vững chắc cũng không có, đương nhiên chuyện này Khổng Vinh Quang hiện tại còn không biết ni. Nhìn tại Khổng Vinh Quang tương lai đối với hắn còn có lợi dùng chỗ, Lô Giang tạm thời tướng trong lòng tức giận áp chế xuống, Khổng Huynh, chuyện này là thủ hạ của ta xử lý bất đương,
người trước nói với ta nói cả kiện chuyện đã xảy ra đi. Sự tình rất đơn giản, chúng ta tại Tử Kim Tử Lâu gặp một cái phiến con ta bạt tay người, nguyên bản ta nghĩ những ngươi hai tên thủ hạ này giáo huấn một chút đối phương, có thể là của ngươi hai tên thủ hạ này không những không có xuất thủ, trái lại còn làm cho đối phương đi trước lầu hai ăn cơm, đây coi như là cái gì sự tình. Khổng Vinh Quang là càng nói càng tức phẫn. Lô ca, sự tình. Lô huynh, ngươi cho rằng chuyện này nên xử lý như thế nào? Ngươi cái này hai người thủ hạ có thể thật sự là không coi ai ra gì một điểm. Khổng Vinh Quang trực tiếp cắt đứt Lô Giang thuộc hạ hai gã thân tín lời nói. Tốt, ta bồi Khổng huynh ngươi đi một chuyến lầu hai, nhìn rốt cuộc là ai phiến con trai ngươi bạt tai. Chỉ cần sự tình là thật, ta tuyệt đối sẽ vì con của ngươi ra khẩu khí này. Lô Giang vậy cũng là đang làm thuận nước dong thuyền. Hắn xem trọng là tương lai Khổng Vinh Quang lợi dụng giá trị. Lô ca. Hai gã Lô Giang thuộc hạ thân tín lại muốn mở miệng nói, lần này bị Lô Giang cắt đứt, phất phất tay, nói rằng, có chuyện gì, đẳng lên lầu hai rồi hãy nói. Hai gã Lô Giang thân tín một bụng lời nói nín khó chịu, trong lòng thầm nghĩ ta Lô ca a. Chờ đến lầu hai ghế lô, nhìn thấy vị kia tiểu Diêm Vương ra, sợ rằng hết thảy đều đã chậm a. Bất quá. Gặp lão đại của mình đều nói như vậy, bọn họ hai cái làm tiểu đệ cũng không tiện mở miệng, bọn họ tin tưởng lão đại của mình có thể giải quyết tốt chuyện này. Chương 266, Diệp hội trưởng. Tử Kim Tử Lâu, lầu 2 206 ghế lô nội. Vương Phỉ Phỉ trên mặt bi thương chi sắc chưa có hoàn toàn rút đi, dù sao nàng trên thế giới này là tối trọng yếu thân nhân qua đời, nàng chỉ là một 18 tuổi thiếu nữ, muốn tướng tâm tình điều tiết qua đây thì phi thường khó khăn. Phụ thân của Khổng Lệnh tại Vận Thành có tương đương rộng người mạch, bằng không chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Vương Phỉ Phỉ mân mân môi, nàng đều không phải lo lắng an nguy của mình, nàng là lo lắng Diệp Thần Phong, dù sao Diệp Thần Phong là bởi vì nàng mới đắc tội Khổng Lệnh. Đương nhiên Vương Phỉ Phỉ không cho là Diệp Thần Phong có gì năng lực đặc thù, cho dù phiến Khổng Lệnh bạt tai cũng không có cái gì chẳng qua, bởi vì Khổng Lệnh ở trong mắt của nàng là cái triệt triệt để phế vật. Mà Diệp Thần Phong ăn mặc lại hết sức bình thường, không tượng là có quyền thế đại gia tộc thiếu gia, nếu như phụ thân của Khổng Lệnh Khổng Vinh Quang tìm người đi đối phó Diệp Thần Phong, như vậy hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, không ai có thể động ngươi một sợi tóc, nhớ kỹ, đây là ta Diệp Thần Phong nói. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, cầm lên bữa ăn thức ăn trên bàn đan, đối bên cạnh nữ phục vụ viên điểm khởi món ăn. Vương Phỉ Phỉ nhìn đến Diệp Thần Phong khóe miệng phát họa ra dáng tươi cười, nàng cả khỏa tâm không tự chủ hội bình tĩnh trở lại, dường như cùng bên cạnh cái này mới biết vài tiếng đồng hồ người cùng một chỗ, nàng sẽ có một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Lô Giang hỏi Diệp Thần Phong bọn họ nơi ghế lô số sau, liền cùng Khổng Vinh Quang đám người thẳng đến lầu 2 206 ghế lô, Khổng Vinh Quang phụ tử cùng Tiền Lượng trực tiếp mở ra 206 ghế lô. Mà Lô Giang cùng hắn hai người thủ hạ muốn lạc hậu một bước. Đương Khổng Vinh Quang nhìn đến ngồi ở cái ghế thượng nhàn nhã ăn món ăn Diệp Thần Phong thời gian, hắn tức giận liền gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên. Cổ họng trong quát dẹp đường, hảo tiểu tử, đến loại thời điểm này, ngươi lại còn nuốt trôi cơm nước. Đợi ta sẽ nhường ngươi đem ăn vào bụng gì đó toàn bộ nhổ ra. Vương Phỉ Phỉ, ta xem ngươi là vận thành đệ nhất trung học đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lập tức hướng Khổng Lệnh xin lỗi, sau đó đợi bồi hắn cùng nơi ăn bữa cơm. Bằng không ngươi đời này cũng mơ tưởng muốn thi lên đại học. Tiền Lượng trên người hiệu trưởng uy phong là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hắn thấy đêm nay Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ là tuyệt đối đấu không lại Khổng Vinh Quang. Khổng Lệnh khuôn mặt thượng lộ ra một vòng nụ cười đắc ý, nói rằng, Vương Phỉ Phỉ. Ta đã nói rồi, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành nữ nhân của ta. Hiện tại đầu nhập ta trong ngực còn kịp. Ta có thể tha thứ ngươi một lần, về phần bên cạnh ngươi hỗn đản này, đêm nay ta nhất định phải để cho hắn biết đắc tội ta Khổng Lệnh là gì kết cục. Vương Phỉ Phỉ khi nhìn đến Lô Giang đám người đi vào ghế lô sau, nàng biết sợ rằng đối phương là muốn tới cứng rắn, nàng không muốn liên lụy Diệp Thần Phong, từ trên ghế đứng lên, sống lưng vẫn là thẳng được như vậy trực, nói rằng, Khổng Lệnh, nếu như ngươi có thể thả hắn, đêm nay ta tự đi theo ngươi. Ta Vương Phỉ Phỉ nói giữ lời. Vương Phỉ Phỉ, ngươi bây giờ có tư cách gì cùng ta có kè mặc cả? Đêm nay thì là ngươi không đồng ý thì như thế nào? Ngươi cho rằng vẫn có thể chạy thoát được ta lòng bàn tay sao?
Về phần bên cạnh ngươi tên khốn kia, đêm nay ta sẽ nhường hắn biến thành tàn phế, cho hắn biết hạng người gì là không chọc nổi. Khổng Lệnh giọng nói chuyện kiêu ngạo không gì sánh được. Lô Giang đi vào ghế lô, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Thần Phong. Tại hắn biết Khổng Vinh Quang đám người muốn đối phó là Diệp Thần Phong sau, hắn nhất khỏa tâm lập tức nhắc tới cuống họng miệng, vội vội vàng vàng vào tới phách lối Khổng Lệnh phía sau, một cước trực tiếp đá vào Khổng Lệnh phần mông thượng, khuôn mặt thượng chính lộ vẻ vẻ đắc ý, Khổng Lệnh trực tiếp xuất cái ngã gục. Khổng Vinh Quang ngẩn người, trên mặt thần sắc biến được càng âm trầm. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra vì sao Lô Giang lại đột nhiên đạp con hắn một cước. Vừa rồi tại Tử Kim Tử Lâu đại sảnh điều không phải còn nói rất hay tốt sao? Thế nhưng, Khổng Vinh Quang tĩnh không e ngại Lô Giang, tốt xấu hắn và Thiên Đao hội hội trưởng Kim Thiên Long cũng có chút giao tình, nếu như hắn biết Kim Thiên Long đã chết lời nói, hắn tuyệt đối không dám cho Lô Giang sắc mặt nhìn, nếu như hắn biết phiến con trai mình bạt tay người, là hiện giữ Thiên Đao hội hội trưởng lời nói, lại cho hắn mượn 100 lá gan, hắn cũng không dám tìm phiền toái a. Vấn đề là Khổng Vinh Quang đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, cho rằng trước mặt Diệp Thần Phong là mặc hắn nhu niết tiểu nhân vật. Lô Giang, người đây là ý gì? Khổng Vinh Quang cổ họng trong âm lượng tức khắc tăng lên gấp mấy lần. Lô Giang hiện tại nào có công phu để ý tới Khổng Vinh Quang a? Trước đi tới bản thân hai cái tiểu đệ trước mặt, dùng ngón tay gõ bọn họ hai đầu, nói rằng, hai người các ngươi thế nào không còn sớm nói cho ta biết là Diệp hội trưởng tại ở đây ăn. Sau đó đang lúc mọi người hy lý hồ đồ chi tế, Lô Giang một mực cung kính đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói rằng, Diệp hội trưởng, nhượng ngài bị sợ hãi, là ta Lô Giang có sai a? Thỉnh Diệp hội trưởng nghiêm phạt. Diệp hội trưởng, cái này là người ra sao cũng, có thể nhượng Lô Giang xưng hô đối phương vì hội trưởng, hình như cũng chỉ có Thiên Đao hội hội trưởng Kim Thiên Long đi. Mà thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng là cái tiểu niên khinh, tại vận thành hình như không có nhân vật như thế đi. Khổng Vinh Quang tại vận thành lăn lộn nhiều năm như vậy, phàm là có chút thế lực người, hầu như đều cùng hắn có vài lần chi duyên. Đừng nói là Khổng Vinh Quang ba người bọn họ hồ đồ, ngay cả Lô Giang thuộc hạ hai gã thân tín cũng hồ đồ, bọn họ không nghĩ ra vì sao Lô Ca phải gọi Diệp Thần Phong vì Diệp hội trưởng. Hơn nữa còn là như thế một bộ một mực cung kính dáng dấp. Cái này là điều không phải quá khoa trương một điểm. Lô Giang, hắn rốt cuộc là ai? Xem ra chuyện này ta nhất định phải thông báo một tiếng các ngươi Thiên Đao hội hội trưởng Kim Thiên Long. Khổng Vinh Quang nghi ngờ hỏi. Khổng Vinh Quang, Diệp hội trưởng nãi là chúng ta Thiên Đao hội hiện giữ hội trưởng, con trai ngươi có thể bị Diệp hội trưởng phiến bạt tai là phúc khí của hắn, nếu như Diệp hội trưởng động thật, con của ngươi đã sớm đi gặp Diêm Vương gia. Lô Giang hiện tại nhớ lại ban đầu ở Thiên Đao hội tổng hội sở trong, Kim Thiên Long đầu không giải thích được vỡ ra được, trong lòng còn là một trận nghĩ mà sợ ni. Diệp Thần Phong lôi kéo ngây ngốc đứng lên Vương Phỉ không phải ngồi xuống, Vương Phỉ Phỉ thế nào cũng không có nghĩ cách đến Lô Giang đám người lại là đứng tại Diệp Thần Phong bên này. Lô Giang đám người đều không phải Khổng Vinh Quang bọn họ tìm tới giúp đỡ sao? Làm sao sẽ đột nhiên phản chiến tương hướng ni? Còn có nàng bên cạnh cái này tên là Diệp Thần Phong đại ca ca rốt cuộc là ai? Ha ha ha, Khổng Vinh Quang một trận càn rỡ cuồng thiếu, Lô Giang đoạn văn này, là hắn đời này nghe qua hay nhất cười chê cười. Khinh thường quát dẹp đường, Lô Giang, ta nhìn đầu của ngươi là bị cửa kẹp đi. Hắn là Thiên Đao hội hội trưởng, ta xem ngươi là Thiên Đao hội kẻ phản bội đi. Nếu như chuyện này cho các ngươi hội trưởng Kim Thiên Long đã biết, ngươi Lô Giang đừng nghĩ muốn tại vận thành lăn lộn đi xuống. 3. Biệt cùng những, này người dài dòng, ngài đều không phải nhận thức Thiên Đao hội hội trưởng Kim Thiên Long sao? Trực tiếp gọi điện thoại cho hắn không thì phải mà. Từ dưới đất bò dậy Khổng Lệnh hai con ngươi trừng mắt Lô Giang, hiện tại hắn liền Lô Giang cũng cùng nơi hận thượng. Nếu không Khổng Vinh Quang tại vận thành có một chút địa vị, Lô Giang chỉ sợ sớm đã xông lên đem cái này không biết sống chết ra hỏa cấp tháo thành tám khối, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đủ đem chuyện này trước thông chi bị Diệp Thần Phong bổ nhiệm làm Thiên Đao hội phó hội trưởng Lương Vĩ Bình, nhường Lương Vĩ Bình tới xử lý chuyện bên này. Khổng Vinh Quang tại vận thành không riêng gì nhận thức thế lực dưới đất người. Đồng dạng hắn tại Bạch Đạo Thượng cũng là có cực kỳ rộng lớn người mạch, Lô Giang sợ nhất xử lý không tốt hội cấp Thiên Đao hội mang đi không chỉ tận phiền phức, cho nên chuyện này hãy để cho Lương Vĩ Bình giải quyết tương đối thỏa đáng, dù sao Lương Vĩ Bình khả năng của muốn so với hắn Lô Giang mạnh hơn nhiều, hắn Lô Giang có thể có địa vị hôm nay, cũng đều là Lương ra một tay cất nhắc. Lô Giang, bọn họ những,
Này điều nhân quấy rối đến ta ăn cơm, nhìn đến bọn họ ta sẽ không đói bụng. Diệp Thần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp hội trưởng, xin ngài yên tâm, ta sẽ nhường bọn họ lập tức rời đi. Lô Giang cung kính trở lại đạo, sau đó nhìn Khổng Vinh Quang ra lệnh, Khổng Vinh Quang, còn mời các ngươi lập tức rời đi nơi này, không nên quấy rầy đến Diệp hội trưởng ăn cơm. Lô Giang đã gọi điện thoại thông chi Lương Vĩ Bình, Lương Vĩ Bình nên đang đuổi tới Tử Kim Tử Lâu, nghe Lô Giang không chút khách khí lời nói, Khổng Vinh Quang là nộ không thể giải, Lô Giang, ngươi toán cái thứ gì? Tốt, 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 ta hiện tại lập tức gọi điện thoại cho Kim Thiên Long, đến lúc đó ta ngã muốn nhìn ngươi là thế nào cầu ta. Ngươi con mẹ nó, không nghe được lời của ta sao? Điều không phải những ngươi không nên quấy rầy hội trường chúng ta ăn cơm chưa? Lẽ nào ngươi lỗ tai điếc? Phanh, một cước, Lô Giang trực tiếp đá vào Khổng Vinh Quang trên bụng, tuy rằng Lô Giang bây giờ còn chưa sức mạnh đối Khổng Vinh Quang hạ sát thủ, thế nhưng giáo huấn một chút đối phương còn là không có vấn đề. Chương 267, bất ngờ. Bụng béo Khổng Vinh Quang nơi nào nhận được ở Lô Giang dùng sức một cước. Lập tức quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng ói ra, trong dạ dày mặt bốc lên khó chịu, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Lô Giang lại có thể hội ra tay với hắn. Tốt xấu hắn và Thiên Đao hội hội trưởng Kim Thiên Long cũng là có chút giao tình, kết quả là dùng mập mạp tay lau miệng mong chờ, từ trong túi móc ra điện thoại di động, bấm Kim Thiên Long điện thoại, hung ác trừng mắt một cái Lô Giang, quát dẹp đường. Lô Giang, ngươi chờ cho ta, ta xem ngươi sau đó mơ tưởng muốn tại Thiên Đao hội lăn lộn đi xuống. Các ngươi cái này bang không biết sống chết gì đó, chờ ta ba bấm Thiên Đao hội hội trưởng Kim Thiên Long điện thoại sau, các ngươi người nơi này một cái cũng đừng nghĩ muốn bình yên vô sự ly khai. Đêm nay Khổng lệnh đầu tiên là bị Diệp Thần Phong phiến bạt tai, sau đó tại vừa rồi lại bị Lô Giang đạp cái ngã gục, hắn bình thường nơi nào đã bị qua như vậy khí. Nếu không khổ nổi thân thủ của mình thật sự là hữu hạn, hắn đã sớm không nhẫn nại được trong lòng tức giận. Vận Thành đệ nhất trung học hiệu trưởng Tiền Lượng, khi nhìn đến Khổng Vinh Quang bát đánh Thiên Đao hội hội trưởng Kim Thiên Long điện thoại sau, hắn biết chuyện đêm nay cơ bản đã thành định cục, Lô Giang, Diệp Thần Phong đám người tuyệt đối không có gì tốt kết quả, hắn đương nhiên không để ý ở vào thời điểm này nói vài câu đường hoàng lời của. Vương Phỉ Phỉ bạn học, ta khuyên ngươi còn là sớm làm lạc đường biết quay lại. Bằng không đợi hội thì là ngươi hướng Khổng lệnh xin lỗi, thì là ngươi nguyện ý bồi hắn cùng nhau ăn cơm tối, sợ rằng đến lúc đó kết quả cũng không như nhau dạng. Tiền Lượng khóe miệng nhấp nhô dáng tươi cười, tốt một bộ vi nhân sư biểu dáng dấp a. Lô Giang đám người phản chiến tương hướng, những Vương Phỉ Phỉ xảy ra ngắn ngủi ngây người chính giữa, đang nghe được Tiền Lượng không chút kiêng kỵ uy hiếp sau. Nàng mới phản ứng lại, kỳ thực nàng biết Tiền Lượng nói một điểm đều không sai, dùng Khổng gia tại Vận Thành địa vị. Muốn chỉnh chết bọn họ là đặc biệt chuyện dễ dàng, cho dù Lô Giang đứng tại Diệp Thần Phong bên này cũng có thể không làm nên chuyện gì. Vương Phỉ Phỉ có nàng quật cường của mình, có chính cô ta ngông nghênh, cả kiện sự tình là do nàng lên. Nàng tuyệt đối không thể đủ liên lụy Diệp Thần Phong, tuyệt đối không thể đủ, cái này là nàng hiện tại trong lòng duy nhất nghĩ cách. Một đôi trắng mịn tố thủ chăm chú nắm chặt, tại Diệp Thần Phong bên tai thấp giọng nói rằng, Thần Phong ca ca, ta nhìn ra được ngươi là một người tốt. Cảm ơn ngươi tại ta thương tâm nhất thời gian cùng ta. Chuyện đêm nay là do ta mà khởi, ngươi lập tức rời đi nơi này đi. Nhớ kỹ, sau đó cũng không muốn hồi Vận Thành, Khổng lệnh như thế thích ta, ta không có việc gì. Diệp Thần Phong bàn tay cầm Vương Phỉ Phỉ tố thủ, từ Vương Phỉ Phỉ tuyệt nhiên trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra đầu mối, dùng Vương Phỉ Phỉ tính cách, tuyệt đối không hội đòn ý nói hùa Khổng lệnh cái này loại hỗn đản, cuối cùng nàng sợ rằng sẽ chọn tự sát đi. Nàng nguyên do sẽ nói như vậy, chỉ là không muốn liên lụy Diệp Thần Phong mà thôi. Phỉ Phỉ, ngươi đều nói ta là một người tốt, ta đây lại làm sao có thể bỏ lại ngươi ni. Thật là một ngu được làm cho đau lòng người nha đầu. Diệp Thần Phong khóe miệng mỉm cười, Vương Phỉ Phỉ nha đầu kia tính cách nhường hắn rất có hảo cảm. Mà một bên quỳ rạp trên mặt đất đánh Kim Thiên Long điện thoại Khổng Vinh Quang, không ngừng nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm lạnh như băng. Ngài bát gọi điện thoại tạm thời không người nghe. Xin gọi lại sau. Thừa cơ hội này Lô Giang hướng về phía bản thân hai gã thân tín mắng, hai người các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau tới gặp qua Diệp hội trưởng. Hai người các ngươi mới vừa rồi không có mạo phạm đến Diệp hội trưởng đi. Lô Giang thuộc hạ hai gã thân tín tuy rằng nghe là rơi vào trong sương mù, nhưng vẫn là vội vàng lắc đầu, học Lô Giang dáng dấp, một mực cung kính đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Hô một tiếng, Diệp hội trưởng tốt.
Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, Lô Giang. Nhanh những người không liên hệ cút ra khỏi ghế lô đi. Bằng không bữa này cơm tối còn không biết muốn ăn đến lúc nào ni. Ba, ngài còn không có thông thiên đao hội hội trưởng Kim Thiên Long điện thoại sao? Khổng Lệnh nhìn quỳ dạp trên mặt đất liên tục gọi điện thoại Khổng Vinh Quang hỏi, trong lòng vậy mà mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Vinh Quang, rốt cuộc thế nào? Thiên đao hội hội trưởng Kim Thiên Long không tiếp điện thoại của ngươi sao? Tiền Lượng cũng vội vàng hỏi. Khổng Vinh Quang mập mạp thân thể run rẩy từ dưới đất bò dậy, lắc đầu nói rằng, khả năng thiên đao hội hội trưởng Kim Thiên Long tại làm sự tình đi. Điện thoại thủy chung là không người nghe, chúng ta trước đi thôi. Tại trước khi đi Khổng Vinh Quang trừng mắt một cái Lô Giang cùng Diệp Thần Phong, quát dẹp đường, các ngươi chờ cho ta, lần sau lại lúc gặp mặt, chính là các ngươi đi gặp Diêm Vương ra cuộc sống. Chậm đã, Diệp Thần Phong từ Khổng Vinh Quang trong ánh mắt nhìn đến sát khí, nguyên bản hắn còn thật không có hứng thú cùng những. Này tiểu nhân vật không chấp nhặt, thế nhưng nếu trong lòng đối phương sinh ra sát khí, như vậy đối với Diệp Thần Phong mà nói, bọn họ tuyệt đối không có sống tiếp tư cách. Tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, tại vận thành ta Khổng Vinh Quang đều không phải ngươi có thể đắc tội, ta để ngươi ở đây vận thành hài lòng 2 ngày, lập tức ngươi thì sẽ biết đắc tội ta Khổng gia. Là ngươi đời này đã làm nhất lựa chọn ngu xuẩn. Khổng Vinh Quang cười lạnh nói. Một trận lộn xộn tiếng bước chân của truyền vào 206 ghế lô trong, khẩn tiếp theo, cửa bao xương bị đẩy ra, một đám thiên đao hội cao tầng vội vội vàng vàng đi vào ghế lô nội, đi thuốc ở đàng trước một gã lão đầu rõ ràng là bị Diệp Thần Phong bổ nhiệm làm thiên đao hội phó hội trưởng Lương Vĩ Bình, đứng tại bên cạnh hắn tắc là con hắn Lương Mộc Phàm. Lương Vĩ Bình, Lương Mộc Phàm đẳng một đám thiên đao hội cao tầng không để ý đến ghế lô trong bất cứ người nào, trực tiếp đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, cùng kêu lên hô một câu, Diệp hội trưởng tốt. Bọn họ những, này thiên đao hội cao tầng thế nhưng thấy tận mắt thức đến Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn, tại Diệp Thần Phong cái này vị mới nhậm chức hội trưởng trước mặt, bọn họ một điểm cũng không dám làm càn, rất sợ chọc cho đối phương không vui, cũng cho bọn hắn tới một cái bể đầu. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Vương Phỉ Phỉ vốn cho là những người này là Khổng Vinh Quang cứu binh, nhưng mà để cho nàng không có nghĩ đến là, những này người lại có thể cùng Lô Giang đám người giống nhau, đối Diệp Thần Phong là một mực cung kính, hiện tại nàng mới biết được bên cạnh cái này vị Thần Phong ca ca thân phận cũng không phổ thông, có thể liền Khổng ra người cũng so ra kém hắn, trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Khổng Vinh Quang, Khổng Lệnh cùng Tiền Lượng cũng lâm vào trong khiếp sợ. Khổng Vinh Quang thường xuyên cùng thiên đao hội người giao tiếp, hắn hầu như nhận được đi vào ghế lô trong những. Này người toàn bộ là thiên đao hội cao tầng, với lại những cao tầng này giống như Lô Giang hô Diệp Thần Phong vì Diệp hội trưởng. Đây rốt cuộc là thế nào một hồi sự, đầu của hắn có chút phản ứng không kịp. Diệp hội trưởng, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Vĩ Bình cung kính hỏi, vừa rồi tại trong điện thoại Lô Giang chỉ nói cho hắn, Diệp Thần Phong tại Tử Kim Tử Lâu gặp phải phiền toái. Kết quả là một đám chính đang họp thiên đao hội cao tầng, sôi nổi đề nghị muốn cùng nơi chạy tới, vì chỉ là cấp cái này vị mới nhậm chức lãnh huyết hội trưởng lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Diệp Thần Phong tướng cả kiện sự tình thật đơn giản nói với Lương Vĩ Bình một lần, nếu Lương Vĩ Bình bọn người tới, như vậy Diệp Thần Phong cũng lười xuất thủ, Khổng Vinh Quang đám người sẽ để lại cho bọn họ đi giải quyết tốt. Lương Vĩ Bình, các ngươi làm cái gì vậy? Thiên đao hội hội trưởng đều không phải Kim Thiên Long sao? Lẽ nào các ngươi thật muốn phản bội thiên đao hội? Tình hồn lại Khổng Vinh Quang mạnh mẽ chấn định ở hốt hoảng tâm, dù sao hắn cũng là gặp qua một ít sóng gió người. Kim Thiên Long, nếu như người nghĩ như vậy muốn gặp Kim Thiên Long lời nói, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, bây giờ thiên đao hội hội trưởng là Diệp hội trưởng. Lương Vĩ Bình từ bên hông rút ra một cây súng lục nhắm ngay Khổng Vinh Quang đầu. Lúc này chỉ sợ cũng liền kẻ ngu si đều có thể đủ nghe rõ, Kim Thiên Long tử. Mà Khổng Vinh Quang bọn họ lại có thể không biết sống chết muốn tìm thiên đao hội tân nhậm hội trưởng phiền phức. Cái này không chỉ do là muốn chết sao. Tuy rằng Khổng Vinh Quang tại vận thành có một chút thế lực, thậm chí tại bạch đạo thượng cũng nhận thức không ít người, nhưng là cùng thiên đao hội tướng so với còn là kém cách xa vạn dặm. Lương Vĩ Bình, người không muốn làm càn, tại vận thành tỉnh không phải là các ngươi thiên đao hội có thể lấy thúng úp voi, nếu như các ngươi dám đụng đến ta. Ta tuyệt đối cũng hội cho các ngươi thiên đao hội tổn thương gân đau nhức cốt. Chuyện cho tới bây giờ, Khổng Vinh Quang chỉ có thể kiên trì thượng. Khổng Vinh Quang, ngươi cho rằng đắc tội hội trường chúng ta vẫn có thể kế tục sống trên thế giới này sao?
ngươi không phải là nhận thức một ít vận thành bạch đạo người trên sao? Cái này trên thế giới sợ rằng còn không có tiền đặt bất bình sự tình đi. Chỉ cần ngươi vừa chết, Thiên Đao hội lập tức tiếp thu ngươi thuộc hạ sản nghiệp, đến lúc đó những người đó cũng cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Về phần ngươi Khổng Vinh Quang là ai giết, có ai hội tới để ý tới? Lương Vĩ Bình khinh thường nói. Gừng càng già càng cay, Lô Giang vừa rồi cũng không có nghĩ tới cái này một điểm, bằng không hắn đã sớm động thủ giải quyết Khổng Vinh Quang đám người, cần gì phải đợi được Lương Vĩ Bình bọn họ chạy tới nơi này đi. Nghe được Lương Vĩ Bình lần này nói Khổng Vinh Quang, Khổng Lệnh cùng Tiền Lượng trên mặt thần sắc càng tái nhợt, thể xác và tinh thần lâm vào không chỉ tận trong tuyệt vọng, hết thảy trước mắt nhượng ba người bọn họ thật là bất ngờ. Chương 268, Chim Hoàng Yến. Mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang Khổng Vinh Quang, Khổng Lệnh cùng Tiền Lượng, trong óc ông tác hưởng, nếu như Lương Vĩ Bình nói đây hết thảy đều là thật, như vậy ba người bọn họ hoàn toàn xong đời. Tiền Lượng vội vàng hướng Vương Phỉ Phỉ quỳ xuống, hiện tại có thể đều không phải bận tâm thể diện lúc, là tối trọng yếu là giữ được tánh mạng, hắn biết nếu như Vương Phỉ Phỉ đồng ý tha thứ hắn, như vậy đêm nay hắn mới có thể sống đi ra Tử Kim Tử Lâu, dù sao hắn còn không có tướng Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ đắc tội thấu ni. So sánh mà nói hắn muốn so với Khổng Vinh Quang phụ tử khá. Vương Phỉ Phỉ bạn học, là ta sai rồi, ta không nên nhẹ dạ cả tin Khổng Lệnh bọn họ phiến diện chi từ, ngươi hãy yên tâm, ngươi có thể thanh thản lưu tại vận thành đệ nhất trung học học tập, ta cam đoan ngươi có thể thi đậu đại học danh tiếng, chuyện đêm nay còn xin ngươi tha thứ cho ta một hồi đi. Tiền Lượng bi bi thương thích khẩn cầu, kia còn có một chút hiệu trưởng phái đoàn. Toàn bộ biến thành nhất điều tang gia chó mà. Đối với Tiền Lượng khúm núm, Vương Phỉ Phỉ trong lòng là cười nhạt, nếu như đêm nay đều không phải bên người nàng Thần Phong ca ca có thế lực, như vậy bọn họ sẽ là loại nào kết cục? Nếu như nàng Vương Phỉ Phỉ không có gặp phải Diệp Thần Phong, như vậy Tiền Lượng cái này vì cái gọi là hiệu trưởng, sẽ đối với nàng như thế thấp kém sao? Vương Phỉ Phỉ đưa ánh mắt về phía Diệp Thần Phong, nàng bây giờ đối với Diệp Thần Phong là càng ngày càng hiếu kỳ, Thần Phong ca ca, chuyện nơi đây do ngươi làm chủ đi. Diệp Thần Phong hơi gật đầu, ngón tay chỉ vào Tiền Lượng, nói rằng, tượng người như thế cha, căn bản cũng không xứng làm nhất giáo chi trường. Ngươi kiêu ngạo cái gì kinh? Ngươi có tư cách gì đối với chúng ta đại hống đại khiếu? Ngươi có tư cách gì? Sắc mặt tái nhợt Khổng Lệnh tâm tình đột nhiên sinh ra ba động. Từ nhỏ nuông chiều từ bé hắn, bị cực kỳ đả kích khổng lồ. Diệp Thần Phong lôi kéo Vương Phỉ Phỉ tố thủ từ trên ghế đứng lên, trong miệng đô lầm bầm nang đạo. Thực sự là nhất bang mất hứng ra hỏa, làm hại ta ngay cả cơm tối đều chưa ăn đến. Ba người này các ngươi tự nhìn thu thập đi. Diệp Thần Phong lôi kéo Vương Phỉ Phỉ trực tiếp đi ra 206 ghế lô, hắn cũng không muốn Vương Phỉ Phỉ cái này 18 tuổi nữ sinh, thấy qua cho máu tanh cùng bạo lực hình ảnh. Là, Diệp hội trưởng, ghế lô trong một đám Thiên Đao hội cao tầng lập tức thanh âm vang dội hồi đáp. Hình như là rất sợ Diệp Thần Phong nghe không được giống nhau. Có thể thấy được Diệp Thần Phong tại bọn họ trong lòng là loại nào địa vị. Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ đi ra ghế lô sau, cửa bao xương lần thứ hai chậm rãi đóng lại. Khổng Vinh Quang cùng Tiền Lượng nhất phần mông tê liệt ngồi trên mặt đất, thân thể không kiềm hãm được run rẩy. Về phần Khổng Lệnh còn lại là ngơ ngác đứng tại chỗ, môi run rẩy nói rằng, không thể có thể, không thể có thể. Ta Khổng Lệnh làm sao sẽ bị cái khác người giẫm nát dưới bàn chân? Điều đó không có khả năng. Phanh một tiếng súng vang, Lương Vĩ Bình trực tiếp nhắm ngay Khổng Lệnh đầu nả một phát súng, dù sao Tử Kim Tử Lâu là Thiên Đao hội danh hạ sản nghiệp, tại ở đây sát nhân không có bất luận cái gì buồn phiền ở nhà. Chỉ bằng các ngươi những, này ngươi cũng dám đắc tội Diệp hội trưởng, các ngươi nên may mắn cuối cùng là ta tống các ngươi ra đi, bằng không dùng Diệp hội trưởng thủ đoạn, các ngươi sẽ chết càng thê thảm. Lương Vĩ Bình nhìn thân thể chậm rãi ngã địa Khổng Lệnh nói rằng, Khổng Vinh Quang cùng Tiền Lượng hiện tại đâu còn nghe được tiếng Lương Vĩ Bình lời nói. Bụng dưới nóng lên, nhất cổ dịch thể tức khắc từ bọn họ hai cái đũng quần trong chảy ra, hai người hoàn toàn lâm vào dại ra chi chính giữa. Sau đó, lại là bang bang hai tiếng súng hưởng, tại 206 ghế lô nội vang lên. Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ đi ra Tử Kim Tử Lâu sau. Vương Phỉ Phỉ bi thương tâm tình rõ ràng chuyển tốt. Mang theo Diệp Thần Phong đi tới một nhà ban đêm đại bài đương trước mặt, tìm hai chương chỗ trống ngồi xuống, Thần Phong ca ca, người mới vừa rồi còn không có ăn cái gì ni. Bằng không hiện tại chúng ta tại đại bài đương ăn chút đi. Diệp Thần Phong vui vẻ tiếp nhận rồi đề nghị của Vương Phỉ Phỉ,
tùy tiện tại đại bài đương thượng điểm vài đạo tiểu sao. Lại muốn một tá bia. Thần Phong ca ca, nhượng ta làm ngươi chim hoàng yến đi. Có được hay không? Vương Phỉ Phỉ đôi má hơi phiếm hồng hỏi, kiên trì nhiều năm như vậy quật cường cùng ngông nghênh, nàng cũng là vì gia gia của nàng, nhưng mà bây giờ. Diệp Thần Phong vừa quán tiến miệng trong một hơi bia thiếu chút nữa phun ra ngoài, chậm đã lâu mới hoãn qua đây, Phỉ Phỉ. Lẽ nào gia gia ngươi ly khai cái này thế giới, ngươi là có thể như thế hư hỏng sao? Lại nói ngươi liền ta là người như thế nào đều không biết, ngươi sẽ nhượng ta bao nuôi ngươi. Vạn nhất ta là loại ăn tươi nuốt sống người xấu ni. Thần Phong ca ca, dù sao ta biết ngươi là một người tốt, kỳ thực ta biết nữ người đến cuối cùng tổng nên muốn tìm một đáng giá dựa vào vai, mà cho nên ta quật cường nhiều năm như vậy, chỉ là muốn nhượng gia gia của ta cho ta tự hào, còn nữa đến hiện tại không có bất kỳ một cái nào nam nhân có thể nhượng ta xem thường, thẳng đến Thần Phong ca ca sự xuất hiện của ngươi, ở bên cạnh ngươi ta có thể cảm thụ được một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Cho nên thì là nhượng ta làm ngươi chim hoàng yến ta cũng nguyện ý. Vương Phỉ Phỉ quật cường cắn đơn bạc môi, chính cô ta cũng không biết tại sao phải đột nhiên nói ra những lời này. Đối với trước mặt cái này mới biết vài canh giờ nam nhân, trong lòng nàng ngay cả có loại không nói ra được hảo cảm. Có thể Vương Phỉ Phỉ quật cường cùng kiêu ngạo, tại nàng biết được gia gia mình rời đi một khắc kia, đã bị triệt triệt để đánh nát, trước đây loại vì để cho gia gia nàng được sống cuộc sống tốt. Mà điên cuồng học tập sinh hoạt, đối với nàng bây giờ mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhìn trước mặt cái này ghim đan đôi ngựa quật cường nữ sinh, cự tuyệt đến bên mép, Diệp Thần Phong nhưng vẫn là nói không nên lời, đặt quầy Hoành Thánh Vương lão đầu tử, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là do hắn lên, có thể chiếu cố Vương Phỉ Phỉ tài năng đủ càng làm cho Diệp Thần Phong an lòng đi. Vì vậy Diệp Thần Phong liền hỏi, ngươi thật nguyện ý làm ta chim hoàng yến sao? Ý vị này, từ nay về sau ngươi đều chỉ có thể là giấu ở sau lưng ta nữ nhân, lẽ nào ngươi sẽ không hối hận sao? Vương Phỉ Phỉ không chút do dự lắc đầu, nói rằng ta sẽ không hối hận, so sánh tương lai nếu như theo một cái giá áo túi cơm, ta còn là ưa làm Thần Phong ca ca ngươi chim hoàng yến, thì là cả đời đều đăng không lên mặt đài, ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Vương Phỉ Phỉ kiên định cùng quật cường, xúc động đến Diệp Thần Phong tâm linh, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, yên tâm. Nếu có một ngày ngươi thật làm ta chim hoàng yến, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trốn núp trong bóng tối. Thế nhưng hiện tại ta chỉ là tạm thời bao nuôi ngươi, nếu như ngươi con này chim hoàng yến có một ngày muốn bay ra lồng sắt, như vậy ta không hội ngăn trở. Chính như trước đây Diệp Thần Phong đối Đường Hân hứa hẹn giống nhau, dù sao Vương Phỉ Phỉ niên kỷ linh còn nhỏ, ai ngờ tương lai hội xảy ra chuyện gì ni. Mà Diệp Thần Phong cũng biết, hắn cả đời này bên người không thể có thể chỉ có một nữ nhân. Cho nên đang xử lý cảm tình thượng vấn đề, hắn đều là tương đương cẩn thận. Thần Phong ca ca, không có như vậy một ngày, ta Vương Phỉ Phỉ nguyện ý vĩnh viễn làm ngươi chim hoàng yến. Vương Phỉ Phỉ khẳng định nói. Đêm nay, ghim đan đôi ngựa quật cường nhiều năm như vậy nữ sinh, nàng tại Diệp Thần Phong trước mặt buông xuống quật cường cùng kiêu ngạo, nàng nguyện ý vĩnh viễn chỉ làm trước mặt cái này mới biết vài canh giờ nam nhân xa lạ bao dưỡng chim hoàng yến. Hai ngày sau trong thời gian, Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ an táng Vương lão đầu thi thể, tại Vương lão đầu thi thể hỏa táng ngày nào đó, Vương Phỉ Phỉ khóc là thảm thiết, đến cuối cùng là ngất tại Diệp Thần Phong ngực trong. Chỉ cần hai ngày thời gian, Vương Phỉ Phỉ nha đầu kia thân thể gầy đi xuống một vòng, nhượng Diệp Thần Phong nhìn đều có chút không nỡ. Nguyên bản Diệp Thần Phong dự định mang Vương Phỉ Phỉ hồi Thiên Hải, thế nhưng Vương Phỉ Phỉ cự tuyệt, nàng muốn tại Vận Thành ở lâu một đoạn thời gian. Đằng tốt nghiệp trung học, thì đến Thiên Hải Đại học đi. Nếu Vương Phỉ Phỉ bản thân có quyết định, như vậy Diệp Thần Phong cũng sẽ không nói thêm cái gì, bất quá hắn phân phó Thiên Đao Hội phó hội trưởng Lương Vĩ Bình, sau đó tại Vận Thành nhất định phải nhiều chăm sóc Vương Phỉ Phỉ tiểu nha đầu này. Có Thiên Đao Hội chăm sóc, Vương Phỉ Phỉ tại Vận Thành vậy cũng không sẽ gặp phải phiền toái gì, bất quá có một việc là Diệp Thần Phong kiên trì, đó chính là bang Vương Phỉ Phỉ tại Vận Thành mua nhất ngôi biệt thự. Vương Phỉ Phỉ bây giờ đã độc thân, nếu như lại ở tại Vận Thành nhà trệt khu, rất rõ ràng đặc biệt không thích hợp. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng bang Vương Phỉ Phỉ tướng trước kia bọn họ mướn ở bộ kia phá cũ nhà trệt cấp ra mua, hắn biết Vương Phỉ Phỉ nguyên do không muốn ly khai bộ này nhà trệt, là phương diện này có nàng và gia gia hồi ức. Bây giờ Diệp Thần Phong tướng bộ này nhà trệt mua lại, nếu như sau đó Vương Phỉ Phỉ tưởng niệm gia gia mình, có thể tùy thời trở lại thăm một chút.
Diệp Thần Phong đều đem sự tình nghĩ đến như thế chu đáo, Vương Phỉ Phỉ cuối cùng cũng không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể theo Diệp Thần Phong đi xem phòng ốc. Chương 269, mất tích. Bây giờ Đằng Thiên chế dược hán từng ánh trăng quang sản xuất khoái tốc mỹ lợi nhuận cũng như đồng ấn sao cơ, Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử từng tháng cũng sẽ đúng giờ tướng một khoản mức xa xỉ tiền đánh vào Diệp Thần Phong chi phiếu trong, cho nên nói hiện tại Diệp Thần Phong chi phiếu trong đã đem gần có một nhiều ức, bang Vương Phỉ Phỉ tại Vận Thành mua nhất ngôi biệt thự, có thể nói là chuyện dễ dàng. Lại trước khi nói lại giao cho Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử hai loại kiểu mới phương thuốc, chỉ cần đằng cái này hai loại phương thuốc một mặt thị, Đằng Thiên chế dược hán phát triển hội càng tấn mãnh, từng tháng đánh vào Diệp Thần Phong chi phiếu tiền cũng hội càng ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong tin tưởng tại tương lai không lâu, tiền đối với hắn mà nói chỉ là một chữ số mà thôi. Dùng Diệp Thần Phong trong óc vượt lên đầu 500 năm khoa học kỹ thuật, tại bây giờ thời đại này muốn biến thành toàn thế giới thủ phủ, cũng đều không phải chuyện không thể nào. Bất quá, hắn tịnh không quan tâm mình có thể kiếm bao nhiêu tiền, hắn nguyên do vì kiếm nhiều tiền hơn, là vì Diệp gia, vì bang Diệp gia thành lập một cái thương nghiệp đế quốc, nhượng Diệp gia sau này tại kinh tế thượng lại không buồn phiền ở nhà. Diệp Thần Phong hiện tại trong lòng mỗi ngày nhớ mãi không quên vẫn là cha mẹ hắn trường tai nạn xe cộ, hắn nhất định phải tìm ra hung thủ sau màn, tướng đối phương bầm thây vạn đoạn, thù này hắn là nhất định phải báo. Diệp Thần Phong mang theo Vương Phỉ Phỉ tại Vận Thành đi dạo một vòng, Diệp Thần Phong cuối cùng quyết định tại Vương Phỉ Phỉ trường học phụ cận một chỗ khu biệt thự, mua một bộ biệt thự xuống, như vậy cũng dễ dàng Vương Phỉ Phỉ mỗi ngày đến trường, tan học mà. Mua xong biệt thự sau đó, Diệp Thần Phong đi một chuyến ngân hàng, bang Vương Phỉ Phỉ làm nhất trương chi phiếu, đồng thời đánh 100 vạn vào Vương Phỉ Phỉ chi phiếu trong, Phỉ Phỉ, sau đó muốn mua gì đồ đặc tự bản thân mua đi. Ta không ở Vận Thành thời gian. Chính ngươi chiếu cố thật tốt bản thân, nếu như gặp phải phiền toái gì, tự đánh cái số này. Diệp Thần Phong tướng Thiên Đao Hội Phó Hội trưởng Lương Vĩ Bình số điện thoại di động nói cho Vương Phỉ Phỉ, Vương Phỉ Phỉ cầm trong tay nhất trương bên trong có 100 vạn chi phiếu, trắng nõn khuôn mặt thượng lóe lên một vòng mất tự nhiên thần xè, tuy rằng nàng đã quyết định muốn làm Diệp Thần Phong chim hoàng yến, thế nhưng dù sao từ trước nàng quật cường, ngông nghênh nhiều năm như vậy. Thình lình xảy ra cải biến. Luôn luôn hội có chút không thích ứng. Diệp Thần Phong quát thoáng cái Vương Phỉ Phỉ trắng mịn mũi, vừa cười vừa nói, Phỉ Phỉ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lẽ nào không có ý tứ nhận lấy tiền của ta sao? Ngươi chớ quên, là chính ngươi muốn làm ta chim hoàng yến, ta đương nhiên phải trả cho ngươi bao nuôi mất. Thần Phong ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, ta không biết làm chỉ có thể xem xét chim hoàng yến, tương lai ta nhất định hội bang Thần Phong ca ca chiếu cố. Vương Phỉ Phỉ ánh mắt lần thứ hai khôi phục quật cường, mấy ngày nay ở chung xuống, nàng biết Diệp Thần Phong khẳng định điều không phải một người bình thường, cho nên hắn lần thứ hai tìm được rồi một cái nỗ lực học tập lý do, chỉ có học được nhiều thứ hơn, nàng tài năng đủ bận đến Diệp Thần Phong. Có thể cái này ghim đan đôi ngựa nữ hài chưa từng có buông qua thuộc về của nàng quật cường cùng ngông nghênh, chỉ có tại Diệp Thần Phong trước mặt nàng mới cam tâm tình nguyện làm một con chim hoàng yến. Nguyên bản Diệp Thần Phong còn dự định tại Vận Thành ở lâu vài ngày. Thế nhưng hắn đột nhiên nhận được Hầu Tử gọi điện thoại tới, Hầu Tử tại thanh âm trong điện thoại là hỏa cấp hỏa liệu, lão đại, không xong, hai vị đại tẩu mất tích. Ngươi bây giờ ở nơi nào, có thể không thể lập tức chạy về Thiên Hải tới. Nhận được Hầu Tử điện thoại Diệp Thần Phong, chân mày vội vàng mặt nhăn lên, hỏi, ngươi nói Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết mất tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hầu Tử tại trong điện thoại đem đại khái sự tình nói một lần, ngày hôm qua Hầu Tử đi trong biệt thự đi tìm Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, bất quá, khi đó Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết không ở trong biệt thự. Hầu Tử cũng không có quá để ý, cho rằng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết khả năng đi ra ngoài mua đồ. Đương sáng sớm hôm nay Hầu Tử lại đi biệt thự thời gian, phát hiện Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết còn là không ở, hắn trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu, vội vã bấm Đường Hân số điện thoại di động. Thế nhưng điện thoại vẫn ở vào không người nghe trạng thái, vì vậy Hầu Tử liền lập tức gọi điện thoại cho Diệp Thần Phong, hắn thấy Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết hai vị này đại tẩu là mất tích, rất có thể là bị người bắt cóc cũng nói không nhất định. Diệp Thần Phong đơn giản hiểu một lần sự tình sau, liền vội vàng ngồi động xe chạy về Thiên Hải, trước khi đi lại dặn dò một phen Vương Phỉ Phỉ phải chiếu cố thật tốt bản thân. Từ Vận Thành ngồi động xe đến Thiên Hải cũng tự 2-3 cái giờ. Đương Diệp Thần Phong đạt được Thiên Hải chạm xe lửa thời gian,
Hầu tử cùng Lý Bản tử đã tại trạm xe lửa chờ Diệp Thần Phong. Hầu tử cùng Lý Bản tử ở trong đám người phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh sau, liền lập tức đón đi tới. Hầu tử dẫn đầu mở miệng nói, lão đại, ta có lỗi với người a. Ngươi không có ở đây thời gian, ta không có giúp ngươi bảo vệ tốt hai vị đại tẩu. Lão đại, chuyện này chúng ta đã thông chi Thắng Thiên Hội thành viên, hiện tại cơ hồ là Thắng Thiên Hội sở hữu thành viên cũng đang giúp bận tìm hai vị đại tẩu. Bất quá, thiên hải quá lớn, muốn tại thiên hải tìm được hai người, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Lý Bàn Tử lay động trên mặt thịt mỡ, phân tích nói. Diệp Thần Phong đang đuổi hồi thiên hải trong khoảng thời gian này, cũng liên tục bấm thật nhiều cái Đường Hân điện thoại, chính như hầu tử nói như, Đường Hân điện thoại thủy chung là ở vào không người nghe trạng thái. Tại thiên hải ai sẽ đối với Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết xuất thủ ni? Diệp Thần Phong trong óc không có nửa điểm manh mối, liền một cái khả nghi đối tượng cũng không nghĩ ra được, trong lòng là càng vội vàng sao động lên, hắn biết nếu như nhiều làm lỡ một giây đồng hồ, Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết tự nhiều một giây đồng hồ nguy hiểm. Hầu tử, Lý Bàn tử, hai người các ngươi gần nhất có phát hiện hay không có khả nghi nhân viên tại biệt thự chu vi lắc lư? Diệp Thần Phong áp chế ở nôn nóng tâm tình, đời trước làm vì quốc gia bồi dưỡng ra được siêu cấp nhân tài, hắn biết bất kể từ lúc nào đều phải giữ vững nhất khỏa tính táo tâm, tâm tình càng buồn bực, sẽ chỉ làm bản thân rơi vào một đoàn loạn chính giữa. Hầu tử cùng Lý Bàn tử nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, hai người bọn họ mấy ngày nay đi biệt thự thời gian, ở chung quanh hình như không nhìn thấy có gì khả nghi nhân viên a. Đón lấy nhượng Diệp Thần Phong thật khó làm, phải biết rằng Diệp Thần Phong linh hồn mặc dù là đến từ 500 năm sau, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là Superman, cái này trên thế giới bất cứ chuyện gì đều không làm khó được hắn, nếu như không có một điểm đầu mối lời nói, muốn tại thiên hải tìm được Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, cơ hồ là nhất chuyện không thể nào. Đường Hân đối với Diệp Thần Phong mà nói là cái nhượng người chiều mến tiểu nha đầu, mà Hàn Sơ Tuyết cùng Diệp Thần Phong đời trước bạn gái lớn lên giống nhau như đúc, nhượng Diệp Thần Phong trong lòng không tự chủ hội sản sinh một loại bảo vệ niệm tưởng, cho nên Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể đủ nhượng hai nữ nhân này chính giữa bất kỳ một cái nào có vấn đề, tuyệt đối không thể đủ. Ngay Diệp Thần Phong khổ nổi trong đầu một điểm manh mối cũng không có đôi khi, hắn đột nhiên nghĩ đến Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết mất tích hoàn toàn có thể mượn cho ZG mới lực lượng A. Chỉ cần có ZG mới tham gia trong đó, nói vậy muốn tại thiên hải tìm được Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết sẽ dễ nhiều, lại mà thôi Diệp Thần Phong cùng Nam khu phân cục cục trưởng Chu Mậu Đức quan hệ, Chu Mậu Đức khẳng định hội đem hết toàn lực trợ giúp Diệp Thần Phong. Hiện tại Diệp Thần Phong cũng không có thời gian, trước đó thông báo một tiếng Chu Mậu Đức, trực tiếp đối hầu tử cùng Lý Bàn tử, nói rằng, hiện tại lập tức đi Nam khu phân cục, có thể dựa vào ZG mới lực lượng, nói không chừng có thể tra ra một ít đầu mối tới. Hầu tử cùng Lý Bàn tử là lái xe tới được, đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau, lập tức lái xe đi trước Thiên Hải Nam khu phân cục. Xe vừa chạy đến Nam khu phân cục cổng, Diệp Thần Phong tự vội vội vàng vàng đi xuống xe, dùng thật nhanh tốc độ vọt vào ZG sát cục trong. Hầu tử cùng Lý Bàn tử nhìn đến Diệp Thần Phong hình bóng vội vội vàng vàng tiêu thất tại trong tầm mắt sau, hầu tử không tự chủ nói rằng, Lý Bàn tử, xem ra hai vị này đại tẩu, tại lão đại trong lòng địa vị rất cao a. Mong muốn lần này không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt, lão đại không ở thiên hải thời gian, lý nhân là do chúng ta chăm sóc tốt hai vị tẩu tử, đây là chúng ta thất trách a. Hầu tử, chúng ta cũng không nên suy nghĩ lung tung, tiên tiến ZG sát cục rồi hãy nói. Nếu như lần này hai vị đại tẩu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta Lý Bàn tử cũng không mặt mũi lại theo lão đại rồi a. Thật không biết là người nào không biết sống chết gì đó, lại dám chọc tới lão đại của chúng ta đầu lên đây. Cái này đều không phải thái tuế gia xúc phạm người có quyền thế mà. Không để cho ta Lý Bàn tử biết là ai làm, bằng không ta Lý Bàn tử cùng hắn không để yên. Dáng điệu thơ ngây khả cúc Lý Bàn tử, trên mặt thịt mỡ trong nháy mắt biến được dữ tợn lên. Chương 270, đầu mối. Nam khu phân cục cục trưởng Chu Mậu Đức bên trong phòng làm việc. Đối với đột nhiên đến Diệp Thần Phong, Chu Mậu Đức đương nhiên là nhiệt tình không ngớt, bây giờ hắn đã biết Diệp Thần Phong là kinh thành người Diệp gia, hắn càng xác định chỉ cần cùng Diệp Thần Phong làm tốt quan hệ, tương lai con đường làm quan tấn chức là tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Thần Phong tướng lần này ý đổ đến đối Chu Mậu Đức nhất ngũ nhất thập tự thuật một lần. Tại Chu Mậu Đức tướng cả kiện sự tình sau khi nghe xong, lâm vào chốc lát trầm tư chính giữa, qua một hồi lâu mới mở miệng, Diệp lão đệ,
Kỳ thực tại 3 năm trước đây Thiên Hải tự lục tục phát sinh nữ nhân mất tích sự kiện, bất quá, gần nhất tại Thiên Hải mạc danh kỳ diệu mất tích nữ nhân là càng ngày càng nhiều, Thiên Hải các cảnh sát phân cục đều đã bắt tay vào làm điều tra chuyện này. Trải qua nhiều năm như vậy điều tra, chúng ta cũng khóa được mục tiêu hoài nghi, Thiên Hải nữ nhân mất tích sự kiện rất khả năng cùng Thần Thiên Hội có quan hệ, nhưng là cảnh sát chúng ta trong tay tỉnh không có nắm giữ chứng cứ, ngược lại cũng cầm Thần Thiên Hội không có biện pháp nào. Chu Mậu Đức vừa mở miệng liền nói ra một cái trọng yếu đầu mối, điều này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy lần này cảnh sát cục là không uổng công, hiện tại hắn cũng không muốn phóng qua bất luận cái gì nhất chút dấu vết. Về phần Chu Mậu Đức trong miệng nói Thần Thiên Hội tại Thiên Hải là ba đại bang hội chi nhất, cái đó bang hội danh hạ thành viên có hơn vạn người, tuyệt đối là một cái đại bang hội. Thần Thiên Hội, Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội, tại Thiên Hải thế lực dưới đất chính giữa, thành thế chân vạc, qua nhiều năm như vậy bọn họ cái này ba cái bang hội vẫn là Thiên Hải thế lực dưới đất người chúa tể. Đương nhiên cũng có bang hội muốn thay thế được cái này ba cái bang hội tại Thiên Hải địa vị, thế nhưng kết quả đều không ngoại lệ bị giết hết. Cái này ba đại bang hội có thể nhiều năm như vậy vẫn tồn tại ở Thiên Hải. Nhất định là có thuộc về bọn họ bản thân nội tình, lại há là này nhị lưu, tam lưu, thậm chí là bất nhập lưu bang hội có thể đi khiêu chiến. Này dám can đảm khiêu chiến cái này ba đại bang hội uy nghiêm tiểu bang tiểu hội, bọn họ làm như vậy có thể nói là lấy trứng chọi đá, cuối cùng đều là trong một đêm bị diệt rơi bang hội. Cho nên lâu ngày, tại Thiên Hải hầu như không còn có bang hội dám đi khiêu chiến, Thần Thiên Hội, Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội. Cái này ba đại bang hội cũng đưa đến kiềm chế lẫn nhau tác dụng. Ai cũng muốn thống nhất Thiên Hải thế lực dưới đất, thế nhưng ai cũng không có một chút sức lực nuốt trọn còn lại hai cái đại bang hội thực lực, kết quả là Thiên Hải thế lực dưới đất tự tạo thành ba phần thiên hạ cục diện. Chu lão ca, nói như vậy Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết mất tích cũng là Thần Thiên Hội gây nên. Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi, từ lúc Thắng Thiên Hội thành lập chi tế, hắn đã đem Thiên Hải thế lực dưới đất biết một mặt. Bây giờ nghe được Chu Mậu Đức nói ra Thần Thiên Hội tới, hắn ngược lại cũng tịnh không xa lạ gì. Ta đây tự không dám khẳng định, chúng ta làm cảnh sát phàm là cũng phải nói chứng cứ, bất quá, chỉ cần Diệp lão đệ ngươi mở miệng, lão ca ta coi như là sông pha khói lửa cũng không chối từ. Chu Mậu Đức lời thề son sắt cam kết. Nếu hiện tại có hoài nghi mục tiêu, như vậy Diệp Thần Phong tự không chuẩn bị nhượng cảnh sát tham gia. Trước kia là tại không có đầu mối dưới tình huống, hắn mới lựa chọn muốn nhượng cảnh sát tham gia. Hiện tại Diệp Thần Phong nắm giữ nhất định đầu mối, nếu như lại để cho cảnh sát tham gia lời nói. Rất có thể hội biến được tương đối phiền phức, còn không bằng hắn tự mình một người hành động đi. Chu lão ca, có Thần Thiên Hội sự hoài nghi này mục tiêu, tiếp được trong sự tình tự ta là có thể làm xong. Diệp Thần Phong chuẩn bị đứng lên đi, hiện tại hắn có thể làm lỡ không khởi thời gian. Trong lòng chính lo lắng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết Ni. Diệp lão đệ, người thật không cần ta giúp đỡ sao? Mặc dù bây giờ cảnh sát chúng ta sơ bộ nhận định Thiên Hải nữ nhân mất tích sự kiện là cùng Thần Thiên Hội có quan hệ, thế nhưng người biết này mất tích nữ nhân bị nắm đi nơi nào sao? Thì là người đem Thần Thiên Hội Tổng hội sở lật cái để hướng lên trời, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì đi. Loại chuyện này là cấp không đến, quá mức sốt ruột. Đến cuối cùng sợ rằng chỉ biết đả thảo kinh xà. Cho nên Diệp lão đệ, theo ta thấy còn là từng bước một tới, như vậy mới tương đối thỏa đáng. Chu Mậu Đức hảo tâm nhắc nhở, dùng hắn nhiều năm như vậy làm cảnh sát kinh nghiệm đến xem, quá mức vội vàng sao động, khả năng ngược lại sẽ nhượng Thần Thiên Hội càng cảnh giác, như vậy đến cuối cùng chuyện này tựu càng khó làm. Diệp Thần Phong nơi nào sẽ không có nghĩ đến Chu Mậu Đức sở băn khoăn ni. Thế nhưng hiện tại có thời gian cho hắn tiêu hao sao? Hắn phải mau sớm tìm được Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết tài năng đủ an tâm, những người này ở đây Thiên Hải trắng trợn bí mật bắt được nữ nhân, chắc chắn sẽ không tồn tại hảo tâm gì nghĩ, nếu như trễ một bước, Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết bị cái kia cái gì, đây đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói đều là không thể đủ tiếp nhận, huống chi Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết cũng còn cất giữ thuần khiết thân ni. Cảm tạ Chu lão ca nhắc nhở, bất quá, ta đã không kịp đợi, thì là hội đả thảo kinh xà. Ta cũng nhất định phải đi một chuyến Thần Thiên Hội Tổng hội sở, chuyện này Chu lão ca ngươi tự không cần lo. Diệp Thần Phong đường kính đi ra cục trưởng phòng làm việc. Nhìn đến Diệp Thần Phong kiên định biểu tình, cục trưởng Chu Mậu Đức chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Diệp Thần Phong đêm nay thật là không cần hắn hỗ trợ. Ngồi trên rừng sát ở cảnh sát cục ngoại mặt trên xe sau,
Hầu tử hỏi, lão đại, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở. Diệp Thần Phong không chút do dự hồi đáp, hắn trong lòng mơ hồ có loại bất an tại sinh sôi. Nghe được mục đích sau, hầu tử cùng Lý Bản Tử liền không nói thêm nữa, kinh qua phen này lăn qua lăn lại, sắc trời cũng từ từ tối xuống, Lý Bản Tử lái xe chạy tại trong bóng đêm mịt mờ. Một chiếc hắc sắc bánh mì xe cấp tốc vượt qua Lý Bản Tử bọn họ xe, Diệp Thần Phong hai con ngươi đột nhiên biến được mạnh mẽ lên, bởi vì dùng hắn hiện tại thất cấp linh hồn lực cảm giác bén nhạy, hắn rõ ràng cảm giác được chiếc kia hắc sắc bánh mì trong xe, nên có 2 đến 3 cái tại dãy dụa nữ nhân, như vậy chiếc này hắc sắc bánh mì xe rất khả năng cùng Thiên Hải mất tích nữ nhân sự kiện có quan hệ liên. Lý Bản Tử, người cấp ta cẩn thận theo phía trước chiếc kia hắc sắc bánh mì xe. Diệp Thần Phong vội vàng mở miệng nói rằng, Lý Bản Tử đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau, lập tức cũng tăng lên tốc độ xe, không nhanh không chậm đi theo chiếc kia hắc sắc bánh mì xe đằng sau. Chiếc kia hắc sắc bánh mì xe một đường chạy đến Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở nơi cửa sau có hơn 20 tên Thần Thiên Hội thành viên gác, xem ra cái này Thần Thiên Hội khẳng định đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động, bằng không tại sao lại như thế thận trọng. Lý Bản Tử tướng xe dừng sát ở Thần Thiên Hội hậu môn cách đó không xa một cây đại thụ sau, dựa vào tráng kiện cây cối tới đưa đến che giấu tác dụng, ngồi ở trong xe Diệp Thần Phong nhìn đến chiếc kia hắc sắc bánh mì xe, lái vào Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở sau bên trong cửa sau, nói rằng, Hầu Tử, Lý Bản Tử, hai người các ngươi về trước đi, ta một người tiến Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở trong nhìn tình huống, nói không chừng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết thật bị nắm đến cái này Thần Thiên Hội trong. Lão Đại, bằng không chúng ta cùng đi với ngươi đi. Một mình ngươi độc sấm hang hổ thế nào có thể được ni? Hầu tử vội vã mở miệng nói. Đúng vậy, lão đại, hai vị đại tẩu nguyên do hội mất tích, hoàn toàn là chúng ta chăm sóc không thỏa đáng, cho nên ngươi nhường hai chúng ta cùng ngươi đi vào chung đi. Lý Bản Tử cũng lập tức phụ họa nói. Hai người các ngươi đã cho ta đến Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở bên trong đi ngắm cảnh ni a. Nhiều người trái lại tay tạp. Hai người các ngươi đi triệu tập Thắng Thiên Hội thành viên, nếu như Thần Thiên Hội thật cùng Đường Hân, Hàn Sơ Tuyết mất tích có quan hệ, đêm nay ta sẽ nhượng Thần Thiên Hội gà chó không yên. Diệp Thần Phong từ trên xe đi xuống, nhượng Lý Bản Tử cùng Hầu Tử theo, đến khẩn yếu quan đầu chỉ sẽ trở thành trói buộc, đến lúc đó Diệp Thần Phong trái lại còn muốn rút ra tinh thần tới bảo hộ bọn họ hai cái, đây chính là đặc biệt cái được không bù đắp đủ cái mất sự tình. Hầu tử cùng Lý Bản Tử thật ra thì vẫn là đặc biệt có tự biết rõ, bọn họ hơi nhất muốn sau, liền biết bản thân theo Diệp Thần Phong tiến nhập Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở bên trong, trên căn bản là gấp cái gì cũng giúp không được, đến cuối cùng nói không chừng hội làm trở ngại chứ không giúp gì ni. Vì vậy chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận rồi đề nghị của Diệp Thần Phong, hai người lái xe ly khai, đi triệu tập Thắng Thiên Hội thành viên. Nhìn đến Lý Bản Tử cùng Hầu tử lái xe tiêu thất tại trong bóng đêm, Diệp Thần Phong mới nương nồng nặc bóng đêm che giấu, không phát sinh bất luận cái gì động tĩnh tự tiềm nhập Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở. Hiện tại Diệp Thần Phong cũng không thể đủ bằng vào một đôi nắm tay đánh tiến Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở bên trong, vạn nhất đối phương đến lúc tướng bắt được nữ nhân toàn bộ rời đi địa phương làm sao bây giờ. Cho nên Diệp Thần Phong mới có thể như thế thận trọng lẻn vào Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở trong. Chương 271, Kinh Người Bí Mật. Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở một chỗ bí mật tầng hầm ngầm trong, cùng với nói là tầng hầm ngầm, còn không bằng nói là một tòa dưới đất cung điện ni. Không gian đặc biệt rộng, bên trong trang hoàng cũng là tráng lệ, trên mặt đất lẻ loi tán tán nằm không dưới 100 tên không có mặc quần áo nữ nhân, có sắc mặt tái nhợt, có toàn thân run, có khuôn mặt thượng tràn đầy vẻ sợ hãi, dù sao nằm tại trên mặt đất cái này không dưới 100 tên nữ nhân tinh thần hoàn toàn không ở vào trạng thái bình thường. Dưới đất thất ngay chính giữa đứng một gã 35-36 tuổi nam nhân trên mặt mang tà ý chi sắc, toàn thân cao thấp chỉ mặc nhất cái quần lót, da đặc biệt trắng nõn, thậm chí còn tượng là cương thi, nhất cử nhất động gian đều làm cho một loại âm xâm xâm cảm giác. Tại tên này 35-36 tuổi trước mặt nam nhân còn đứng 8 gã ăn mặc quần áo màu đen nam nhân, cầm đầu một gã nam nhân cùng tên trên mặt mang tà ý chi sắc nam nhân có vài phần giống nhau, tên này cầm đầu nam nhân tên là Tôn Lãnh. Là Thần Thiên Hội hội trưởng, mà sau lưng hắn 7 tên nam nhân còn lại là Thần Thiên Hội chính giữa một bộ phận cao tầng. Tôn Lãnh trước mặt tên này cùng hắn lớn lên có vài phần tương tự chính là tại ý nam nhân, là Tôn Lãnh ca ca ruột thịt Tôn Tuyệt, Tôn Lãnh chỉ là Thần Thiên Hội biểu hiện ra hội trưởng mà thôi, chân chính Thần Thiên Hội hội trưởng là Tôn Tuyệt,
bất quá ngoại giới không có ai biết chuyện này, thậm chí bọn họ liền Tôn Lãnh có cái tự mình ca ca đều không biết ni. Bởi vì, này một ít năm Tôn Tuyệt một lần cũng không có ở trường hợp công khai lộ diện qua, mà thần thiên hội đại chuyện nhỏ cũng là vẫn là Tôn Lãnh đang xử lý. Tôn Lãnh cùng 7 tên thần thiên hội cao tầng đứng tại Tôn Tuyệt trước mặt liền không dám thở mạnh một cái, dưới đất này trong phòng tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm, nồng nặc trình độ đã đạt đến gay mũi hiệu quả. Thậm chí còn nhường Tôn Lãnh đám người trong dạ dày mặt một trận bốc lên, cố nén khom lưng nôn mửa xung động. Nhanh, nhanh, chỉ cần không sai biệt lắm lại có 5 ngày thời gian, ta là có thể đột phá đến thiên giai. Tôn Tuyệt bề ngoài rõ ràng là một cái dương cương nam nhân, nhưng là thanh âm của hắn lại âm nhu không gì sánh được, quả thực là so với nữ nhân còn muốn nữ nhân. Những người nghe xong đặc biệt không được tự nhiên. Cái này Tôn Tuyệt tại 3 năm trước đây ngoài ý muốn nhận được một quyển tu luyện cổ võ công pháp, bộ công pháp này nói đến hết sức tà hồ, cần phải dựa vào không ngừng thải âm bổ dương tài năng đủ nhượng thực lực cấp tốc đi lên đề thăng. Mà bị Tôn Tuyệt lần lượt thải âm nữ nhân, tắc sẽ tăng nhanh giải yếu, tại quá ngắn trong một thời gian ngắn tự hao hết sinh mệnh. Tôn Tuyệt đã ở bản ý bên ngoài nhận được cổ võ công pháp thượng. Hiểu được một ít cổ võ giới sự tình, nói thí dụ như cổ võ giới thực lực đẳng cấp phân chia, từ thấp đến cao chia ra làm, hoàng giai, huyền giai, địa giai cùng thiên giai, mà mỗi nhất giai lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Mà bây giờ Tôn Tuyệt dựa vào không ngừng thải âm, kỳ thực lực đã đạt đến địa giai thượng phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tự bước vào thiên giai tầng thứ, chỉ cần thực lực của hắn bước vào thiên giai. Như vậy hắn có thể trở thành một tên cao thủ chân chính, đến lúc đó quét ngang toàn bộ thiên hải thế lực dưới đất, thống nhất thiên hải cũng không thành vấn đề. Bất quá, bây giờ Tôn Tuyệt càng cảm giác hứng thú là cổ võ giới sự tình, dù sao hắn là tại cơ duyên xảo hợp hạ mới đến quyển này quỷ dị công pháp, hắn muốn đẳng thực lực để thăng tới thiên giai sau đó, tìm được cổ võ giới nơi nơi, nếu như có thể thống nhất cổ võ giới. Vậy không thể tốt hơn. Thân là cổ võ cao thủ Tôn Tuyệt. Trong lòng có thể đặc biệt rõ ràng cổ võ cao thủ mỗi một cấp bậc thực lực, nếu quả như thật có thể thống nhất cổ võ giới, như vậy cái này trên thế giới còn có ai có thể ngăn được hắn. Thật đúng là đừng nói, cái này Tôn Tuyệt thật là dã tâm bừng bừng ni. Ca, ta đây tựu sớm chúc mừng ngươi, xem ra không bao lâu chúng ta thần thiên hội là có thể thống nhất thiên hải thế lực dưới đất. Tôn Lãnh mấy năm nay thế nhưng nhìn tận mắt ca ca của mình Tôn Tuyệt mỗi ngày càng biến hóa. Bây giờ đối với trước mặt cái này không âm không dương ca ca ruột thịt, hắn trong lòng bình thường hội không tự chủ bốc lên ra một loại sởn tóc gáy tới. Nghe vậy, Tôn Tuyệt khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười khinh thường, thanh âm âm nhu nói rằng, thống nhất thiên hải. Mục tiêu của ta cũng không chỉ thống nhất thiên hải, một ngày nào đó toàn quốc thậm chí toàn thế giới thế lực dưới đất cũng sẽ trưởng khống tại ta Tôn Tuyệt trong tay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ha ha ha. Tôn Tuyệt tiếng cười. Những Tôn Lãnh đám người phía sau bốc lên ra một trận mồ hôi lạnh, Tôn Lãnh thận trọng hỏi ca, người bây giờ còn cần nữ nhân sao? Nếu là không đủ, chúng ta đang nghĩ biện pháp đi bắt một ít qua đây. Tôn Tuyệt hai con người nhìn về phía hữu biên bị giam tại lồng sắt chính giữa hai cái xinh đẹp nữ nhân, nói rằng tượng nữ nhân như vậy mới là cực phẩm A. Những ta đều không bỏ được hạ thủ, với lại hai nữ nhân này còn là non, cái khác bị các người bắt tới nữ nhân. Cùng hai người bọn họ so sánh lời nói, hoặc là rong chi tục phấn, hoặc là vạn người kỵ mặt hàng, hai nữ nhân này làm ta Tôn Tuyệt nữ nhân chân chính cũng đủ tư cách a. Cái này hai gã bị giam tại lồng sắt chính giữa xinh đẹp nữ nhân không phải là Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết sao? Lúc này hai người bọn họ thân thể vô lực nằm tại lồng sắt chính giữa, hai người bọn họ đã là thấy tận mắt thức qua Tôn Tuyệt biến thái, hai người bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên Diệp Thần Phong thân ảnh. Diệp Thần Phong hội đúng lúc chạy tới cứu ra hai người bọn họ sao? Vừa dứt lời, Tôn Tuyệt mở tay phải, một gã nằm tại cách đó không xa nữ nhân, thân thể lăng không nổi lên, khẩn tiếp theo, bay về phía Tôn Tuyệt trong ngực, đến địa giai thực lực Tôn Tuyệt, đã có thể chân kình phóng ra ngoài, lợi dụng chân kình tới di chuyển ngoại giới vật thể, điểm ấy cùng Diệp Thần Phong linh hồn lực phóng ra ngoài hết sức giống nhau. Nằm tại Tôn Tuyệt ngực trong không có xuyên một bộ y phục nữ nhân, thân thể run rẩy lợi hại. Khuôn mặt thượng trong giây lát đó biến được mặt không có chút máu, liên tục vài ngày dằn vặt, để cho nàng biết rõ trước mặt người đàn ông này là cái ác ma, là tên biến thái, là huyết không gì sánh được. Tôn Tuyệt một hơi trực tiếp cắn tại ngực trong nữ nhân tuyết trắng trên vai, dùng sức hấp thân thể nữ nhân trong ấm áp máu tươi, tại ý khuôn mặt thượng là một bộ cực kỳ hưởng thụ biểu tình,
mà tên thân thể nữ nhân run rẩy càng tới càng lợi hại, bởi vì bị nhốt tại nơi này nữ nhân đều bị cưỡng chế quán hạ độc vật, cho nên bọn họ căn bản liền giãy giụa đều làm không đến. Tôn Lãnh đám người nhìn đến Tôn Tuyệt cử động, lưng cốt phát lạnh, cổ họng trong không kiềm hãm được nuốt nước bọt, hai chân biến được càng ngày càng mềm, nếu không bọn họ đã gặp nhiều lần dáng vẻ như vậy chàng diệt, chỉ sợ bọn họ đã sớm là nhất phần mông tê liệt ngồi trên mặt đất. Không có có chuyện gì, các ngươi tự rời đi nơi này đi. Tuy rằng rất luyến tiếc, thế nhưng đợi ta sẽ hưởng thụ thiết trong lồng che hai cái cực phẩm mỹ nữ. Âm nhu thanh âm từ Tôn Tuyệt cổ họng trong phát ra rồi. Tôn Lãnh đám người đã sớm không muốn ở chỗ này đối đi xuống, đây không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến lòng của bọn họ lý năng lực chịu đựng mà. Vừa nghe đến Tôn Tuyệt lời nói sau, bọn họ tám người lập tức không kịp chờ đợi hướng tầng hầm ngầm xuất khẩu đi. Đi ra tầng hầm ngầm sau, Tôn Lãnh đám người một đám trong miệng thở hổn hển, y phục trên người sớm bị mồ hôi cấp thấm ướt, có thể nghĩ Tôn Tuyệt đối với bọn hắn mà nói có loại nào áp lực cực lớn. Hội trưởng, ngài ca ca Tôn Tuyệt thật có thể đủ nhượng thần thiên hội thống nhất thiên hải thế lực dưới đất sao? Đi ra tầng hầm ngầm sau, một gã thần thiên hội cao tầng nghi vấn hỏi. Điểm ấy ngươi hãy yên tâm, dùng ca ca ta thực lực khẳng định có thể quét ngang thiên hải thế lực dưới đất, đến lúc đó ta sợ rằng hội đem hội trưởng vị nhường lại, dù sao ca ca ta mới thật sự là thần thiên hội hội trưởng, qua nhiều năm như vậy ta chỉ là đang giúp hắn xử lý mà thôi. Tôn Lãnh lau một cái mồ hôi lạnh trên trán nói rằng, hắn đối ca ca của mình sợ hãi, đã là đạt được trình độ nhất định, cho nên hắn tự nguyện sau đó đem hội trưởng vị tặng cho Tôn Tuyệt. Đang nghe Tôn Lãnh lời nói sau, ở đây bảy tên thần thiên hội cao tầng trầm mặc một lát, sau đó lại có một gã thần thiên hội cao tầng lên tiếng, hội trưởng, nếu như chúng ta thần thiên hội gần nhất sẽ bắt đầu hành động, như vậy chúng ta phải làm tốt chuẩn bị mới được. Tôn Lãnh gật đầu, nói rằng, gần nhất thiên hải cảnh sát đối với chúng ta thần thiên hội giám thì càng ngày càng gấp mật. Bất quá, ca ca ta Tôn Tuyệt nói, chỉ cần đằng thực lực của hắn lần thứ hai đột phá, cái gọi là cảnh sát thế lực cũng không đủ sợ hãi, hiện tại chúng ta hay nhất còn là án binh bất động, lại kiên nhẫn đằng vài ngày đi. Ta tin tưởng cách chúng ta thần thiên hội thống nhất thiên hải thế lực dưới đất ngày không xa. Tầng hầm ngầm xuất khẩu cùng cửa vào ngay thần thiên hội tổng hội sở trong đại sảnh, cho nên Tôn Lãnh đám người từ tầng hầm ngầm trong đi tới, liền đi tới thần thiên hội tổng hội sở đại sảnh. Cùng nhau hí ngược thanh âm cắt đứt bọn họ vòng ngã nói chuyện, xem ra thần thiên hội thật cùng thiên hải nữ nhân mất tích sự kiện có quan hệ. Chương 272, cuồn cuộn tức giận. Diệp Thần Phong lẻn vào thần thiên hội tổng hội sở sau, có ở đây không bị thần thiên hội thành viên phát hiện điều kiện tiên quyết, tướng thần thiên hội tổng hội sở đi dạo một lần, thế nhưng chút nào đầu mối hữu dụng cũng không có phát hiện, khi hắn bách từ bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Đúng dịp thấy thần thiên hội chính giữa đại sảnh ương nhất trương đàn chiếc ghế gỗ tự động rời đi, tiếp theo từ dưới đất mặt đi ra thất tám gã nam nhân. Bởi vậy Diệp Thần Phong có thể khẳng định thần thiên hội giam giữ bắt cóc mà đến nữ nhân địa phương nên trong lòng đất hạ, cái này cũng khó trách Diệp Thần Phong tướng toàn bộ thần thiên hội tìm lần cũng không có phát hiện Chu Ti Mã Tích, hiện tại hắn hầu như có thể khẳng định Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết chắc cũng là bị thần thiên hội người cấp trảo tới nơi này. Bằng không hắn nghĩ không ra Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết hai nữ nhân này đột nhiên mất tích nguyên nhân. Đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong, nhượng Tôn Lãnh đám người vì chi sửng sốt, nhìn chăm chú Diệp Thần Phong sau một hồi, Tôn Lãnh mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ngươi tới thần thiên hội có gì phải làm sao? Ở đây đều không phải ngươi có thể tới địa phương. Cái này trên thế giới có chỗ nào là ta Diệp Thần Phong không đi được? Các ngươi thần thiên hội tại thiên hải trắng trợn bắt được nữ nhân rốt cuộc có mục đích gì? Nguyên bản ta đối loại chuyện này một chút hứng thú cũng không có, bất quá, nếu các người bắt không nên bắt người, như vậy đêm nay thần thiên hội đã định trước tướng muốn không được an bình. Diệp Thần Phong trong cơ thể thất cấp linh hồn lăn lộn, hắn trong lòng đặc biệt lo lắng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết. Đến từ chính Diệp Thần Phong thất cấp linh hồn lực cảm giác áp bách, nhất lãng tiếp theo nhất lãng hướng Tôn Lãnh đám người trước mặt đánh tới, những Tôn Lãnh đám người cảm giác trên người dường như bị đè ép nhất tòa thật to sơn. Trong lỗ mũi có loại cảm giác không thở nổi, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian, thay đổi. Biến được tràn đầy sợ hãi, bọn hắn bây giờ có thể khẳng định trước mặt cái này nhìn như phổ thông thanh niên tuyệt đối là một cao thủ. Vị huynh đệ này, có chuyện hảo hảo nói, ta nghĩ nhất định là ngươi lầm. Xông tới mặt khí thế có thể dùng Tôn Lãnh thân thể biến được cứng ngắc không gì sánh được, liền tay khuỷu tay khúc thoáng cái cũng hết sức cật lực, hắn không nghi ngờ đối phương có thể dễ dàng giết bọn họ. Lúc này loại thời điểm này chỉ có thể kéo dài thời gian.
tìm được cơ hội tùy thời mà động. Tại Tôn Lãnh nói dẫn dắt rời đi Diệp Thần Phong lực chú ý thời gian, hắn cật lực chậm rãi di chuyển tay phải bàn tay, tại cái hông của hắn có một cây súng lục ni. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình cầm tới tay thương, lập tức có thể nhất thương băng đối phương, cái này là Tôn Lãnh hiện tại trong lòng duy nhất nghĩ cách. Băng vào Diệp Thần Phong nhạy cảm trực giác, nơi nào sẽ không cảm thấy được Tôn Lãnh mở ám. Ngay Tôn Lãnh tay phải bàn tay sắp cầm đến súng lục bên hông thời gian, Diệp Thần Phong không nhịn được nói, không phải là muốn cầm đến súng lục bên hông sao? Ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta? Mờ ám bị xuyên qua, Tôn Lãnh trên trán bốc lên da rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, ngẩng đầu đúng dịp thấy Diệp Thần Phong khóe miệng cười nhạt, môi run rẩy vừa định muốn nói, phanh. Một tiếng, Tôn Lãnh đầu tựu như cùng một cái dưa hấu thông thường bạo liệt ra, khắp bầu trời tiên hồng sắc huyết vụ, dường như dưa hấu nước thông thường tràn ngập ở trong không khí. Diệp Thần Phong hiện tại có thể không có thời gian bồi những. Này tiểu hà cá nhỏ làm lỡ thời gian, hiện tại hắn nhất định phải lập tức tìm được Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết. Hắn tâm tài năng đủ an định lại. Đợi cho Tôn Lãnh thi thể không đầu từ từ ngã địa sau, một bên mặt khác bảy tên thần thiên hội thành viên vẫn là không có từ ngây người chính giữa phản ứng qua đây. Bọn họ mặc dù là tại lưỡi giao thượng liếm huyết người, nhưng là cho tới nay chưa từng thấy qua máu tanh như thế, quỷ dị hình ảnh ni. Một đám trong lúc nhất thời toàn bộ bị chấn nhiếp. Nếu thiên hải nữ nhân mất tích sự kiện, trên cơ bản xác định cùng thần thiên hội có quan hệ. Như vậy trước mặt những, này người theo Diệp Thần Phong là tử không có gì đáng tiếc, huống chi Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết mười có cũng là bị bọn họ bắt được, Diệp Thần Phong lại có gì hạ thủ lưu tình đạo lý. Phanh, 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 phanh. Bảy tên vẫn còn ngây người chính giữa thần thiên hội thành viên. Đầu lần lượt bạo liệt ra, bực này hình ảnh đặc biệt đồ sộ, máu tươi cùng óc phun ở trong không khí. Cái này loại cho người đánh vào thị giác cảm giác, đã không thua gì phim kinh dị trong hình ảnh, nếu là tâm lý năng lực chịu đựng thiếu chút nữa người, nhìn đến tình cảnh này, 100% hội bị dọa đến tại chỗ bất tỉnh đi. Giải quyết xong Tôn Lãnh cùng với bảy tên thần thiên hội cao tầng, Diệp Thần Phong hướng chính giữa đại sảnh ương đàn chiếc ghế gỗ đi. Dùng sức tướng đàn chiếc ghế gỗ hướng tới hai bên trái phải rời qua đi, trên mặt đất lập tức lộ ra một cái cửa động, bên trong ngọn đèn như ẩn như hiện, mơ hồ vẫn có thể nhìn đến đi thông dưới đất mặt thang lầu ni. Diệp Thần Phong không chút do dự nào đi xuống, hiện tại có thể điều không phải suy tính phía dưới có không có có thời điểm nguy hiểm, nếu như chế một bước cứu ra Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, như vậy hai nữ nhân này tựu nhiều một phần nguy hiểm. Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở tầng hầm ngầm trong. Tôn Tuyệt liếm liếm miệng đầy máu tươi, tại trong ngực hắn mặt một nữ nhân, trên vai phá khai rồi nhất điều lỗ hổng lớn. Tôn Tuyệt bình thường ngoại trừ yêu cầu thải âm bên ngoài, hắn còn cần uống nữ nhân máu tươi, cho nên dưới đất này trong phòng mới có thể tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Tôn Tuyệt tướng ngực trong bị hù dọa đã bất tỉnh nữ nhân, tiện tay ném xuống đất, từng bước hướng cách đó không xa lồng sắt đi tới, khuôn mặt thượng tại ý dáng tươi cười càng đậm liệt. Bị giam tại lồng sắt trong toàn thân sử không ra một ít lực lượng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, nhìn đến Tôn Tuyệt cái này ác ma chính hướng các nàng đi tới, phù phù, phù phù, phù phù, trái tim không kiềm hãm được đập nhanh tần suất. Hai vị mỹ nữ, các ngươi nên đối với lần này cảm thấy vinh hạnh, biết ở đây vì sao chỉ có một lồng sắt sao? Bởi vì chỉ có ta cho rằng cực phẩm mỹ nữ, mới có tư cách bị giam tại lồng sắt bên trong, đợi chúng ta có thể tại lồng sắt bên trong hưởng thụ một phen. Hai người các ngươi nhất định hội lưu luyến quên phản. Tôn Tuyệt thanh âm âm nhu, mở ra lồng sắt môn, vừa cười vừa nói. Hàn Sơ Tuyết lành lạnh khuôn mặt thượng chậm rãi nổi lên hoang mang rối loạn, đôi môi đỏ thắm chăm chú mân long, lẽ nào cái này là thiên ý sao? Đến cuối cùng nàng còn là chạy không khỏi bị nam nhân nhục nhã hoàn cảnh. Nếu như ban đầu ở biên cảnh dịch thuận phách mại trường, nếu không Diệp Thần Phong xuất thủ cứu nàng, nàng chỉ sợ sớm đã trở thành nam nhân phát tiết công cụ. Vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp, ai ngờ ngày hôm nay. Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết tướng so với, dù sao cũng là một người nữ sinh, đến loại thời điểm này tinh thần của nàng cơ hồ là hoàn toàn hỏng mất, nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh, cổ họng trong nghẹn ngào nói, ngươi không cần loạn tới, Thần Phong ca ca hội tới cứu chúng ta, Thần Phong ca ca nhất định hội tới cứu chúng ta. Nhìn đến hoảng hốt khóc thầm Đường Hân, Tôn Tuyệt nụ cười trên mặt càng thịnh vượng, cười nói, Thần Phong ca ca. Ta xem là ngươi tình hình thực tế ca ca đi. Đáng tiếc hai người các ngươi đều vẫn là non, trong miệng ngươi Thần Phong ca ca có thể không hưởng thụ được các ngươi tuyệt vời thân thể,
như vậy thì do ta để thay thế đi. Ha ha ha, Tôn Tuyệt trong thân thể rúng động vui sướng tâm tình, cả người đi vào thiết bên trong lồng tre, đối Đường Hân tỉ số xuống tay trước, xé kéo một tiếng, trực tiếp tướng Đường Hân áo khoác cấp xé rách, lộ ra bên trong đồ lót màu hồng, hoàn hảo bây giờ khí trời không tính là nhiệt, Đường Hân ăn mặc còn là trang phục mùa đông ni. Không đến mức cảnh xuân lộ ra ngoài. Ngươi còn là nam nhân sao? Đối tiểu nữ sinh tái máy tay chân có ý gì? Hàn Sơ Tuyết thanh âm lạnh giá quát dẹp đường. Tôn Tuyệt đưa mắt chuyển rời đến Hàn Sơ Tuyết trên người, cười nói thế nào? Lẽ nào ngươi mong muốn ta trước đem ngươi làm? Xem ra ngươi biểu hiện ra là cái băng sơn mỹ nhân, trong đáy lòng mặt có thể lửa nóng lắm a. Không muốn cấp, từ từ sẽ đến, đêm nay ta tuyệt đối sẽ hảo hảo nhường hai người các ngươi hưởng thụ. Thần Phong ca ca, ngươi đang ở đâu? Thần Phong ca ca, ngươi đang ở đâu? Hân Nhi bị người khi dễ, ô ô Đường Hân cổ họng trong nức nở. Thôi biến thái, đồ lưu manh, muốn ngươi xuất hiện thời gian, ngươi thế nào hết lần này tới lần khác tự không hiện ra ni. Hàn Sơ Tuyết tại trong lòng căm giận mắng. Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng đừng hô, ngươi Thần Phong ca ca sẽ không xuất hiện. Giữa lúc Tôn Tuyệt vươn tay muốn tướng Đường Hân nội y cũng xé nát vụn thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy nhất cổ khí tức nguy hiểm, vội vàng từ lồng sắt chính giữa đi ra, lúc này Diệp Thần Phong cũng tránh hảo đi tới Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở tầng hầm ngầm trong. Đương Diệp Thần Phong nhìn đến lồng sắt chính giữa Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, nhất là áo khoác xé vỡ, trên mặt mang vệt nước mắt Đường Hân thời gian, Diệp Thần Phong trong đáy lòng tức giận bốc hơi lên, đây tuyệt đối không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, nếu như hắn trễ nữa đến một giờ, như vậy Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết tướng sẽ là như thế nào một loại kết quả. Thất cấp linh hồn lực sôi trào lên, Diệp Thần Phong cả người trong lúc bất chợt biến được đằng đằng sát khí, lạnh giá vô tình hắc sắc con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào Tôn Tuyệt, trong miệng một chữ một cái nói rằng, ngươi, bây giờ, muộn, tất, tu, tử. Chương 273, gặp phải đối thủ. Đối mặt Diệp Thần Phong trong cơ thể tuôn ra mà ra thất cấp linh hồn lực, Tôn Tuyệt trên mặt thần sắc đồng dạng ngưng trọng, bất quá, cái này loại cảm giác áp bách Tôn Tuyệt đến là có thể thừa thụ xuống. Nói rõ thực lực của đối phương còn là tại hắn chi hạ. Lồng sắt trung nguyên bản ở vào tuyệt vọng chính giữa Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết khi nhìn đến Diệp Thần Phong đúng lúc sau khi xuất hiện, nhất khỏa tâm thoáng an định xuống, Đường Hân nha đầu kia nghẹn ngào hô đạo, Thần Phong ca ca, Hân Nhi chỉ biết ngươi nhất định hội xuất hiện. Trái lại, Hàn Sơ Tuyết khuôn mặt thượng vẫn là mang theo một vòng ngưng trọng, bởi vì cứ nàng quan sát cái này Tôn Tuyệt thực lực tuyệt đối không kém, liền mở miệng nhắc nhở, thối biến thái. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, thực lực của hắn tối thiểu đạt được địa giai thượng phẩm đỉnh phong, có thể điều không phải biên cảnh dịch thuận phách mại trường lão bản tam gia có thể so, tam gia thực lực nhiều lắm cũng chỉ có tại huyền giai đỉnh phong trình tự. Trước đây Diệp Thần Phong dùng lục cấp linh hồn lực, dễ dàng đánh bại ở vào huyền giai đỉnh phong tam gia, thế nhưng trước mặt Tôn Tuyệt thực lực thế nhưng đạt được địa giai đỉnh phong, mà bây giờ Diệp Thần Phong thực lực mới đạt tới thất cấp linh hồn lực. Muốn chiến thắng trước mặt Tôn Tuyệt phỏng chừng hết sức chắc trở, trừ phi Diệp Thần Phong khôi phục đời trước đỉnh phong bát cấp linh hồn lực, như vậy có thể vẫn có thể đánh bại Tôn Tuyệt ni. Thế nhưng lúc này, biết rõ không địch lại, Diệp Thần Phong có đường lui sao? Hắn có thể bỏ lại Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết sao? Đáp án thủy chung là phủ định. Thật đúng là không nhìn ra, cái này băng lãnh mỹ nhân hiểu rõ như vậy cổ võ giới sự tình. Xem ra lần này ta xem như là nhặt được bảo. Tôn Tuyệt trong cơ thể khí âm nhu đồng dạng bạo phát ra, trước khí thế thượng lại có thể áp qua Diệp Thần Phong một bậc. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, xem ra hắn để thăng thực lực tốc độ còn là quá chậm. Hắn không nghĩ tới tại Thần Thiên Hội chính giữa lại còn có cổ võ giới cao thủ, với lại thực lực chút nào không thua gì hắn. Xem ra đêm nay đã định trước có một hồi tử chiến. Tôn Tuyệt trắng nõn dường như cương thi khuôn mặt thượng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Nói rằng có hứng thú hay không tới làm thủ hạ của ta. Ta xem ra thực lực của ngươi không tầm thường, thế nhưng ngươi muốn đánh thắng ta, cơ hồ là chuyện không thể nào, vì hai nữ nhân hy sinh tính mệnh thế nhưng đặc biệt không lựa chọn sáng suốt. Ngươi theo ta, sau đó còn có thể vì nữ nhân phát sầu sao? Nữ nhân trời sinh chính là chúng ta nam nhân phụ thuộc phẩm. Ngươi nếu là chịu vì ta thuần phục, ta Tôn Tuyệt cam đoan những ngươi sau này có hưởng thụ không song kim tiền và nữ nhân. Tôn Tuyệt có thể cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực chỉ so với hắn thiếu chút nữa, hắn hiện bên người đang cần dáng dấp giống như cao thủ ni. Đối Diệp Thần Phong trái lại khởi mời chào chi tâm.
Diệp Thần Phong nhìn đến cực đại tầng hầm ngầm trên mặt đất. Nằm trên trăm tên không có mặc quần áo nữ nhân, tuy rằng Diệp Thần Phong cũng không là một cái chính nhân quân tử, thế nhưng Tôn Tuyệt loại hành vi này. Hoàn toàn là vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận lằn danh, tượng Tôn Tuyệt người như thế sống trên thế giới này, chỉ do là lãng phí không khí mà thôi. Diệp Thần Phong đạm mạc nói rằng, ta làm ra lựa chọn cho tới bây giờ đều là chính xác nhất, ta nghĩ lần này cũng không ngoại lệ, ta sẽ đích thân đem ngươi đưa đến Diêm Vương Điện đi tới gặp Diêm Vương gia, tượng loại người như ngươi kiếp sau chỉ có thể đầu thai làm súc sinh. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, Tôn Tuyệt sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, không biết sống chết gì đó, nếu ngươi như thế không quý trọng ta cấp cơ hội của ngươi, như vậy ta sẽ cho ngươi biết, ta ngươi trong lúc đó chênh lệch rốt cuộc bao lớn. Bất quá, ngươi yên tâm, ta không hội dễ dàng giải quyết ngươi, ta sẽ nhường ngươi chậm rãi hưởng thụ một phen sau, cho ngươi thêm ra đi. Vừa dứt lời, Tôn Tuyệt thân ảnh liền động, chỉ là trong chớp mắt công phu, tự xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, hỗn loạn chân kình chi lực một quyền, hướng Diệp Thần Phong ngực ném tới. Tôn Tuyệt tốc độ nhanh liền Diệp Thần Phong đều có chút không phản ứng kịp, phanh. Một tiếng, bằng vào bén nhạy phản ứng năng lực, Diệp Thần Phong mới xòe bàn tay ra chặn lại Tôn Tuyệt nắm tay, dưới chân bước chân không kiềm hãm được lui về phía sau 2-3 bước. Bất kể là tại tốc độ còn là lực lượng thượng, Tôn Tuyệt đều là lực áp Diệp Thần Phong một bậc, có thể dùng Diệp Thần Phong trong lòng biệt khuất không ngớt, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần Phong sớm muộn hội thua ở Tôn Tuyệt tay thượng, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Phản ứng năng lực ngược lại không tệ, bất quá, chỉ bằng vào chút thực lực ấy đã nghĩ muốn thắng ta, ngươi còn là thiếu mơ mộng hão huyền. Tôn Tuyệt vừa rồi một quyền chỉ là thử xem Diệp Thần Phong thực lực sâu cạn, hiện ở trong lòng hắn mặt đại thể rõ ràng thực lực đối phương một cái cực hạn, dùng hắn hiện tại địa giai đỉnh phong thực lực, có thể hoàn toàn hành hạ đến chết đối phương. Ngăn trở Tôn Tuyệt nắm tay tay cánh tay một trận tê dại, Diệp Thần Phong trong mắt đen nhánh biến được càng hung hiểm hơn lên, hắn biết mình là gặp phải đối thủ chân chính. Lúc này Diệp Thần Phong dẫn đầu phát động công kích, thân hình dường như ngay cấp tốc chạy trốn chính giữa liệp báo, tướng thất cấp linh hồn lực tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng mà, Tôn Tuyệt y nguyên có thể tại khẩn yếu nhất trước mắt né tránh Diệp Thần Phong công kích đồng thời, như mưa rơi quyền đầu lần lượt đập vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun đi ra, y phục trên người cũng biến thành rách mướp, thế nhưng trong lòng dâng trào chiến ý không chút nào tiêu tán xu thế, bất kể vết thương trên người có bao nhiêu đau đớn, hắn vẫn không thuận không buông tha hướng Tôn Tuyệt phát động công kích. Lồng sắt chính giữa Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết nhìn đến Diệp Thần Phong bộ dáng chật vật, khuôn mặt thượng sôi nổi hiện lên lo lắng thần sắc, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần Phong cần phải cũng bị Tôn Tuyệt cấp tươi sống đánh chết không thể. Thần Phong ca ca, ngươi không cần lo cho chúng ta, chính ngươi đi thôi. Ngươi nhanh lên một chút bản thân đi thôi. Chúng ta cùng Sơ Tuyết tỷ tỷ sẽ không trách ngươi. Đường Hân mang theo khóc nức nở dùng hết toàn lực hô đạo. Hàn Sơ Tuyết trong đầu nhớ lại tại biên cảnh Dịch Thuận Phách Mại Trường đến bây giờ cùng Diệp Thần Phong ở chung với nhau một chút chích chích. Nói thật ra, nếu như không có Diệp Thần Phong xuất hiện ở tánh mạng của nàng trong, nàng đã sớm trở thành nam nhân phát tiết công cụ. Với lại đứt gân tay cùng chân gân căn bản không có khả năng bị tiếp hảo, vĩnh viễn đều chỉ có thể làm một cái không đứng nổi phế nhân. Kỳ thực tại Hàn Sơ Tuyết trong lòng, Diệp Thần Phong là một người thật không tệ người, tuy rằng nàng lần lượt bị Diệp Thần Phong ăn đậu hủ, thế nhưng đổi lại là nam nhân khác lời nói, sợ rằng sớm đem nàng Hàn Sơ Tuyết áp tại thân thể phía dưới. Đồ lưu manh, thối biến thái, Hân Nhi nói không sai, người vội vàng ly khai đi. Ngươi lưu lại cũng là toi công hy sinh tính mệnh, ngươi làm như vậy căn bản không đáng. Hàn Sơ Tuyết cũng không nhịn được lên tiếng. Diệp Thần Phong thân hình cấp tốc lui về phía sau 5-6 bước, cùng Tôn Tuyệt kéo xa một chút khoảng cách, mở u bàn tay lau miệng biên vết máu, khóe miệng thượng treo một vòng dáng tươi cười, nhìn lồng sắt chính giữa Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, nói rằng ta Diệp Thần Phong chưa từng có bỏ lại người tập quán, huống hồ đêm nay ta nói rồi hội đem hai người các ngươi cứu ra ngoài. Tự nhất định hội đem ngươi môn bình an vô sự cứu ra ngoài, lẽ nào hai người các ngươi không tin ta sao? Hàn Sơ Tuyết nhìn đến Diệp Thần Phong khóe miệng cầm dáng tươi cười, trong lòng không khỏi một trận xúc động, dường như cái này vệt dáng tươi cười thật sâu khắc vào trong lòng của nàng, cổ họng trong không tự chủ được nói rằng ta tin tưởng ngươi. Tiểu nha đầu Đường Hân hai mắt đẫm lệ mông lung sợ run một lát sau, nghẹn ngào nói, Thần Phong ca ca, Hân Nhi cũng tin tưởng ngươi. Hân Nhi sau đó còn muốn làm Thần Phong ca ca ngươi tiểu nữ nhân ni.
tốt một bức ấm áp hình ảnh a. Bất quá, hai nữ nhân này đã định trước sẽ trở thành ta Tôn Tuyệt phát tiết công cụ, thực sự là đáng tiếc, ngươi liền hai nữ nhân này thân thể cũng không có chạm qua ni đi. Vừa vặn tiện nghi ta, tượng cái này loại xinh đẹp như hoa non, hiện tại thế nhưng không thấy nhiều a. Ha ha ha, Tôn Tuyệt càn rỡ cười to lên, hắn thấy trước mặt Diệp Thần Phong, tối nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh, 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 phanh. Trong không khí thỉnh thoảng quanh quẩn nắm tay đụng nhau lớn hưởng, Diệp Thần Phong nắm tay đang cùng Tôn Tuyệt nắm tay đối oanh chi hạ, hai cánh tay bắt đầu càng không cảm giác, bất quá, hắn hết ý phát hiện trong thân thể linh hồn lực tại lần lượt dâng lên, quả nhiên chỉ có cùng mạnh mẽ địch nhân đối chiến, như vậy tài năng đủ để thăng thực lực a. Diệp Thần Phong tin tưởng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu thời gian, hắn linh hồn lực là có thể nước chảy thành sông đột phá đến bát cấp, đến lúc đó trước mặt Tôn Tuyệt căn bản cũng không hội là đối thủ của hắn, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn, dùng nguyên thủy nhất cứng đối cứng cùng Tôn Tuyệt đối oanh, thẳng đến linh hồn lực đột phá một khắc kia. Diệp Thần Phong biểu hiện ra thực lực và nghị lực, thực tại những Tôn Tuyệt kinh hãi không thôi, hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần Phong có thể cùng hắn đối oanh nhiều như vậy quyền. Cái này hoàn toàn ngoài dữ liệu của hắn ở ngoài. Chương 274, không quân một phát đột phá. Hàn Sơ Tuyết nhìn đến kế tiếp bại lui Diệp Thần Phong, dùng tình thế bây giờ đến xem Diệp Thần Phong là thất bại không thể nghi ngờ, thế nhưng Hàn Sơ Tuyết trong đáy lòng không giải thích được tin tưởng Diệp Thần Phong, tin tưởng Diệp Thần Phong cuối cùng nhất định hội đánh bại Tôn Tuyệt. Hàn Sơ Tuyết khẽ gật đầu, khẳng định nói, Hân Nhi, người yên tâm đi. Ta nghĩ thối biến thái nhất định sẽ thắng. Diệp Thần Phong lúc này thân thể uể oải không ngớt, thậm chí hai điều mất đi chi giác tay cánh tay cũng không ngẩng nổi tới, hàm răng chăm chú cắn môi, nội thể vẫn như cũ là điên cuồng điều động thất cấp linh hồn lực, nếu như bây giờ ngã xuống, không chỉ quang ý nghĩa Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết tướng trở thành Tôn Tuyệt phát tiết công cụ, đồng dạng cũng ý nghĩa Diệp Thần Phong sinh mệnh sắp sửa đi tới cuối. Thử hỏi, Diệp Thần Phong làm sao có thể ở vào thời điểm này rồi ngã xuống? Hắn linh hồn thật vất vả mới sống lại đến 500 năm trước, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm ni. Vô luận như thế nào đêm nay hắn cũng không thể đủ rồi ngã xuống, đồng thời muốn tướng Tôn Tuyệt đưa đi gặp Diêm Vương gia. Chơi cũng chơi được rồi, lại chơi tiếp cũng không có cái gì ý tứ, ta vẫn chờ hưởng thụ hai vị mỹ nữ thân thể ni. Tôn Tuyệt trong cơ thể y nhu chi khí lần thứ hai tăng vọt, nguyên bản tựu như cùng cương thi như khuôn mặt xè, lại trở nên tái nhợt vài phần. Hắn hướng về phía Diệp Thần Phong lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiếp theo thân ảnh lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong vào tới, mạnh mẽ quyền phong nặng nề hướng Diệp Thần Phong trên bụng oanh khứ. Đối mặt Tôn Tuyệt tràn ngập chân kình chi lực quyền phong, Diệp Thần Phong đã là muốn tránh cũng không được. Mắt thấy Tôn Tuyệt nắm tay ở trong tầm mắt từ từ phóng đại, Diệp Thần Phong hiện tại duy nhất có thể làm chính là vận chuyển linh hồn lực để ngăn cản. Lồng sắt chính giữa Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết thấy như vậy một màn. Nhất là nguyên bản thân là cổ võ cao thủ Hàn Sơ Tuyết, nàng có thể mơ mơ hồ hồ cảm thụ được Tôn Tuyệt một quyền này đầu chính giữ uy lực rốt cuộc bao lớn, ngực trái tim nhảy lên vào giờ khắc này đều nhanh muốn đình chỉ, phổ thông người nếu như thừa nhận rồi một quyền này, nhất định sẽ bị mất mạng. Phanh! Mạnh mẽ nắm tay chuẩn xác không có lầm công đánh vào Diệp Thần Phong trên bụng. Phốc! Lại một ngụm máu tươi từ Diệp Thần Phong cổ họng trong phun đi ra, dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau. Trong cơ thể thất cấp linh hồn lực lại một lần nữa chợt dâng lên, nhưng mà, chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đột phá thất cấp cái chắn phá vỡ mà vào bát cấp. Tôn Tuyệt hơi sừng sờ. Hắn nguyên bản khẳng định Diệp Thần Phong thừa chịu một quyền này của hắn sau đó, thì là không chết, cũng có thể phải ngã địa không dậy nổi, thế nhưng Diệp Thần Phong nhưng vẫn là ngoan cố đứng thẳng, tuy rằng thân thể đang hơi run run, thế nhưng cái này cổ nghị lực thật không phải là phổ thông người có thể có được. Ngươi nghị lực quả thật làm cho ta bội phục, bất quá, ngươi ở trước mặt ta chỉ là hành động bao cắt nguyên liệu, một quyền này ta tự triệt để tiến ngươi về Tây Thiên. Tôn Tuyệt tướng trong cơ thể chân kình chi lực phát huy đến cực hạn, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Chút nào không lưu tình lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong ngực huy quyền mà đi. Không, Thần Phong ca ca, ngươi đi nhanh đi, Đường Hân tê tâm liệt phế quát. Thôi biến thái, Hàn Sơ Tuyết cũng không khỏi thất thanh kêu to. Phanh, một quyền, ngạnh sinh sinh đánh vào Diệp Thần Phong ngực, nhưng mà... Lúc này Diệp Thần Phong thân hình dường như tháp sắt như, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ngay Tôn Tuyệt nắm tay đánh vào Diệp Thần Phong trên ngực thời gian, Diệp Thần Phong trong cơ thể thất cấp linh hồn lực lần thứ hai tăng lên,
lúc này nguyên bản lao cố đột phá cái chắn, xuất hiện từng cái vết rạn, tại cái này chỉ mảnh treo chuông chi tế. Diệp Thần Phong linh hồn lực thế như trẻ tre đột phá đến bát cấp. Tôn Tuyệt nhìn đến trước mặt đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào Diệp Thần Phong, khuôn mặt thượng tràn đầy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, chân mày hơi mặt nhăn lên, cổ họng trong thấp giọng nói rằng, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể thừa chịu được ta dùng hết toàn lực một quyền? Tôn Tuyệt vừa dứt lời, Diệp Thần Phong trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt bát cấp linh hồn lực tức khắc lăn lộn, nguyên bản mệt mỏi thân thể lần nữa khôi phục lực lượng, mất đi chi giác hai cánh tay cũng khôi phục như lúc ban đầu, khóe miệng thượng treo một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Bởi linh hồn lực vừa đột phá, Diệp Thần Phong không có cách gì trưởng khống ở cổ năng lượng này, năng lượng cường đại ba động hướng bốn phương tám hướng lan rộng, đứng ở trước mặt hắn Tôn Tuyệt bị cổ năng lượng này đạn bay ra ngoài, phanh. Một tiếng buồn bực hưởng, Tôn Tuyệt thân thể nặng nề đụng vào tầng hầm ngầm trên vách tường. Ta đã nói rồi, đêm nay ngươi nhất định phải tử, ta Diệp Thần Phong từ trước đến nay là một cái nói một không hai người. Linh hồn lực đột phá đến bát cấp sau đó, Diệp Thần Phong cảm giác toàn thân cao thấp có sự không song lực lượng, trên thân thể thương thế cũng đang đột phá sát na, toàn bộ biến mất không còn chút nào. Lồng sắt chính giữa Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết miệng há thật lớn. Hai người bọn họ thế nào cũng không có nghĩ đến, nguyên bản vẫn còn thượng phong Tôn Tuyệt, nắm tay đánh vào Diệp Thần Phong ngực, mà kết quả lại là Tôn Tuyệt thân thể của chính mình bị đạn bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời hai nàng trên mặt thần xẻ biến được gờ màu vạn phần. Hàn Sơ Tuyết có thể cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực trong lúc bất chợt tăng lên nhiều trình tự, trong lòng một trận cười khổ, cái này đồ lưu manh, thối biến thái, hắn luôn có thể đủ sáng tạo ra kỳ tích tới, thật không biết thực lực của hắn là thế nào tăng lên. Thân thể nặng nề đánh vào trên vách tường Tôn Tuyệt, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị chấn đắc khó chịu, miệng trong cũng không tự chủ hộc ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất bò dậy sau, trên mặt biểu tình biến hóa bất định, ngươi ngay từ đầu tự tại ẩn giấu thực lực. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, cười lạnh nói, không có ý tứ, ngươi đã đoán sai, ta chẳng qua là thực lực vừa lại đột phá mà thôi, bất quá, đây đều là bái ngươi ban tặng. Nếu như ngươi ngay từ đầu tự dụng hết toàn lực giết ta, có thể sẽ không có phiền toái, mà bây giờ ngươi đã không có cơ hội này. Không thể có thể, không thể có thể, ta Tôn Tuyệt làm sao có thể thất bại. Tôn Tuyệt hai chân đặng địa, trong cơ thể chân kình chi lực bắt đầu khởi động, trong chớp mắt công phu, thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Diệp Thần Phong khóe miệng cầm ngoạn vị dáng tươi cười, hỏi tốc độ của ngươi vẫn có thể mau hơn chút nữa sao? Ta thế nào cảm giác tượng là con kiến đang bò ni? Diệp Thần Phong nhấc chân một cước, trực tiếp đá vào Tôn Tuyệt trên bụng, Tôn Tuyệt thân thể lần thứ hai té bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách tường. Bây giờ Diệp Thần Phong đã khôi phục đời trước đỉnh phong bát cấp linh hồn lực, tốc độ cùng lực lượng lần lượt tăng lên rất nhiều trình tự, nguyên bản Diệp Thần Phong thực lực chỉ so với Tôn Tuyệt kém một bậc, hiện tại kèm theo Diệp Thần Phong thực lực đề thăng, Tôn Tuyệt cũng bị thuấn dây hàng xè. Tôn Tuyệt y lạnh hai con ngươi không cam lòng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn còn muốn thống nhất toàn quốc thậm chí toàn thế giới thế lực dưới đất, còn muốn đi vào cổ võ giới thống nhất toàn bộ cổ võ giới ni. Thế nào có thể ở đây dừng lại? Tôn Tuyệt trên mặt biểu tình biến được dữ tợn lên, điên cuồng hướng Diệp Thần Phong vào tới, lần thứ hai phát khởi công kích mãnh liệt. Nếu ngươi gấp như vậy đi gặp Diêm Vương gia, như vậy ta tự tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Thần Phong mười ngón uốn lượn. Dễ dàng giữ lại Tôn Tuyệt hai tay thủ đoạn, cố sức lắc một cái, trong không khí phát sinh xương vỡ vụn răng rắc thanh, Diệp Thần Phong tịnh không có lúc đó ngừng tay, giơ chân lên đá vào Tôn Tuyệt xương bánh trẻ thượng, kèm theo xương bánh trẻ vỡ vụn, Tôn Tuyệt thân thể không tự chủ được hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống. Tại Tôn Tuyệt quỳ xuống đồng thời, Diệp Thần Phong trực tiếp một cước đá vào Tôn Tuyệt trên đầu, Tôn Tuyệt đầu không huyền niệm chút nào bạo liệt ra. Gần nhất Diệp Thần Phong trái lại đối bể đầu nhanh cảm thấy hứng thú mười phần. Nguyên bản Tôn Tuyệt là có cơ hội giết chết Diệp Thần Phong, muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách hắn quá kiêu ngạo, đang cùng địch nhân đối chiến thời gian, kiêu ngạo là vĩnh viễn không được, cho dù địch nhân là một cái nhỏ yếu đến ngươi một đầu ngón tay là có thể nghiền tử hàng xè, bởi vì đang đối chiến chính giữa gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Giải quyết xong Tôn Tuyệt sau, Diệp Thần Phong xoay người hướng lồng sắt đi. Lồng sắt chính giữa Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết đôi mắt đẹp mê ly nhìn đi tới Diệp Thần Phong, vừa rồi hai người bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thần Phong phải thua, kết quả đến cuối cùng là sợ bóng sợ gió một hồi, trong lòng là nặng nề thư ra một chút sức lực.
Diệp Thần Phong đi tới lồng sắt bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, tin tưởng ta Diệp Thần Phong là không sai, ta Diệp Thần Phong chưa bao giờ lừa gạt mình nữ nhân. Nghe vậy, Đường Hân trái lại không có biểu tình gì biến hóa, Hàn Sơ Tuyết đôi má lập tức biến được hồng đồng đồng, thối biến thái, đồ lưu manh, ai là nữ nhân của ngươi? Chương 275, leo lên thiên hải sân khấu. Bởi Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết bị đổ dược vật, trong thân thể là một ít lực lượng cũng không sử ra được, Diệp Thần Phong liền lợi dụng linh hồn lực tướng hai nàng trong cơ thể tàn dư dược lực khu trừ sạch sẽ. Đêm nay đối với Diệp Thần Phong mà nói là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, kỳ ngộ là của hắn linh hồn lực cuối cùng là khôi phục được đời trước đỉnh phong, nguy hiểm là hắn thiếu chút nữa tử tại Tôn Tuyệt tay thượng, có thể thấy được cái này 500 năm trước thế giới, ẩn nấp tại thế gian cổ võ giới còn chưa xuống dốc, ai ngờ cổ võ giới chính giữa cao thủ chân chánh thực lực rốt cuộc kinh khủng đến trình độ nào. Có thể dùng bây giờ Diệp Thần Phong bát cấp linh hồn lực thực lực, tiến nhập cổ võ giới sau cũng không thể đủ xưng hùng xưng bá. Thế nhưng Diệp Thần Phong cha mẹ trường tai nạn xe cộ rõ ràng liên lụy đến cổ võ giới chính giữa người, như vậy Diệp Thần Phong chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để thăng thực lực, chỉ có tướng thực lực không ngừng đi lên để thăng, hắn tương lai tìm ra hung thủ báo thù cho cha mẹ tỷ lệ mới càng lớn. Lần trước hung thủ sau màn đã phái ra một lần sát thủ, ai ngờ bọn họ có thể hay không phái ra lần thứ hai ni. Với lại lần thứ hai phái ra sát thủ thực lực khẳng định hội đại phúc độ đề thăng, bất quá, dùng hiện tại Diệp Thần Phong bát cấp linh hồn lực thực lực, đối phó cổ võ giới chính giữa thiên giai hạ phẩm cao thủ là không nói chơi. Kỳ thực cổ võ giới chính giữa thiên giai cao thủ đúng là đứng tại kim tự tháp đỉnh chính là nhân vật, có thiên giai thực lực cao thủ tại cổ võ giới chính giữa cũng là phượng mao lăng giác tồn tại. Bây giờ Diệp Thần Phong chỉ là không biết cổ võ giới, trong lòng mới có thể sản sinh như vậy lo lắng. Trong cơ thể tàn dư dược lực bị đuổi tản ra hoàn sau đó, Đường Hân lập tức nhào vào Diệp Thần Phong ngực trong, hai cánh tay ôm chặt lấy Diệp Thần Phong, nước mắt trên mặt còn chưa can lại, cổ họng trong nức nở nói, Thần Phong ca ca. Hân nhi vừa rồi thật thật lo lắng cho ngươi, ngươi vừa rồi vì sao không bản thân đi. Hân nhi sẽ không trách ngươi. Diệp Thần Phong thương tiếc vươn tay. Xoa xoa Đường Hân trên khuôn mặt vệt nước mắt, nói rằng, Hân nhi, ngươi không phải nói muốn làm ta tiểu nữ nhân sao? Nếu như ta Diệp Thần Phong liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, như vậy ta Diệp Thần Phong coi như là một người nam nhân sao? Thôi biến thái, đồ lưu manh, ngươi cũng chỉ hội lừa lừa Hân nhi. Một bên Hàn Sơ Tuyết gương mặt lạnh lùng, trong lòng nhưng cũng khát vọng đầu nhập Diệp Thần Phong trong ngực, thế nhưng lý trí cùng bản năng nói cho nàng biết không thể đủ làm như vậy. Diệp Thần Phong đối với Hàn Sơ Tuyết cái này phó mặt lạnh rõ ràng có miễn dịch năng lực. Không sao cả cười một cái nói, còn thật không có nghĩ đến, tại thần thiên hội chính giữa lại còn có lợi hại như vậy sừng xè, lúc này ta Diệp Thần Phong thật đúng là thiếu chút nữa tại y trong rãnh lật thuyền ni. Nói lên Tôn Tuyệt, Hàn Sơ Tuyết khuôn mặt xè biến được ngưng trọng, đồ lưu manh, mới vừa rồi bị ngươi đánh bại người kia, hắn chắc là tu luyện một loại rất tà môn võ công. Cổ võ giới chính giữa đã từng xuất hiện qua như thế một cái tà ác môn phái, bất quá, cuối cùng bị diệt trừ, ta nghĩ hắn nhất định là trong lúc vô tình nhận được cái này loại tà môn võ công tu luyện tâm pháp, cái này loại tà môn võ công để thăng thực lực lên tốc độ cực nhanh, chỉ cần có đầy đủ nữ nhân có thể cung ứng tu luyện là được, khó trách hắn đã đạt được địa giai thượng phẩm đỉnh phong thực lực. Diệp Thần Phong nhìn thần thiên hội tầng hầm ngầm trên mặt đất, nằm đầy trên trăm tên không có mặc quần áo nữ nhân. Hắn đối Hàn Sơ Tuyết lời nói là hết sức chính xác, thì là hắn Diệp Thần Phong nếu như trong lúc vô tình nhận được cái này loại tà môn võ công, hắn khẳng định cũng sẽ không đi tu luyện, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi đạo đức điểm mấu chốt. Cái này trùng xúc sinh không bằng sự tình, Diệp Thần Phong tuyệt đối làm không được. Diệp Thần Phong trước mang theo Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết đi ra tầng hầm ngầm, về phần tầng hầm ngầm trong nhiều như vậy nữ nhân, Diệp Thần Phong quyết định nhượng thắng thiên hội thành viên tới xử lý. Tại lẻn vào thần thiên hội tổng hội sở thời gian, Diệp Thần Phong nhượng hầu tử cùng Lý Bản Tử đi triệu tập thắng thiên hội thành viên. Lúc này thắng thiên hội thành viên chắc là đã chờ xuất phát. Diệp Thần Phong từ tầng hầm ngầm trở lại thần thiên hội tổng hội sở trong đại sảnh sau, liền trực tiếp bấm Phương Nam Tường điện thoại. Phương Nam Tường từ hầu tử cùng Lý Bản Tử trong miệng đại khái tướng cả kiện sự tình biết một lần, hắn đã dẫn theo thắng thiên hội sở hữu thành viên tại thần thiên hội tổng hội sở cách đó không xa đợi Diệp Thần Phong ra lệnh. Diệp Thiếu, ngài có gì phân phó? Vừa tiếp xúc với đến Diệp Thần Phong điện thoại, Phương Nam Tường trực tiếp giản đơn sáng tỏ hỏi, làm đã từng bộ đội đặc chủng chính giữ gờ anh thành viên, ướt át bẩn thỉu tuyệt đối là không được,
nhất là loại thời điểm này, tự càng nên quả đoán. Nếu đêm nay Diệp Thần Phong xuống tay với Thần Thiên Hội, với lại Thần Thiên Hội lại còn bắt Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết, hai nữ nhân này thiếu chút nữa đã bị, như vậy Diệp Thần Phong tuyệt đối không có lại để cho Thần Thiên Hội lưu tại Thiên Hải lý do. Tuy rằng dùng hiện nay Thắng Thiên Hội thực lực còn không có cách gì cùng Thần Thiên Hội tướng so với, thế nhưng Thần Thiên Hội hội trưởng đều bị Diệp Thần Phong giết đi, lần này Thắng Thiên Hội khả năng không có cách gì chiếm đoạt Thần Thiên Hội sở hữu thế lực, thậm chí liền Thần Thiên Hội thế lực phân nửa cũng chiếm đoạt không được, thế nhưng lần này là Thắng Thiên Hội một lần cơ hội, một lần chân chính leo lên Thiên Hải sân khấu cơ hội, thì là mượn cơ hội này chỉ chiếm đoạt Thần Thiên Hội tiểu phân nửa thế lực. Thắng Thiên Hội tại Thiên Hải thế lực cũng hội đại phúc độ dâng lên, nhất cử xâm nhập Thiên Hải nhất lưu thế lực dưới đất trong hàng ngũ. Phương ca, cầm hạ Thần Thiên Hội tổng hội sở. Diệp Thần Phong làm ra sau khi trả lời, liền cúp điện thoại, sau đó tại Thần Thiên Hội tổng hội sở đại sảnh chính Chô Gia Gờ Đàn trên ghế gỗ nhàn nhã ngồi xuống, ở một bên cách đó không xa còn nằm tám cụ tôn lãnh đám người thi thể không đầu ni. Tại Thần Thiên Hội tổng hội sở phụ cận nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh Phương Nam Tường, lập tức tướng Diệp Thần Phong chỉ thị chuyển đạt cho Thắng Thiên Hội sở hữu thành viên, trong lúc nhất thời Thắng Thiên Hội thành viên một đám là xoa tay, nhất là tại Phương Nam Tường bên cạnh Hổ Ca cùng Thiết Ngưu, kinh qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, trên người hai người khí sát phạt là càng tới càng nồng đậm. Nhất là Hổ Ca, hắn rất may mắn trước đây dứt khoát kiên quyết theo Diệp Thần Phong ly khai biên cảnh đi tới Thiên Hải, bằng không bây giờ hắn còn là vùi ở biên cảnh thị trường giao dịch một cái địa bĩ lưu manh, nơi nào sẽ giống như bây giờ gì tử tới thú vị. Tới nhiệt huyết, kinh qua Phương Nam Tường quản lý Thắng Thiên Hội thành viên cũng phát triển càng ngày càng nhiều, dùng bây giờ Thắng Thiên Hội thực lực chỉ cần cầm hạ một cái Thần Thiên Hội tổng hội sở là không nói chơi. Từng đạo bóng đen tại đen kịt dạ xe hạ, hướng Thần Thiên Hội tổng hội sở chạy như điên, Thần Thiên Hội làm Thiên Hải ba đại bang hội chi nhất, nơi nào sẽ nghĩ đến có người dám tập kích bọn họ. Lâu ngày, Thần Thiên Hội tổng hội sở chính giữa người cũng biến thành dần dần thư giãn xuống, cái này vừa vặn tiện nghi Thắng Thiên Hội, tại Thắng Thiên Hội tấn công chi hạ, Thần Thiên Hội tổng hội sở phòng ngự rất nhanh bị tan rã. Rất nhiều Thần Thiên Hội thành viên một đường thối lui đến tổng hội sở trong đại sảnh, khi bọn hắn nhìn đến đại sảnh trong nhàn nhã đang ngồi Diệp Thần Phong, cùng với nằm trên đất tám cụ thi thể không đầu thời gian, bọn họ một đám là hết hồn, bởi vì bọn họ có thể bằng vào tám cụ thi thể không đầu y phục phân biệt ra được, cái này tử tướng thảm thiết tám người, một người trong đó là Thần Thiên Hội hội trưởng Tôn Lãnh, mặt khác bảy người đều là Thần Thiên Hội cao tầng. Đương nhiên tu luyện tà môn võ công Tôn Tuyệt, tại Thần Thiên Hội chính giữa đều là một bí mật, chỉ có Tôn Lãnh cùng với số ít cao tầng biết, đương những này lui nhập đại sảnh Thần Thiên Hội thành viên nhìn đến đó lần cảnh tượng sau, sôi nổi dường như quả cầu ra xì hơi, chính cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, bây giờ hội trưởng Tôn Lãnh đều tử, bọn họ những lính quèn này tiểu tướng tự nhiên mà vậy mất đi liều mạng chống cự nhiệt huyết. Hiện tại đặt ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, một là quy thuận chúng ta Thắng Thiên Hội, thứ hai là trở thành chúng ta Thắng Thiên Hội dưới đao vong hồn. Ngồi ở đàn trên ghế gỗ Diệp Thần Phong đạm nhiên mở miệng nói. Bây giờ hội trưởng Tôn Lãnh đều đã tử, kế tiếp một đoạn thời gian Thần Thiên Hội thì là không vong, cũng hội rơi vào dị thường trong hỗn loạn, thậm chí hội bị Thiên Hải ba đại bang hội mặt khác hai đại bang hội chiếm đoạt, bọn họ những. Này Thần Thiên Hội thành viên cuối cùng đều trốn không thoát gia nhập vào cái khác bang hội số phận, chẳng hiện tại tự quy thuận Thắng Thiên Hội ni. Ta nguyện ý quy thuận Thắng Thiên Hội, theo người thứ nhất Thần Thiên Hội thành viên quy thuận, còn lại Thần Thiên Hội thành viên cũng sôi nổi lên tiếng. Ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Diệp Thần Phong hài lòng gật đầu, trước hết để cho hầu tử cùng Lý Bàn Tử tướng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết đuổi về biệt thự đi, hầu tử cùng Lý Bàn Tử cái này hai người còn lão không muốn ni. Bọn họ hai cái thật vất vả mới gặp phải cái này loại nhiệt huyết thời khắc, đương nhiên là hy vọng có thể lưu lại. Chương 276, dung chuyển chi dạ. Chính cái gọi là làm nghề nguội sẵn còn nóng, nếu bây giờ Thắng Thiên Hội nhất cử bắt lại Thần Thiên Hội tổng hội sở, như vậy tại cái này loại thế tiến công hạ đương nhiên muốn tận khả năng chiếm đoạt Thiên Hải còn lại Thần Thiên Hội thế lực. Bởi vì lưu cho Thắng Thiên Hội thời gian cũng không nhiều, nếu như Thần Thiên Hội náo động việc tại Thiên Hải truyền ra, Thiên Hải ba đại bang hội chính giữa mặt khác hai đại bang hội khẳng định cũng hội tham gia trong đó. Đến lúc đó dùng Thắng Thiên Hội bây giờ thế lực muốn cùng Thiên Hải mặt khác hai đại bang hội tranh đoạt, không thể nghi ngờ là bằng hổ khẩu đoạt thực. Đương nhiên nếu như Diệp Thần Phong tham gia trong đó lời nói, như vậy kết quả khẳng định hội không như nhau dạng,
thế nhưng Thắng Thiên Hội tương lai phát triển cũng không thể đủ dựa vào Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong sau này cũng không có bao nhiêu thời gian tới xử lý Thắng Thiên Hội, không thể đủ nhượng Thắng Thiên Hội thành viên sản sinh ỷ lại tính, nhất định phải để cho bọn họ y theo dựa vào thực lực của chính mình thống nhất thiên hải mới là cách làm chính xác nhất. Thần Thiên Hội cùng Hổ Khiếu Hội, Tuyệt Sát Hội cái này hai đại bang hội đặt song song thiên hải ba đại bang hội chi nhất, cái đó tại thiên hải thế lực phân bố nhất định là đặc biệt dày đặc. Bây giờ Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở bị Thắng Thiên Hội cấp công xuống, Diệp Thần Phong trong lòng tức khắc có một cái kế sách, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn tận lực nhiều chiếm đoạt Thần Thiên Hội thế lực, chỉ có thể dùng trí mà không thể đủ lực đoạt. Nhưng vừa quy thuận Thắng Thiên Hội những người đó, tiến nhập Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở phụ cận phân hội sở chính giữa đi, sau đó tới một cái nội ứng ngoại hợp, cứ như vậy Thắng Thiên Hội không có thể càng nhanh chóng chiếm đoạt Thần Thiên Hội thế lực sao. Bất quá, Diệp Thần Phong rõ ràng Thắng Thiên Hội cũng không thể đủ quá độ chiếm đoạt Thần Thiên Hội thế lực, vì vậy liền nói rằng, đêm nay mục tiêu của chúng ta là chiếm đoạt Thần Thiên Hội 1/3 thế lực, tuyệt đối không thể đủ vượt qua cái này 1/3. Lão đại, ngài đây là ý gì? Nếu muốn chiếm đoạt Thần Thiên Hội thế lực, như vậy chúng ta lý nên có thể chiếm đoạt nhiều ít tự chiếm đoạt bao nhiêu đi? Hổ ca nghi ngờ hỏi. Diệp Thần Phong nhún vai, hồi đáp tiểu hổ, ngày hôm nay chúng ta Thắng Thiên Hội toán là chân chánh leo lên thiên hải sân khấu, nếu như chúng ta bộc lộ tài năng, thậm chí tóm thâu quá nhiều Thần Thiên Hội thế lực, thiên hải ba đại bang hội mặt khác hai đại bang hội đối với chúng ta Thắng Thiên Hội lại hội có ý kiến gì? Chỉ sợ bọn họ chuyện làm thứ nhất chính là diệt trừ chúng ta Thắng Thiên Hội đi. Chiếm đoạt Thần Thiên Hội 1/3 thế lực, ta phỏng chừng còn là tại Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội có thể tiếp nhận trong phạm vi, thì là bọn họ không muốn tiếp thu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có không đối với chúng ta động thủ. Dù sao chúng ta để lại 2/3 Thần Thiên Hội thế lực cho bọn hắn đi tiêu hóa, huống chi bọn họ hai đại bang hội muốn chiếm đoạt còn thừa lại 2/3 thế lực, khẳng định hội sản sinh ma sát. Như vậy tự cho chúng ta Thắng Thiên Hội để lại đầy đủ thời gian, dùng chúng ta Thắng Thiên Hội bây giờ phát triển tốc độ, không bao lâu là có thể tướng Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội dẫm nát dưới bàn chân. Đêm nay chúng ta Thắng Thiên Hội chính là chiếm một cái tiên cơ, hiện tại thiên hải không có bất kỳ một cái nào thế lực dưới đất biết Thần Thiên Hội biến cố, chính cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, tại cái này thời gian cũng không có ai sẽ tới cùng chúng ta tranh đoạt, chờ chúng ta Thắng Thiên Hội tóm thâu Thần Thiên Hội 1/3 thế lực sau, chúng ta còn có thể tướng Thần Thiên Hội dung chuyển trắng trợn tuyên dương ra ngoài, đến lúc đó sợ rằng thế cục trở nên càng rối loạn. Thiên hải rất có cỡ trung bang hội khả năng cũng hội gia nhập vào trong đó, dù sao đương mê hoặc đạt tới trình độ nhất định thời gian. Rất nhiều người cũng sẽ bị choáng váng đầu óc, Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội muốn chiếm đoạt Thần Thiên Hội 2/3 thế lực, sợ rằng ngắn nhất cũng muốn tiêu tốn cá biệt tháng ni. Đến lúc đó chúng ta Thắng Thiên Hội đã sớm lần nữa chỉnh đốn tốt, thì là Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội muốn xuống tay với chúng ta cũng có sức đánh một trận. Nghe được Diệp Thần Phong một phen thao thao bất tuyệt phân tích sau, Hổ ca mới đột nhiên gian bừng tỉnh đại ngộ, nguyên tới nơi này mặt còn có như vậy chú ý a. Trong lúc nhất thời Hổ ca đối Diệp Thần Phong cái này vị lão đại là càng sùng kính. Một bên Phương Nam Tường nghe Diệp Thần Phong phân tích, đồng dạng là liên tục gật đầu, đích xác. Dùng hiện tại Thắng Thiên Hội thế lực chỉ có thể áp dụng Diệp Thần Phong làm như vậy, tại náo động chính giữa quật khởi cũng phải cần chú ý phương pháp. Bằng không còn không có chờ ngươi quật khởi, ngươi đã bị người cấp đè xuống. Từ hôm nay trở đi cái này Thần Thiên Hội Tổng Hội Sở chính là chúng ta Thắng Thiên Hội Tổng Hội Sở. Diệp Thần Phong nhún vai tiếp tục nói, nếu như đại gia không có vấn đề gì, tự căn cứ lời dặn của ta hành động đi. Đêm nay đối với chúng ta Thắng Thiên Hội mà nói là một cái vô cùng trọng yếu ngày, đêm nay qua đi, Thắng Thiên Hội tướng đường đường tránh tránh leo lên thiên hải sân khấu, sau đó có ai còn dám không đem chúng ta Thắng Thiên Hội để vào mắt. Sau đó thiên hải tướng là chúng ta Thắng Thiên Hội thiên hạ, sau đó toàn quốc thậm chí toàn thế giới thế lực dưới đất đều muốn thuộc về chúng ta Thắng Thiên Hội. Diệp Thần Phong lời nói này điều động khởi Thắng Thiên Hội thành viên nhiệt huyết, thậm chí tướng này vừa quy thuận Thắng Thiên Hội người tâm tình cũng điều động. Một đám ở trong thân thể huyết sôi trào, cái cổ cùng khuôn mặt dâng lên đến đỏ bừng, bọn hắn bây giờ hận không thể lập tức cùng Hổ Khiếu Hội, Tuyệt Sát Hội người khai chiến, nắm khảm đao tay cầm trong lòng bàn tay không ngừng phát sinh chi lạc âm hưởng. Giờ khắc này, những này người trong lòng duy có một thanh âm, thống nhất thiên hải, thống nhất toàn quốc, thống nhất toàn thế giới. Thắng Thiên Hội thành viên sôi nổi bắt đầu hành động, đêm nay nhất định là thiên hải dung chuyển chi giả.
Phương Nam Tường giữ lại, kinh qua hắn mấy ngày nay huấn luyện, thắng thiên hội thành viên có tự mình xử lý chuyện năng lực, đêm nay vừa vặn cũng có thể rèn đúc bọn họ, tương lai thắng thiên hội phải đi được đường còn rất dài ni. Thắng thiên hội thành viên năng lực nhất định phải không ngừng đề cao mới được. Diệp Thiếu, ngài lần này đi vận thành còn thuận lợi sao? Bởi vì Diệp Thần Phong đi vận thành trước, nói với Phương Nam Tường muốn đi tiếp thu một cái đại hình bang hội, cho nên Phương Nam Tường mới có thể hỏi vấn đề này. Diệp Thần Phong gật một cái, nói rằng, Phương ca, vận thành sự tình coi như thuận lợi, ta cũng thành công tiếp thu vận thành một cái đại hình bang hội, sau đó nếu như chúng ta thắng thiên hội tiến nhập vận thành, thống nhất vận thành thế lực dưới đất, sợ rằng hội làm ít công to. Diệp Thiếu, y theo chúng ta thắng thiên hội bây giờ phát triển tốc độ, ta phỏng chừng không bao lâu là có thể thống nhất thiên hải. Phương Nam Tường tự mình đốt một điếu điếu thuốc lá, miệng trong chậm rãi hộc ra một đám vòng khói, đưa cho Diệp Thần Phong một cây, hỏi, Diệp Thiếu, ngài hút không? Nói thật đi, Diệp Thần Phong rất ít hút hiên, ngoại trừ tại gặp phải đặc biệt phiền não sự tình thời gian, bất quá, hắn còn là nhận lấy Phương Nam Tường đưa tới điếu thuốc lá, Phương Nam Tường thuận lợi giúp hắn cấp đốt lên. Diệp Thần Phong rút một hơi điếu thuốc lá sau đó, nói rằng, Phương ca, cái này chỉ là chúng ta thắng thiên hội leo lên thiên hải sân khấu bước đầu tiên ni. Mục tiêu của ta là chúng ta thắng thiên hội cuối cùng có thể leo lên toàn võ đài của thế giới. Phương Nam Tường nhìn Diệp Thần Phong bình thản cực kỳ biểu tình, đối phương hình như là đang nói một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu thông thường, nếu như đổi lại là cái khác người mở miệng, Phương Nam Tường nhất định hội phá miệng cười nhạo, thế nhưng trước mặt người thanh niên này, bất kể là thực lực, còn là đầu óc, chân chính nhượng Phương Nam Tường tên này đã từng bộ đội đặc chủng chính giữa tinh anh thành viên bội phục không thôi. Diệp Thiếu, có thể theo ngươi làm ra một phen đại sự nghiệp tới, chỉ sợ là ta Phương Nam Tường đời này vinh hạnh lớn nhất, ta khẳng định tương lai thắng thiên hội ba chữ này, tướng vang vọng toàn thế giới. Phương Nam Tường phun vòng khói thuốc, đôi mắt hơi híp lại. Diệp Thần Phong tướng rút một nửa điếu thuốc lá ném xuống đất đạp diệt, nói rằng, Phương ca, như vậy ta đi về trước. Diệp Thiếu, lẽ nào ngươi không đợi đến có kết quả sẽ rời đi sao? Phương Nam Tường nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ta đối Phương ca ngươi một cách tự tin, đối với chúng ta thắng thiên hội thành viên một cách tự tin, có phương pháp ca ngươi giúp đỡ ta, ta cái này vung tay trưởng quỹ làm thật dễ chịu. Nhìn Diệp Thần Phong đi ra đại sảnh hình bóng, Phương Nam Tường cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm, nếu như Diệp Thiếu có thể dùng nhiều một ít tâm tư tại thắng thiên hội thượng, sợ rằng thắng thiên hội bây giờ đã sớm thống nhất thiên hải đi. Có nguyên bản thần thiên hội thành viên nội ứng ngoại hợp, thắng thiên hội chiếm đoạt thần thiên hội thế lực tốc độ cực nhanh, thậm chí sau đó đều không cần phải xung đột vũ trang, Phương Nam Tường điện thoại cũng là thỉnh thoảng vang lên, đều là thắng thiên hội thành viên hội báo, 111 thần thiên hội phân hội sở bị thành công tóm thâu, 111 thần thiên hội tụ cư địa bị gồm thâu. Thắng thiên hội chiếm đoạt thần thiên hội thế lực có thể nói là thế như trẻ tre. Dựa theo tốc độ như vậy một buổi tối chiếm đoạt thần thiên hội một nửa thế lực là dư giả, bất quá, có Diệp Thần Phong mệnh lệnh sau, thắng thiên hội những thành viên này đương nhiên không dám tự tiện chủ trương đi hành động. Chương 277, phải đi người tổng hội đi. Diệp Thần Phong trở lại biệt thự thời gian đã tiếp cận hừng đông thập phần. Đối với đêm nay thắng thiên hội hành động, Diệp Thần Phong trong lòng là một điểm đều không lo lắng, thứ nhất là hắn tin tưởng dùng hiện tại thắng thiên hội thực lực. Chiếm đoạt thần thiên hội 1/3 thế lực là không thành vấn đề, thứ hai là hắn tin tưởng Phương Nam Tường năng lực làm việc, có Phương Nam Tường tại tự cũng sẽ không ra gì đường rẽ. Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết nên đều ở trong phòng ngủ, Diệp Thần Phong thoải mái ở trong phòng tắm phao tắm rửa sau, liền chùm khăn tắm đi vào trong phòng của mình đi nghỉ ngơi. Đường Diệp Thần Phong vừa muốn nằm xuống thời gian, bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, chắc là Hàn Sơ Tuyết tại gõ cửa. Đường Hân tiểu nha đầu kia cũng sẽ không như thế quy củ, mỗi lần đi vào Diệp Thần Phong trong phòng đều là trực tiếp đi tới, căn bản cũng không hội gõ cửa. Tại Diệp Thần Phong nói một tiếng sau khi đi vào, ăn mặc đồ ngủ màu trắng Hàn Sơ Tuyết đi vào phòng, lạnh lạnh trên khuôn mặt nhiều một vòng như có như không nhu tình, xanh miết ngón tay ngọc gỡ gỡ trên trán sợi tóc. Từ lúc năm trước hồi kinh thời gian, Diệp Thần Phong liền quyết định đẳng kinh thành sau khi trở về, liền bang Hàn Sơ Tuyết khôi phục thực lực. Nếu như Diệp Thần Phong sớm đi bang Hàn Sơ Tuyết khôi phục thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh chuyện đêm nay. Cho tới nay Diệp Thần Phong chỉ hoãn bang Hàn Sơ Tuyết khôi phục thực lực, có thể là bởi vì Hàn Sơ Tuyết lớn lên rất giống hắn đời trước bạn gái,
hắn biết nếu như Hàn Sơ Tuyết khôi phục thực lực, có 90% trở lên có thể sẽ ly khai Thiên Hải. Hàn Sơ Tuyết nhẹ nhàng mân mân môi đỏ mọng, dáng dấp có chút động nhân, lành lạnh chính giữa mang theo một vòng thành thục nữ nhân phong tình, đối nam nhân mà nói tuyệt đối có lực sát thương. Gặp Hàn Sơ Tuyết không nói lời nào, Diệp Thần Phong trái lại trước lên tiếng, nói đùa, Sơ Tuyết, người đã trễ thế này đến phòng ta làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì sự tình hôm nay, người muốn lấy thân báo đáp sao? Hàn Sơ Tuyết đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Diệp Thần Phong, thấp giọng mắng, đồ lưu manh, thối biến thái, lẽ nào ngươi thì không thể chính kinh một chút sao? Diệp Thần Phong ngón tay sờ sờ mũi, nói rằng, Sơ Tuyết, ta bây giờ có thể đủ giúp ngươi khôi phục thực lực. Tại trong lòng do dự luôn mãi sau, Diệp Thần Phong cuối cùng vẫn quyết định bang Hàn Sơ Tuyết khôi phục thực lực. Làm người không thể đủ quá ích kỷ, huống chi hắn tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng không phải không thừa nhận. Cho tới nay hắn đều coi Hàn Sơ Tuyết là làm thay thế thưởng thức, như vậy đối Hàn Sơ Tuyết mà nói đặc biệt không công bình. Nghe vậy, Hàn Sơ Tuyết khuôn mặt thượng đầu tiên là lộ ra mừng rỡ, sau đó trong con ngươi lại lóe lên một vòng không muốn, hỏi, đồ lưu manh, ngươi thật có thể đủ giúp ta khôi phục thực lực. Diệp Thần Phong trực tiếp đứng lên, đi tới Hàn Sơ Tuyết bên cạnh, cầm Hàn Sơ Tuyết thủ đoạn, nhất cổ linh hồn lực xông vào Hàn Sơ Tuyết trong cơ thể, ngắn ngủi mười mấy giây công phu sau. Diệp Thần Phong liền nói rằng, tốt, thực lực của ngươi khôi phục. Dẫn đến Hàn Sơ Tuyết công lực mất hết nguyên nhân, chỉ là tứ chi gân mạch bế tắc mà thôi, trước Diệp Thần Phong thực lực dừng lại tại lục cấp linh hồn lực thời gian, là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bang Hàn Sơ Tuyết khôi phục thực lực. Huống chi bây giờ hắn linh hồn lực đã tới bát cấp ni. Hàn Sơ Tuyết vốn cho là Diệp Thần Phong giúp nàng khôi phục thực lực, là một cái đặc biệt rườm rà quá trình, yêu cầu tiêu tốn vài cái tiếng đồng hồ, thậm chí là một ngày, ai ngờ mười mấy giây tựu xong chuyện. Cảm thụ được trong cơ thể từ từ khôi phục như cũ chân kinh, nàng biết Diệp Thần Phong tịnh không có ở thuyết hoang. Thực lực của nàng thật là khôi phục lại. Hàn Sơ Tuyết là một cái băng tuyết nữ nhân thông minh, hỏi dò, đồ lưu manh, ta nghĩ ngươi sớm là có thể giúp ta khôi phục thực lực đi. Diệp Thần Phong ngượng ngùng cười cười, sau đó liền khẳng định nói, trời đất chứng giám, ta nếu như có thể giúp ngươi khôi phục thực lực, lẽ nào hội cố ý lừa ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta nhớ ngươi vẫn lưu tại bên cạnh ta sao? Ngươi cũng quá tự luyến một điểm đi. Suốt ngày, lạnh như băng tượng cây kem cây giống nhau, ôm ngươi đều sẽ cảm thấy lạnh. Đồ lưu manh, thối biến thái. Nhìn đến Diệp Thần Phong cái này phó tư thái, Hàn Sơ Tuyết khẳng định suy đoán của mình, tức giận một quyền hướng Diệp Thần Phong ngực đánh. Hàn Sơ Tuyết thực lực mặc dù là khôi phục, thế nhưng muốn đánh thắng Diệp Thần Phong căn bản là không thể nào, dù sao khôi phục thực lực Hàn Sơ Tuyết cũng chỉ có đạt được huyền giai thượng phẩm đỉnh phong, bây giờ Diệp Thần Phong thực lực thế nhưng có thể đánh bại thiên giai hạ phẩm thực lực cổ võ cao thủ. Diệp Thần Phong xòe bàn tay ra dễ dàng bắt được Hàn Sơ Tuyết nắm tay, cố sức lôi kéo, Hàn Sơ Tuyết thân thể mềm mại tức khắc đụng vào Diệp Thần Phong trong ngực. Bốn mắt nhìn nhau, trong phòng trong giây lát đó biến được yên tĩnh lại, Hàn Sơ Tuyết trên thân thể mê người thơm, không ngừng xông vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, có thể dùng Diệp Thần Phong hô hấp dần dần biến được dồn dập, nhìn trong ngực cái này trương quen thuộc được không thể đủ tại khuôn mặt quen thuộc, đời trước rất nhiều hồi ức tại trong óc tái hiện. Y ngắn. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong lại một lần nữa không tự chủ được coi Hàn Sơ Tuyết là làm hắn đời trước bạn gái, cúi đầu, môi hôn lên Hàn Sơ Tuyết môi đỏ mọng, song trưởng tướng Hàn Sơ Tuyết ôm càng gia tăng. Hàn Sơ Tuyết cảm thụ được bản thân môi đỏ mọng bị Diệp Thần Phong càn rỡ tiến công chiếm đóng, trong lòng nàng làm một phen giãy giụa sau, cuối cùng vẫn tùy ý đối phương tùy ý làm bậy. Kỳ thực tại Hàn Sơ Tuyết trong lòng đã sớm đối Diệp Thần Phong nảy mầm ý nghĩ yêu thương. Từ biên cảnh thị trường giao dịch đến thiên hải phát sinh các loại, để cho nàng không tự chủ được yêu trước mặt cái này trong miệng nàng đồ lưu manh, thối biến thái. Bây giờ Hàn Sơ Tuyết thực lực nhận được khôi phục, như vậy nàng phải ly khai thiên hải, nàng còn có cái này huyết hải thâm cửu chưa báo ni. Trong lòng thầm nghĩ, đồ lưu manh, thối biến thái, cái này coi như là làm là ta đưa cho người báo đáp đi. Nếu như không có ngươi, có thể ta đã sớm trở thành nam nhân khác phát tiết vật. Trong lòng sau khi có quyết định, Hàn Sơ Tuyết bắt đầu đáp lại Diệp Thần Phong đòi lấy, thỏa thích hưởng thụ tại cái này loại nam nữ triền miên chi chính giữa, thân đi đâu còn có một ti băng lãnh mỹ nhân khí chất a. Hoàn toàn biến thành một cái con gái rượu e thẹn nữ nhân. Tại Hàn Sơ Tuyết phối hợp chi hạ, Diệp Thần Phong là càng tới càng đầu nhập vào, tướng Hàn Sơ Tuyết y phục trên người toàn bộ rút đi,
Diệp Thần Phong ôm Hàn Sơ Tuyết đi lên giường. Cả đêm mây mưa thất thường qua đi, trong phòng tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm ngát, Hàn Sơ Tuyết nhìn nằm ở bên cạnh rơi vào trong ngủ mê Diệp Thần Phong, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nói rằng, đồ lưu manh, thối biến thái, ta phải đi, mong muốn chúng ta còn có cơ hội gặp mặt đi. Ngươi là ta Hàn Sơ Tuyết người đàn ông đầu tiên, cũng khẳng định sẽ là ta Hàn Sơ Tuyết cuối cùng một người nam nhân, thì là tương lai chúng ta không sẽ gặp mặt, ta cũng sẽ không gả cho nam nhân khác. Gian phòng trong không khí tán phát nhàn nhạt mùi thơm ngát, là một loại khiến người có thể rơi vào mê man trạng thái dược vật, cái này là Hàn Sơ Tuyết bản thân điều chế, đương nhiên nàng đã là phục dụng giải dược, nàng nguyên do làm như vậy, chính là muốn lén lút ly khai biệt thự, lén lút ly khai thiên hải. Tại tủ đầu giường thượng thả một phong thơ sau, Hàn Sơ Tuyết liền ăn mặc y phục rời phòng sau, nàng đơn giản chỉnh lý nhất vài thứ, vội vã đi ra biệt thự, đang đi ra biệt thự thời gian, nàng không muốn quay đầu lại nhìn liếc mắt, trong khoảng thời gian này tại thiên hải nàng thật quá rất vui vẻ, nếu không trên người nàng lưng đeo huyết hải thâm cừu, có thể nàng thật sẽ chọn lưu tại Diệp Thần Phong bên người, thì là chỉ làm một cái thay thế phẩm, nàng cũng nguyện ý. Đương Diệp Thần Phong từ đang ngủ mê man thanh lúc tỉnh lại, thời gian đã là buổi trưa hơn 11 giờ, vỗ vỗ hỗn loạn đầu, Diệp Thần Phong trong lúc bất chợt thấy được tuyết trắng trên giường nở rộ một đóa hoa mai, chuyện xảy ra tối hôm qua mới mơ hồ nghĩ tới, lập tức một cái bước xa vọt ra khỏi phòng, đi vào Hàn Sơ Tuyết gian phòng thời gian, trong phòng không có một bóng người, với lại quần áo và đồ dùng hàng ngày gì cũng không thấy, Hàn Sơ Tuyết rõ ràng cho thấy ly khai. Diệp Thần Phong sửng sốt chốc lát, muốn đi tìm Hàn Sơ Tuyết, thế nhưng Hàn Sơ Tuyết nếu ly khai, như vậy sẽ làm hắn đặc biệt dễ dàng tìm được sao? Biển người mang mang, Hàn Sơ Tuyết bây giờ khôi phục thực lực, rất có thể là hồi cổ võ giới đi, bất quá, như thế nào đi nữa nói Hàn Sơ Tuyết lần đầu tiên là cho hắn, vì vậy liền tại trong lòng yên lặng phát thệ, Hàn Sơ Tuyết, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, từ nay về sau ngươi là ta Diệp Thần Phong nữ nhân. Tại Diệp Thần Phong từ đang ngủ mê man thanh tỉnh chi tế, Hàn Sơ Tuyết sớm ngồi máy bay ly khai thiên hải, lấy thực lực bây giờ còn không đủ để báo thù rửa hận, cho nên hắn dự định tìm một chỗ ẩn cư vừa đến 2 năm thời gian, nỗ lực để thăng thực lực, sau đó sẽ hồi cổ võ giới chính giữa đi báo thù, bằng không lấy thực lực bây giờ, lỗ mãng như vậy hồi cổ võ giới, đừng nói là báo thù, liền năng lực tự vệ cũng không có. Chương 278, tên lường gạt. Diệp Thần Phong sau khi trở lại phòng của mình, mới phát hiện tủ đầu giường thượng để lại một phong thơ, liền vội vàng đem tin mở ra. Trong thơ viết, số lưu manh, số biến thái, đương ngươi thấy phong thư này thời gian, ta cũng đã ly khai thiên hải, kỳ thực ta nên muốn cảm ơn ngươi giúp ta khôi phục thực lực, nếu như không có ngươi, ta đã sớm trở thành nam nhân khác phát tiết vật, ngươi cũng không cần vì chuyện tối ngày hôm qua có gánh vác, chuyện tối ngày hôm qua là ta tự nguyện, coi như làm là ta báo đáp ngươi đi. Ta biết ngươi vẫn coi ta là thành một người khác, tối hôm qua đang ngủ ngươi đều nhớ kỹ một nữ nhân khác tên. Số lưu manh, ngươi không cần tới tìm ta, ta lần này cũng không là hồi cổ võ giới, tại 2 năm, ta sẽ tìm một chỗ chuyên tâm để thăng thực lực, cho nên ngươi nhất định là tìm không được ta, nếu như chúng ta hai cái có duyên phận lời nói, ta tin tưởng chúng ta sớm muộn còn sẽ gặp mặt, nếu như chúng ta còn có gặp mặt ngày nào đó, thì là ngươi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi, ta nguyện ý chỉ làm ngươi trong lòng một cái thay thế phẩm. Mặt khác, ngươi không phải nói ta lãnh tượng cây kem cây sao? Vậy sao ngươi tối hôm qua tử ôm ta không tha ni? Ngươi cái khẩu thị tâm phi số lưu manh, sau đó chiếu cố thật tốt hơn nhi nhà đầu kia, ta xem ra nàng là khăng khăng một mực muốn đi theo ngươi cả đời, còn ngươi nữa nấu món ăn là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất. Số lưu manh, lần sau nếu như chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, ngươi có thể nhất định muốn cấp ta làm một bàn mãn hán toàn tịch a. Phong thư này là khoản chỗ bức tranh thượng một cái 10 phần khả ái khuôn mặt tươi cười. Không nghĩ tới lành lạnh băng sơn mỹ nhân Hàn Sơ Tuyết, còn có như thế hồn nhiên ngây thơ một mặt ni. Trong thư này đã nói xong đặc biệt minh bạch, cho nên thì là hiện tại Diệp Thần Phong phát động thắng thiên hội thành viên. Đi tìm Hàn Sơ Tuyết hạ lạc, phỏng chừng cũng là tốn công vô ích sự tình, trong lòng khẽ thở dài, Diệp Thần Phong tướng Hàn Sơ Tuyết lưu lại phong thư này, thận trọng đặt ở tủ đầu giường trong ngăn kéo, lẩm bẩm, Sơ Tuyết, ta tin tưởng chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt. Bất kể như thế nào, người đã trở thành ta Diệp Thần Phong nữ nhân, đời này mơ tưởng muốn chạy trốn ra bàn tay của ta. Diệp Thần Phong là một cái cầm được, thả được người,
nếu Hàn Sơ Tuyết tại tin bên trong nói xong rất rõ ràng, như vậy hắn như thế nào đi nữa khổ não cùng lo lắng đều không làm nên chuyện gì. Hắn biết chí ít 2 năm, Hàn Sơ Tuyết chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, bởi vì trong thơ Hàn Sơ Tuyết nói muốn tìm một chỗ kín đáo để thăng thực lực. Cho nên Diệp Thần Phong tạm thời không cần vì Hàn Sơ Tuyết lo lắng, huống hồ bây giờ Hàn Sơ Tuyết khôi phục thực lực đến huyền giai thượng phẩm đỉnh phong, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ Diệp Thần Phong chỉ phải cố gắng để thăng thực lực, 2 năm sau đi một chuyến cổ võ giới là được, hắn biết Hàn Sơ Tuyết để thăng hoàn thực lực sau, khẳng định hội hồi cổ võ giới, đệ nhất lần gặp phải Hàn Sơ Tuyết thời gian, là tại biên cảnh dịch thuận phách mại trường. Hàn Sơ Tuyết lúc đó nguyên do vì trở thành bán đấu giá vật, nhất định là tại cổ võ giới trung bị người cấp tính kế, thậm chí Hàn Sơ Tuyết thân nhân cũng bị giết, cái này là Diệp Thần Phong trong lòng suy đoán. Diệp Thần Phong đơn giản rửa mặt một phen sau, liền hướng dưới lầu đi. Đường Hân tiểu nha đầu này ngày hôm nay trái lại còn không có đi đến trường, nhìn đến Diệp Thần Phong từ trên lầu đi xuống, tiểu nha đầu này vội vã khoác ở cánh tay của hắn, một đôi no đủ ngực nhỏ, hữu ý vô ý cùng cánh tay của hắn đụng vào. Thần Phong ca ca, Sơ Tuyết tỷ tỷ ni, bình thường nàng có thể không có thói quen ngủ nướng à? Đường Hân thuận miệng nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong niết thoáng cái Đường Hân mũi, nói rằng, Hân nhi, Sơ Tuyết nàng ly khai thiên hải, nàng chắc là về nhà một chuyến đi. Sau đó các ngươi còn có thể có cơ hội gặp mặt. Diệp Thần Phong biên tạo một cái lời nói dối, Đường Hân mấy ngày nay cùng Hàn Sơ Tuyết chung đụng phi thường tốt, hai người thật giống như thân sinh tỉ muội thông thường, thậm chí so với thân sinh tỉ muội quan hệ còn tốt hơn, nếu để cho Đường Hân biết Hàn Sơ Tuyết là ra đi không từ biệt, ai biết đạo Đường Hân nha đầu kia trong lòng hội có bao nhiêu khó chịu ni. Đường Hân bĩu môi, nói rằng, Sơ Tuyết tỉ tỉ quá làm cho ta thương tâm, nàng phải về nhà một chuyến thế nào cũng không nói với ta một tiếng ni. Ta lần sau gặp được nàng, nhất định muốn cào nàng ngứa. Đường Hân cái này ngây thơ nha đầu trái lại tin, Diệp Thần Phong chỗ sơ hở này chồng chất lời nói dối. Thần Phong ca ca, ta buổi chiều còn có lớp, ta muốn đi học. Đường Hân tại Diệp Thần Phong trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, liền vội vàng đi ra biệt thự. Giữa lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị gọi điện thoại cấp Phương Nam Tường, hỏi một chút tối hôm qua tình hình thực tế huống thời gian, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên, vừa chuyển được, bên đầu điện thoại kia tự truyền đến Châu Lâm Lâm tức giận thanh âm, Diệp Thần Phong, người cái tên lường gạt, người cái tên lường gạt, người rõ ràng nói muốn dạy ta công phu, thế nhưng thời gian dài như vậy, người thế nào cũng không có liên hệ ta ni. Lần trước tại Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân Viện trưởng Châu Trạch Đống trong nhà, Diệp Thần Phong chỉ là hùa theo đáp ứng Châu Lâm Lâm như thế nhất cọc sự tình, hắn nơi nào sẽ để ở trong lòng a? Không nghĩ tới, ngày hôm nay Châu Lâm Lâm lại có thể chủ động gọi điện thoại tới rồi. Nhớ kỹ lần trước tại Châu Lâm Lâm trong phòng, nữ nhân này còn muốn mê hoặc Diệp Thần Phong ni. Kết quả bị Diệp Thần Phong toi công chiếm tiện nghi. Hiện tại Diệp Thần Phong cũng không muốn lại cùng những nữ nhân khác kéo lên quan hệ, liền vội vàng nói, nguyên lai là Lâm Lâm a. Ta gần nhất bề bộn nhiều việc, chờ ta có rảnh rỗi, nhất định hội rút ra thời gian đi giáo công phu của ngươi, nếu như không việc gì sự, ta tự cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Châu Lâm Lâm, nghe được lần này nói, tức khắc cấp, Diệp Thần Phong, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, ngươi thế nào có thể không tuân thủ hứa hẹn ni? Đừng tưởng rằng ngươi là kinh thành Diệp gia đại thiếu gia, đừng tưởng rằng ngươi có thần kỳ thủ đoạn, ngươi là có thể khi dễ như vậy người. Ta Châu Lâm Lâm nếu như muốn tại Thiên Hải tìm được ngươi, điều không phải một cái đặc biệt chuyện phiền phức tình, ngươi là muốn tự ta đi tìm ngươi đây. Còn là ngươi tìm đến ta, nếu để cho ta tới tìm ngươi, ta tự nương nhờ nhà ngươi không đi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Châu Lâm Lâm từ cha nàng Châu Văn Hải nơi nào hiểu được Diệp Thần Phong thân phận chân chính, Châu Văn Hải cũng lần nữa khuyên nhủ Châu Lâm Lâm không nên đi trêu chọc Diệp Thần Phong, thế nhưng Châu Lâm Lâm đối Diệp Thần Phong chính là hiếu kỳ. Nàng chính là muốn tiếp cận Diệp Thần Phong, nguyên bản nàng cho rằng Diệp Thần Phong sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng, dù sao nàng đối tướng mạo của mình có 10 phần lòng tin, ai biết đạo đợi lâu như vậy, Diệp Thần Phong đều muốn không có chủ động tới tìm nàng. Không nhẫn nại được tính tình Châu Lâm Lâm, chỉ có thể lựa chọn chủ động đánh ra. Không nghĩ tới Châu Lâm Lâm cùng Châu Trạch Đống lão nhân kia không có sai biệt, đều là như thế hội chơi xấu, trước đây Châu Trạch Đống muốn gặp Diệp Thần Phong thời gian. Có vẻ như cũng là dùng được một chiêu này đi. Nói đi, ngươi đang ở đâu, ta lập tức đi tới.
Cuối cùng Diệp Thần Phong còn là thua trận, dù sao ngày hôm nay hắn cũng không có chuyện gì, sớm một chút đổi xong Châu Lâm Lâm nữ nhân này, sau đó tiết kiệm phiền toái nữa. Hừ, Châu Lâm Lâm tại trong điện thoại hừ lạnh một tiếng, nói rằng, một điểm thành ý cũng không có, ta tại Thiên Hải Đại học Y khoa cổng chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút qua đây. Kinh qua Châu Lâm Lâm vừa nói như vậy, Diệp Thần Phong mới nhớ tới đối phương còn là Thiên Hải Đại học Y khoa lão sư Ni. Bây giờ lão sư thế nào đều vô lại như vậy, ai thực sự là thế phong nhật hạ, đạo đức không có a. Diệp Thần Phong tại trong lòng cảm thán một phen sau, liền đi ra biệt thự, gọi một chiếc xe taxi đi hướng tới Thiên Hải Đại học Y khoa. Đương Diệp Thần Phong đi tới Thiên Hải Đại học Y khoa cửa thời gian, ăn mặc toàn thân hắc sắc mặc đồ chức nghiệp Châu Lâm Lâm đã tại cổng chờ, vớ màu da, hắc sắc cao gót, tại hợp với bộ này hắc sắc mặc đồ chức nghiệp, tuyệt đối là on mê hoặc a. Nhất cử nhất động gian đều tản ra trước chàng nữ tính phong thái, Châu Lâm Lâm đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, cau mũi một cái, không vui nói, Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi cứ như vậy không muốn cùng gặp mặt ta sao? Rõ ràng là ngươi đáp ứng ban đầu ta, muốn dạy ta công phu, ngươi chính là cái tên lường gạt, tên lường gạt. Bởi là lúc ăn cơm gian, Thiên Hải Đại học Y khoa cổng lui tới học sinh cùng lão sư có rất nhiều, đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh Châu Lâm Lâm. Đột nhiên không có dấu hiệu nào ôm cánh tay của hắn, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi Thần Phong, ngươi là điều không phải đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn cơm chưa có được hay không? Lúc này, cách Diệp Thần Phong bọn họ cách đó không xa, chính có một gã chừng 30 tuổi nam nhân, ăn mặc toàn thân hàng hiệu đồ thể thao, ánh mắt mù nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hận không thể tướng Diệp Thần Phong cấp ăn sống nuốt tươi, không chút do dự hướng Diệp Thần Phong cùng Châu Lâm Lâm bên này đã đi tới, khóe môi nhếch lên nhất tia cười lạnh. Chương 279, khiêu khích. Đối với Châu Lâm Lâm trong lúc bất chợt nhu tình như nước, Diệp Thần Phong bản năng cảm giác không thích hợp, khi thấy tên ăn mặc đồ thể thao nam nhân khí thế hung hăng đi tới thời gian, Diệp Thần Phong mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cái này Châu Lâm Lâm là coi hắn là làm tấm mộc a. Người tốt, ta là Thiên Hải Đại học Y khoa bóng rổ đội giáo luyện, ta là Vương Minh, cùng Châu Lâm Lâm lão sư là bằng hữu. Vương Minh đặc biệt có lễ phép tự giới thiệu mình, đồng thời hướng Diệp Thần Phong đưa tay ra trường. Đương Diệp Thần Phong đồng dạng xòe bàn tay ra thời gian, Vương Minh khóe miệng xẹt qua một vòng như có như không dáng tươi cười. Vương Minh thân cao đủ có 1m9 trở lên, với lại bởi bình thường mỗi ngày đều rèn đúc thân thể, lực lượng của hắn muốn so với người bình thường cao hơn gấp mấy lần đi. Cho nên hắn mới muốn nhân cơ hội này giáo huấn một chút trước mặt cái này không biết sống chết thanh niên, Châu Lâm Lâm thế nhưng hắn Vương Minh coi trọng nữ nhân. Nói đến đây Vương Minh có thể không đơn thuần là Thiên Hải Đại học Y khoa bóng rổ đội giáo luyện, có người nói phụ thân của hắn là Thiên Hải một cái ngành cục trưởng, hắn nguyên do hội tới Thiên Hải Đại học Y khoa đảm nhiệm bóng rổ đội giáo luyện, hoàn toàn là vì Châu Lâm Lâm, bởi vì hắn biết phụ thân của Châu Lâm Lâm là Thiên Hải thị ủy bí thư, chỉ cần đem Châu Lâm Lâm cua được, sau đó hắn Vương Minh phải đi đường tuyệt đối sẽ biến được thuận buồm xuôi gió, huống chi Châu Lâm Lâm còn là một 10 phần tiểu mỹ nhân ni. Bằng không Vương Minh làm sao sẽ vùi ở Thiên Hải Đại học Y khoa làm cái bóng rổ đội giáo luyện. Như thế nào đi nữa nói hắn lão tử cũng là Thiên Hải một cái ngành cục trưởng, hắn cũng có thể miễn cưỡng xưng là một cái hoàn khố tử đệ. Vương Minh nắm Diệp Thần Phong bàn tay trong giây lát cố sức, hắn dường như đã có thể nhìn đến trước mặt cái này lớn lên giống tiểu bạch khuôn mặt ra hỏa, đau cổ họng trong oa oa gọi chàng cảnh. Trong lòng mắng, chỉ ngươi như thế cái túng hóa, cũng dám theo ta Vương Minh cướp nữ nhân. Thật con mẹ nó là không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, Vương Minh bàn tay không ngừng gia tăng độ mạnh yếu, thế nhưng trước mặt Diệp Thần Phong liền một chút phản ứng cũng không có, trái lại hắn cảm giác mình hình như nắm một khối cứng rắn không gì sánh được gang thông thường, trong lòng vô cùng kinh ngạc vạn phần. Thế nào, ngươi muốn theo ta nhiều lần sức nắm? Diệp Thần Phong trêu đùa hỏi, không đợi Vương Minh trả lời, bàn tay của hắn hơi tụ lại. Diệp Thần Phong lực lượng làm sao là Vương Minh cái này loại trứng chim thừa chịu được. Mới dùng một tia lực lượng, Vương Minh khuôn mặt xẻ tự biến được trắng bệch không gì sánh được, miệng mím thật chặt, trên trán bốc lên ra chừng hạt đậu mồ hôi hột. Bị Diệp Thần Phong nắm bàn tay đau đớn không gì sánh được, cổ họng trong muốn lên tiếng đại gọi ra, thế nhưng Châu Lâm Lâm ở đây. Hắn tuyệt đối muốn nhịn xuống, tuyệt đối muốn nhịn xuống. Diệp Thần Phong không có hứng thú cùng Vương Minh cái này loại rác rưởi không chấp nhặt, nhìn đến Vương Minh năng lực chịu đựng không sai biệt lắm đến cực hạn sau, liền buông lỏng ra Vương Minh bàn tay.
Vương Minh trong bụng nín nhất cổ khí chịu đựng ni, kết quả Diệp Thần Phong đột nhiên buông tay, nhượng trong bụng hắn nhất cổ khí tức khắc phóng thích ra ngoài, bất, 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 phần mông trong liên tục thả ba cái thí, khuôn mặt xẻ trướng đến đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, cái này ba cái thí thanh âm thế nhưng 10 phần vang dội. Diệp Thần Phong bàn tay làm bộ tại trước lỗ mũi phẩy phẩy. Giả vờ ngây ngốc hỏi, là ai như thế không có đạo đức công cộng tâm? Tại công chúng trường hợp loạn bài phóng khí thải. Vương giáo luyện, người nói đúng hay không? Người như vậy quá không có tố chất. Vương Minh trên mặt thần sẻ biến ảo bất định, nhưng Diệp Thần Phong vừa không có chỉ vào mũi hắn, nói cái này ba cái thí là hắn phóng, kết quả là hắn chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên một lần. Khuôn mặt sẻ xấu xí gật đầu, đạo, ở nơi công cộng bài phóng khí thải quả thực rất không có đạo đức công cộng tâm. Ôm Diệp Thần Phong cánh tay Châu Lâm Lâm, đang nghe Vương Minh phóng ba cái hưởng thí sau, liền một mực chịu đựng trong lòng tiểu ý, nhưng mà Diệp Thần Phong cùng Vương Minh lần này đối thoại, để cho nàng là không thể chịu đựng được. Lại nhìn xuống đi cần phải muốn nghẹn điên không thể, lập tức bụng cái miệng nhỏ nhắn, cổ họng trong phát sinh khanh khách là cười duyên thanh. Châu Lâm Lâm cười đến viền mắt chung nước mắt đều chảy ra, thân thể mềm mại một cái kình hướng tới Diệp Thần Phong trên người chen. Dẫn đến trước ngực một đôi cao ngất không ngừng áp bách Diệp Thần Phong cánh tay, nhượng Diệp Thần Phong trong thân thể là huyết mạch bành trướng, trong lòng thầm nghĩ Châu Lâm Lâm, ngươi có thể không thể có điểm hình tượng. Ngươi giàu gì cũng là Thiên Hải Đại học y khoa lão sư đi. Ở cửa trường học lôi kéo một người nam nhân cười thành bộ dáng này, người không biết, còn tưởng rằng ngươi là bán rẻ tiếng cười ni. Châu Lâm Lâm không thêm che giấu một trận cười duyên, nhượng Vương Minh trên mặt thể diện là càng không nhịn được. Khuôn mặt xè một trận thanh, một trận đỏ, trong lòng tức giận không ngừng đi lên kéo lên, ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong hỏi, ngươi là Lâm Lâm người nào? Ta khuyên ngươi cách Lâm Lâm xa một chút, Lâm Lâm đều không phải ngươi cái này loại con cóc có thể với cao. Bởi vì Diệp Thần Phong ăn mặc hết sức phổ thông, cho nên Vương Minh theo bản năng cho rằng đối phương đều không phải quan nhị đại hoặc phú nhị đại, Châu Lâm Lâm là đường đường thị ủy bí thư nữ nhi, là tùy tiện gì A Miêu A Cẩu là có thể với cao sao? Ta nói Vương giáo luyện, người mới vừa rồi còn điều không phải lịch sự sao? Thế nào trong lúc bất chợt tính tình biến được như thế nóng này? Lẽ nào ngươi nhân cách phân liệt? Diệp Thần Phong bĩu môi khinh thường hỏi. Vương Minh, ta và ai cùng một chỗ ngươi quản được sao? Ngươi luôn miệng nói bạn trai ta là con cóc, ta xem ngươi mới là một con lớn nhất con cóc ni. Chấm dứt cười duyên Châu Lâm Lâm khó chịu quát dẹp đường, nàng biết nếu để cho Vương Minh biết thân phận của Diệp Thần Phong. Nhìn đến Diệp Thần Phong thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, 100% hội cần phải muốn bị dọa đến tè ra quần không thể. Gặp Châu Lâm Lâm bang Diệp Thần Phong nói, Vương Minh trong lòng thịnh nộ là càng thịnh vượng, âm thầm mắng, ngươi cái không đàn bà không biết xấu hổ, ta Vương Minh đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không nhìn ta liếc mắt, vậy mà ở trước mặt ta cùng một cái tiểu bạch khuôn mặt mắt đi mày lại. Ngược lại, Vương Minh nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, ngươi rốt cuộc là có phải hay không nam nhân? Lại muốn nhượng nữ nhân đứng ra nói, có loại đợi ăn cơm chưa xong tới sân vận động, ta muốn cùng ngươi thi đấu bóng rổ, người nào thua sau đó liền rời đi Lâm Lâm, người cái thứ hèn nhát có dám hay không? Diệp Thần Phong nhún vai, hắn thấy Vương Minh chỉ là một con tiện tay là có thể nghiền tử con kiến, đầu óc ngươi là điều không phải có chuyện. Hiện tại hình như Lâm Lâm tự là bạn gái của ta đi. Như vậy tại sao người nào thua ly khai Lâm Lâm cái này một câu trả lời hợp lý ni? Chỉ ngươi còn Thiên Hải Đại học y khoa bóng rổ đội giáo luyện ni. Toàn bộ nhất não tàn mà. Ngươi, ngươi, ngươi. Vương Minh nộ đỏ mặt, trong lúc nhất thời lại không dám động thủ, hắn vừa rồi thế nhưng tự mình thể hội qua Diệp Thần Phong sức nắm, hắn tịnh không có nắm chắc tướng trước mặt Diệp Thần Phong giải quyết. Ngươi cái nhu nhược rác rưởi, ta vì cha mẹ của ngươi cảm thấy bi ai. Vương Minh trong lòng bị đè nén vạn phần. Diệp Thần Phong khuôn mặt xè từ từ lạnh xuống. Ở trong lòng hắn phụ mẫu là nghịch lân, tuy rằng Vương Minh không có nhục mạ phụ mẫu hắn, thế nhưng hắn thấy tượng Vương Minh cái này loại trứng chim, có tư cách gì đề cập phụ mẫu hắn, vì vậy liền lạnh giọng nói rằng, buổi chiều sân vận động gặp, ta sẽ nhường ngươi đời này đều đánh nhau bóng rổ sản sinh y ảnh. Nhìn Diệp Thần Phong ôm Châu Lâm Lâm rời đi hình bóng, Vương Minh không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại đột nhiên đáp ứng. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này còn là một bóng rổ cao thủ sao? Không được. Ta tuyệt đối muốn nhượng hắn mất mặt, ta tuyệt đối muốn nhượng Châu Lâm Lâm biết tuyết đàn ông như thế nào. Mới thật sự là nam nhân. Châu Lâm Lâm mang theo Diệp Thần Phong ở trường học phụ cận tìm một cái quán ăn,
Dọc theo đường đi, Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối ôm nàng mảnh mai. Châu Lâm Lâm trong lòng là vừa vui vừa giận, Diệp Thần Phong, ngươi có không có ôm được rồi. Diệp Thần Phong ôm Châu Lâm Lâm mảnh mai bàn tay, nhẹ nhàng trên dưới vuốt ve, nói rằng, vừa rồi không biết là ai. Không phải muốn nói là bạn gái của ta. Như vậy ta cái này làm nam bằng hữu là điều không phải nên muốn thực hiện một điểm nghĩa vụ ni. Bất quá, có vẻ như thân thể của ngươi cũng không việc gì tốt mô, toàn bộ một khối đại bài cốt, thẳng đặt tay. Diệp Thần Phong thoại phong nhất chuyển, còn nói thêm. Châu Lâm Lâm tận lực dẹp loạn trong lòng tức giận, nàng phát hiện mình cùng với Diệp Thần Phong luôn luôn có hại. Diệp Thần Phong, người đợi đánh bóng rổ có nắm chắc đánh thắng Vương Minh sao? Diệp Thần Phong sờ sờ mũi, vừa cười vừa nói, không có nắm chặt, ta ngay cả đánh bóng rổ quy tắc đều không phải rất rõ ràng, thượng một lần đánh bóng rổ, ta đã nhớ không rõ là lúc nào. Vậy ngươi vì sao phải đáp ứng Vương Minh? Châu Lâm Lâm không nghe theo không buông tha hỏi. Dù sao thua cũng chỉ là ly khai ngươi mà thôi, ta và ngươi lại không phải chân tránh bạn bè trai gái, đây đối với ta vừa không có tổn thất. Diệp Thần Phong vuốt tay không sao cả nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi hỗn đản. Châu Lâm Lâm là muốn giận điên lên, bất quá, nàng cũng không suy nghĩ thật kỹ, tưởng Diệp Thần Phong cái này loại có thần kỳ thủ đoạn người, chính là bóng rổ có thể làm khó hắn sao. Huống chi hắn vừa rồi thế nhưng nói với Vương Minh qua, ta sẽ nhường ngươi đời này đều đánh nhau bóng rổ sản sinh y ảnh, bằng vào lần này tự tin tự cũng đủ nói rõ Diệp Thần Phong có nắm chắc tất thắng, chỉ là Châu Lâm Lâm bị Diệp Thần Phong tức giận đến đại não chập mạch, mới có thể không có nghĩ đến điểm này. Chương 280, tự tìm đường chết. Châu Lâm Lâm tức giận cùng Diệp Thần Phong tùy tiện ăn một bữa cơm, liền dẫn Diệp Thần Phong hướng tới Thiên Hải Đại học Y khoa cung thể thao đi. Dọc theo đường đi, Châu Lâm Lâm đối Diệp Thần Phong đại khái giới thiệu một lần Vương Minh cái này bóng rổ đội giáo luyện. Vương Minh đã từng tại trong đại học thời gian còn là có chút tài năng, có người nói có rất nhiều lần đều bị chức nghiệp bóng rổ đội giáo luyện coi trọng, muốn kéo Vương Minh đi đánh chức nghiệp thi đấu, thế nhưng Vương Minh giàu gì cũng là Thiên Hải một bộ môn cục trưởng nhi tử, hắn làm sao cam tâm tình nguyện đi làm một cái đánh bóng rổ vận động viên. Vương Minh từ nhỏ mà bắt đầu tiếp xúc bóng rổ, bất quá. Hắn đánh bóng rổ mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì hấp dẫn dị ý gờ ánh mắt, nói được hiểu rõ một chút người anh em này đánh bóng rổ chính là vì tán gái, toàn bộ nhất trang bê hàng. Đường Châu Lâm Lâm mang theo Diệp Thần Phong đi tới Thiên Hải Đại học Y khoa cung thể thao thời gian, cung thể thao bên trong ngồi đầy cả trai lẫn gái, trong lúc nhất thời, vô số hai mắt quang đều như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Vương Minh vì để cho Diệp Thần Phong mất mặt, đặc biệt tướng Diệp Thần Phong hình tượng nói xấu. Nói là có cái không biết tự lượng sức mình người muốn tìm hắn khiêu chiến đánh bóng rổ, còn nói Diệp Thần Phong coi trọng Châu Lâm Lâm, muốn truy Châu Lâm Lâm làm nữ bằng hữu. Kết quả là rất có Thiên Hải Y khoa sinh viên đại học chen chúc tới, bởi vì Vương Minh cái này bóng rổ đội giáo luyện lớn lên trái lại nhân mô cẩu dạng, huống hồ rất nhiều người đều biết hắn lão tử là Thiên Hải một ngành cục trưởng, có rất nhiều nữ sinh viên thỉnh thoảng hội tới cung thể thao cho hắn nhìn trộm, thậm chí tự nguyện đem thân thể của chính mình hiến cho Vương Minh. Vương Minh tại Thiên Hải Đại học Y khoa đảm nhiệm giáo luyện trong khoảng thời gian này, đã có không ít nữ đại học thượng bị hắn cấp áp tại thân thể hạ. Mà Châu Lâm Lâm là Thiên Hải Đại học Y khoa sở hữu học sinh công nhận đệ nhất mỹ nữ lão sư, là sở hữu nam sinh viên trong lòng nữ thần, những này nam sinh viên nghe nói có người muốn truy cầu trong lòng bọn họ chung nữ thần, còn muốn khiêu chiến bóng rổ đội giáo luyện, bọn họ tức khắc sôi nổi hứng thú. Ngã muốn nhìn có dũng khí truy cầu trong lòng bọn họ chung nữ thần gia hỏa, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đại học thời gian luôn luôn nhàn chứng đau, huống chi bọn họ những này sinh viên còn là học y ni, bình thường đều là đang cùng khô khan y học giao tiếp, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn học cái giải bào gì, vừa nghe nói có như thế chuyện thú vị, sắp muốn phát sinh ở Thiên Hải Đại học Y khoa cung thể thao, bọn họ những này người không có lý do gì không đến thu thập vô giúp vui a. Tại nước Hoa vô giúp vui cơ hồ là trở thành một loại dân tộc tốt đẹp truyền thống, nơi nào vừa phát sinh điểm chuyện gì, tổng sẽ có người cảm thấy hứng thú vô cùng vây xem, có chút càng kỳ quái hơn là, tại lối đi bộ phát sinh tai nạn xe cộ chu vi vây quanh một vòng thị dân. Thế nhưng không ai báo gì gờ cùng bát đánh 120. Bọn họ những, này người thật là tướng vô giúp vui phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đường cung thể thao chung sở hữu nữ sinh nhìn đến đứng tại Châu Lâm Lâm bên cạnh Diệp Thần Phong thời gian, một đám sôi nổi nghị luận. Lớn lên là có điểm soái, bất quá, vừa nhìn chính là cái sơn dã sinh ra,
đầu năm nay quang dáng dấp đẹp trai có thể bất kể dùng. Còn là bóng rổ đội giáo luyện Vương Minh tốt, hắn lại soái lại có tiền, đánh bóng rổ động tác đặc biệt soái, quả thực là chúng ta nữ sinh trong lòng hoàn mỹ nam bằng hữu hình tượng mà. Cũng không thể nói như vậy, người ta đã có dũng khí tới khiêu chiến Vương Minh, chúng ta hay là muốn dành cho cổ vũ, ta xem hắn vóc người này bản, đợi sẽ tới sân bóng rổ phỏng chừng thoáng cái đã bị đánh bay, thực sự là dũng khí khả gia a. À. Ta ngã còn muốn cảm tạ cái này sơn dã thanh niên ni. Nếu như không có hắn, chúng ta thế nào có thể lần thứ hai nhìn thấy Vương Minh đánh bóng rổ tư thế oai hùng ni. Hắn thân là bóng rổ đội giáo luyện, bình thường thế nhưng không quá động bóng rổ. Cung thể thao chung sở hữu nam sinh viên, nhìn đến Châu Lâm Lâm cùng Diệp Thần Phong cùng đi tiến đến, tâm đều nát đầy đất, theo bọn họ chỉ có mình mới xứng đôi Châu Lâm Lâm a. Những người khác đều là cứt châu, đều là cứt chó. Một cái mang theo rất nặng kính mắt phiến, hình thể béo giống như đầu heo nam sinh viên. Không phẫn nói rằng, tiểu tử này thế nào có dũng khí đứng tại Châu lão sư bên cạnh. Nhìn hắn gầy còm thân thể, chỉ có ta mới cùng Châu lão sư nhất xứng mà. Một, khác cái vẻ mặt thanh chu đậu nam sinh vội vã tiếp thượng lời nói, Châu lão sư làm sao sẽ coi trọng như vậy hàng xe, lẽ nào hắn so với ta càng phong lưu phóng khoáng, càng anh minh thần võ, càng. Tên này thanh chu đậu nam gương mặt vô cùng đau đớn, cùng bên cạnh mập heo nam học sinh tướng so với, hắn quả thực tượng một cây cây gậy trúc, cái này huynh đệ bình thường tại trong túc xá khẳng định không có thiếu lô a. Sân bóng rổ Vương Minh nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Châu Lâm Lâm sau, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng bọn họ đã đi tới, tại Vương Minh bên cạnh còn theo hai gã ăn mặc bóng rổ đội đồng phục học sinh, xem ra chắc là bóng rổ đội đội viên. Ta đột nhiên cảm thấy quang hai chúng ta đánh có ý gì. Cho nên ta quyết định cùng ngươi tới một hồi chân chính bóng rổ thi đấu, bất quá, ta cũng biết ngươi chỉ có một người, ngươi đây hãy yên tâm, ta giúp ngươi chọn bốn cái đội viên, làm ngươi giúp đỡ. Vương Minh chỉ phía sau cách đó không xa bốn cái ăn mặc bóng rổ đội đồng phục nam học sinh, cái này bốn cái nam học sinh bọn chúng đều là cực phẩm trung cực phẩm A. Đều không ngoại lệ khuôn mặt đều mang nhất cặp mắt kiếng, với lại căn cứ thấu kính độ dày, có thể suy đoán ra bọn họ số ghi tối thiểu tại 800 độ trở lên. Không chỉ như vậy, bốn người này gờ thần một đám uể oải bất chính, hình như đêm qua vừa một đêm bảy lần lang, những cái này bốn học sinh làm Diệp Thần Phong đội bằng hữu. Có thể nói là đứng tại sân bóng thượng làm trang sức phẩm. Đây cũng là Vương Minh nghĩ ra được nhất điều diệu kế, tại hắn thể nghiệm qua Diệp Thần Phong sức nắm sau, cùng với Diệp Thần Phong lạc hạ câu kia ngoan thoại, hắn phải đối Diệp Thần Phong đề cao di gờ dịch, với lại ngày hôm nay hắn và Diệp Thần Phong bóng rổ quyết đấu, có nhiều người như vậy tại ở đây quan khán, hắn làm sao có thể đủ thâu ni. Hắn phải có 10 phần nắm chặt thắng Diệp Thần Phong, nhượng Diệp Thần Phong lăng nhục, nhượng Châu Lâm Lâm biết hắn mới là thật nam nhân. Vương Minh, người quá hèn hạ, người nhượng bốn người này làm Thần Phong đội bằng hữu, coi như là nhượng Thần Phong một người đối kháng các ngươi. Châu Lâm Lâm tức giận phẫn nộ quát. Vương Minh cau mày, tướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, thế nào? Người mới vừa rồi còn không phải nói muốn nhượng ta đánh nhau bóng rổ sản sinh y ảnh sao? Hiện tại lẽ nào ngươi không dám đáp ứng sao? Làm một nam nhân không muốn luôn luôn nhượng nữ nhân cho ngươi xuất đầu, đau nhức nhanh một chút, ngươi rốt cuộc so với không bằng. Vương giáo luyện, ta xem hắn 8 phần 10 là muốn làm con rùa đen rút đầu, tự người như thế căn bản không xứng ta và thi đấu. Đứng tại Vương Minh bên cạnh một gã bóng rổ đội đội viên nói rằng. Đúng vậy, Vương giáo luyện, còn là không nên cùng người như thế lãng phí thời gian, chúng ta cuối tuần còn có thi đấu ni. Phải thật tốt huấn luyện. Một gã khác đứng tại Vương Minh bên cạnh bóng rổ đội đội viên lập tức phụ họa nói. Nhìn trước mặt dường như nhảy nhót vở hài kịch Vương Minh đám người, Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, lời vô ích thật nhiều, đánh thắng các ngươi, ta một người vậy là đủ rồi, không cần phải an bài cho ta đội viên. Diệp Thần Phong thanh âm không lớn, thế nhưng chu vi đến đây xem cuộc chiến rất nhiều nam nữ sinh viên đều nghe được, trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong cuồng vọng phách lối ngôn ngữ. Tại cung thể thao chung truyền ra, toàn bộ thể cung thể thao nội tức khắc nổ tung nồi. Gì, hắn muốn một người đối kháng trường học của chúng ta đội bóng. Hắn điều không phải đầu xảy ra vấn đề đi, trang B cũng không mang theo như vậy trang đi. Ta xem hắn là từ G thần bệnh viện chạy đến, thì là NBA chức nghiệp cầu thủ tới, cũng không dám nói một người một mình đấu trường học của chúng ta cả chi đội bóng A. Đợi ta chờ nhìn hắn bêu xấu,
là hắn người như vậy cũng xứng làm bẩn chúng ta trong lòng nữ thần. Nam các sinh viên đại học lần thứ hai bắt đầu chê bai Diệp Thần Phong, theo bọn họ Diệp Thần Phong hoàn toàn là đang khoác lác, với lại cái này nghiêu thổi chúng một điểm trình độ cũng không có, bởi vì rất nhanh thì hội bị khám phá. Các nữ sinh viên đại học tắc đều là ủng hộ Vương Minh cái này chức cao phú soái giáo luyện, vừa rồi ngã còn không có đối với Diệp Thần Phong vô cùng công kích, bây giờ Diệp Thần Phong nói ra lần này tự đại tới, các nàng cũng sôi nổi không nhịn được. Hắn cho là mình là ai? Kiều Đan, Mạch Địch, còn là, muốn dùng một người thực lực tới đánh thắng trường học của chúng ta bóng rổ đội. Thuần túy là tự tìm đường chết. Ngươi nói một điểm đều không sai, nếu như hắn thật một người lên sân khấu, ta dám khẳng định hắn một cái cầu cũng vào không được, nguyên bản ta còn tưởng rằng là một cái sơn dã hàng loạt soái ca ni. Không nghĩ tới là cái gờ thần bệnh hàng loạt soái ca, thực sự là bạch dài quá một bộ tốt túi ra. Cái này trên thế giới tự cho là đúng quá nhiều người, cũng không ước lượng năng lực của mình, mù chạy đến trang gì đầu to. Sau đó tìm nam bằng hữu có thể nghìn vạn không thể đủ tìm dáng vẻ như vậy trang bê nam, hắn cuối cùng cần phải muốn đem mình giả dạng làm ngu bê không thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.